Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 406, bản 1S chỉ cần tập hợp các bức họa lại là có thể triệu hoán. Bị Tam Lãng nói như thế, Bạch Tôn giả ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, sau đó yên lặng thu nắm đấm lại cũng đúng, con huyết ma này nhìn qua thì có vẻ phòng ngự cao với máu nhiều thật, nhưng nếu như mình thật sự lên cho nó một quyền thì khẳng định là nó toi đời chắc luôn. Vì thế, Bạch Tôn giả mang theo vẻ mặt đầy mất mát, yên lặng đi về bên cạnh Tống Thư Hàng. Bởi vì không thể tham gia trò đánh huyết ma, cho nên Bạch Tôn giả vô cùng nhàm chán, thế là hắn lại lôi quả tên lửa kia ra, bắt đầu nghiên cứu nó trong im lặng. Lần này, các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 không ngăn cản Bạch Tôn giả nghiên cứu quả tên lửa đó nữa. Nói đúng hơn thì, những đạo hữu có thể khuyên Bạch Tôn giả đừng nghiên cứu cái thứ nguy hiểm như thế đều đang lên hớn hở chơi trò đập huyết ma rồi. Còn những vị khác, thì hoặc là bản thân đều có hứng thú với quá trình Bạch Tôn giả nghiên cứu tên lửa, hoặc là giống như Bạch Hạc Chân Quân, dù cho Bạch Tôn giả có làm gì thì hắn cũng sẽ giơ hai tay hai chân thêm ba đôi cánh lên tán thành tuyệt đối. Cho dù Bạch Tôn giả có muốn đi nổ bay mặt trăng thì hắn cũng sẽ suy nghĩ xem nên sắp xếp phi thuyền đưa Bạch Tôn giả lên mặt trăng như thế nào, để hắn nổ cho vui vẻ nhất. Cho nên, lần này, không ai ngăn cản Bạch Tôn giả tháo tên lửa cả. Trong trận pháp mà Cổ Hà Quan Chân Quân đã bố trí, các vị tiền bối ngũ phẩm tiến lên tham gia hoạt động vây đánh huyết ma, đến cả Đậu Đậu và Ngư Kiều Kiều cũng không nhịn được mà chen một cái móng vào. Cầu nguyện cho con huyết ma đáng thương này. Mặc dù ở giới tu chân, thiên ma bị coi như boss dã ngoại mà săn bắt, nhưng con huyết ma này cực kỳ xúi quẩy, còn chưa kịp đáp xuống thì đã bị một đám chân quân, linh hoàng ngũ phẩm mạnh mẽ vây xem đồng thời vây đánh luôn một thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ huyết ma phẫn nộ gào thét liên tục, nhưng những gì nó có thể làm cũng chỉ là kêu gào phẫn nộ mà thôi. Dù nó có công kích như thế nào, công kích từ góc độ nào, công kích bằng bộ phận gì thì tạo hóa pháp phương toàn thân kim quang sáng chói cũng sẽ xuất hiện ngay trước nắm đấm hoặc bộ phận công kích của nó, cần cù cản hết tất cả công kích của nó lại. Các đạo hữu trong nhóm vui vẻ liên tục dùng đủ các đòn tấn công tâm đắc hoặc kiểu mới mà bản thân vừa mới lĩnh ngộ được, đánh bôm bốp lên người huyết ma. Đồng thời ở bên cạnh, Hoàng Sơn Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Cổ Hà Quan Chân Quân và đạo hữu có cảm giác tồn tại rất thấp là Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu, còn đánh giá, chỉ điểm cho các đạo hữu trong nhóm về chiêu thức mới, bình luận về linh cảm kỹ năng đúng lúc. Chiêu này của Đông Phương Tiên Tử cũng được lắm đấy, nếu như hoàn thiện thêm chút nữa thì lại có thêm một chiêu tuyệt kỹ tất sát nữa rồi. Nhưng mà tiên tử này, lúc dùng chiêu này tấn công thì cô tăng thêm một phần chân khí nữa là có thể đột phá điểm giới hạn, khiến uy lực của chiêu thức càng lớn hơn đấy. Chiến Phật Chân Thân của Tạo Hóa Pháp Vương đã tiến bộ hơn một bậc rồi nhỉ, mạnh mẽ vô cùng luôn, đợi khi hắn thăng lên cảnh giới lục phẩm, Chiến Phật Chân Thân của hắn chắc sẽ mạnh gần bằng với Tôn Giả thất phẩm luôn ấy chứ. Cái con khỉ Tam Lãng nhà ngươi, từ đầu chí cuối ngươi chỉ chém có một đao rồi nhảy sang một bên lượn lờ làm cảnh suốt là sao hả? Không phải tên của ngươi là Tam Lãng à, ít nhất cũng phải chém ba đao trở lên mới phải đạo chứ. Cuồng đao Tam Lãng. Tóm lại, khung cảnh hiện tại náo nhiệt dị thường. Bạch Tôn giả im lặng liếc nhìn các đạo hữu đang chơi vui vẻ một cái rồi lại thui thủi cúi đầu tiếp tục nghịch tên lửa của mình. Chấm. Một lát sau, Tống Thư Hàng bước tới bên người Bạch Tôn giả, nói. Đúng rồi, Bạch tiền bối, giọng nói của ta vẫn chưa biến về như cũ đây này. Thư Hàng cảm giác tâm trạng của Bạch Tôn giả lúc này không được tốt lắm, vì thế hắn muốn thử rời lực chú ý của Bạch tiền bối. Không sao đâu, Thư Hàng. Đợi khi tác dụng của thuốc hết thì giọng nói của ngươi sẽ trở lại như cũ thôi ấy mà, Bạch Tôn giả cũng không buồn ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn. Đợi tác dụng của thuốc hết là trở về như cũ à? Vậy thì may quá, Tống Thư Hàng thầm thở phào một hơi, nói tiếp. Đúng rồi, Bạch tiền bối. Lúc trước khi ta và Vũ Nhu Tử đến tộc địa của Sở Gia thì phát hiện ra, có vài gã gọi là chiến sĩ nhím biển, gì đấy đột kích tộc địa của Sở Gia. Sau đó lúc đi vào trong mật thất thì ta lại gặp được một cái gã rất quái dị, may mà phụ thân của Vũ Nhu Tử là Linh Điệp Tôn giả kịp thời chạy tới nơi, cuối cùng còn lấy được một bức họa từ trên người cái gã quái dị kia nữa. Hắn kể lại cho Bạch Tiền Bối nghe một lượt về những chuyện mà hắn và Vũ Nhu Tử đã trải qua khi ở tộc địa Sở Gia. Sau đó, Tống Thư Hàng lại móc bức họa, kiếm quyết, của Sở Gia ra, hy vọng có thể khơi dậy hứng thú của Bạch Tiền Bối thân là một sinh viên đại học bình thường. Nên khi hắn nhìn thấy Bạch Tôn giả yên lặng tháo dỡ quả tên lửa này ra thì tim đập thình thịch, sợ hết cả hồn. Cái gì, kiếm quyết của Sở Gia á?
Để ta xem cái nào, lực chú ý của Bạch Tôn giả quả nhiên bị Tống Thư Hàng rời đi, Bạch Tôn giả ném quả tên lửa đã tháo được một nửa sang bên cạnh, sau đó nhận lấy kiếm quyết mà Tống Thư Hàng đưa cho, bắt đầu nghiên cứu. Bạch tiền bối có thể nhìn ra điều gì từ trong đó không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Trong mộng, từ bốn bức tranh này, Sở Sở có thể ngộ ra, kiếm quyết, cao minh chỉ thuộc về mỗi mình cô ấy, nhưng Tống Thư Hàng cảm thấy bản thân không có thiên phú, nhìn tranh viết văn, lúc ở trong mộng của cô ấy, hắn nhìn chằm chằm bức tranh cả buổi trời, nhưng không hề nhìn ra điều gì. Bây giờ, sau khi lấy được một bức họa, kiếm quyết, hắn lại nhìn nó một lúc lâu, ngoại trừ việc thấy Lý Thiên Tố đạo trưởng rất đẹp trai ra thì hắn vẫn không nhìn thấy được thứ gì khác. Sau khi nghiên cứu trên dưới kiếm quyết một lượt, Bạch Tôn giả nghĩ ngợi xong bèn nói, đúng là một thủ pháp rất thú vị, chỉ nhìn một bức tranh thì hoàn toàn không nhìn ra được điều gì. Trong cả bốn bức tranh chắc hẳn đều cất giấu trận pháp, chỉ sau khi ghép bốn bức tranh lại với nhau thì trận pháp mới được kích hoạt, lúc đấy mới có thể nhìn thấy những thứ mà người chế tác ra bức tranh muốn biểu đạt. Nói cách khác, không phải là do ngộ tính của ta quá thấp đúng không? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thư Hàng, người vừa nói, nếu ba bức họa còn lại bị cái gã quái dị đó mang đi, vậy thì, chỉ cần bức họa này còn ở trong tay Sở Sở thì cái gã quái dị kia chắc hẳn sẽ tìm mọi đủ thủ đoạn để cướp lại nó cho bằng được đúng không? Bạch Tôn giả sờ sờ cằm của mình rồi hỏi. Tống Thư Hàng đáp, nhìn bộ dáng của hắn lúc rời đi thì chắc là sẽ không dễ dàng từ bỏ bức họa cuối cùng này đâu. Thực ra, hắn tới hay không cũng không thành vấn đề, hình như Linh Điệp Tôn giả rất hứng thú với cái trận pháp đấu chuyển tinh di kia của hắn, trong vòng vài ngày chắc hẳn sẽ tìm đến tận cửa thôi. Linh Điệp đạo hữu cũng ra tay rồi. Ha ha, thú vị lắm. Vậy thì, để ta tham gia cùng đi vậy, ta sẽ thêm chút lạc thú cho trò chơi này. Bạch Tôn giả cười một cái, hắn giơ ngón tay ra, dùng linh lực vẽ một chuỗi phù văn ở phía sau bức tranh. Cuối cùng, chuỗi phù văn ấy hóa thành hình dạng của một thanh phi kiếm. Tống Thư Hàng thấy thanh phi kiếm này trông khá quen bèn thử hỏi dò, Bạch tiền bối, hình như ta đã gặp phù văn này ở đâu rồi thì phải. Ừ, phù văn này là Tống Thư Hàng dùng một lần bản 1S, được chế tạo dựa trên cơ sở của bản 001 và tăng thêm một số chức năng nữa, vốn ta muốn làm một Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 cơ, nhưng phù văn của Lưu Tinh Kiếm dùng một lần phức tạp hơn, có mấy loại phù văn cần phải dùng thủ pháp điêu khắc lên, sợ là sẽ ảnh hưởng đến bức tranh, Bạch Tôn giả gật đầu đáp. Lúc Tống Thư Hàng nghe thấy tên của series này thì trái tim thót lên một cái, quả nhiên phiên bản Tống Thư Hàng dùng một lần, vẫn còn có bản thăng cấp sao. Ở bên cạnh, lúc Lạc Trần Chân Quân và mấy vị đạo hữu khác nghe thấy cái tên này, đột nhiên nghẹn đỏ hết cả mặt, khó khăn lắm mới nhịn cười được. Sau đó, chúng đạo hữu cùng nhìn Tống Thư Hàng với ánh mắt thương xót. Thư Hàng tiểu hữu đã vất vả nhiều rồi. Thư Hàng, dù sao thì bức họa này có để ở chỗ của chúng ta thì cũng chẳng nhìn ra điều gì, đợi lát nữa Sở Sở tỉnh lại, người đưa nó cho cô ấy, để cô ấy mang nó về Sở ra. Nếu như cái gã quái dị đó nhân cơ hội này cướp đi bức tranh thì đợi tới khi hắn tập hợp đầy đủ 4 bức tranh lại một chỗ, chức năng của bản 1S sẽ được kích hoạt, đến lúc đó nó sẽ trực tiếp đưa cái gã đó đến trước mặt chúng ta. Bạch Tôn giả nói. Đưa cái gã kia bay, bưu tương đương, một cái đến trước mặt Bạch tiền bối ư. Ai da, chỉ cần nghĩ thôi thì đã thấy thú vị rồi. Thử nghĩ mà xem, cái gã quái dị kia khó khăn lắm mới tập hợp đầy đủ 4 bức họa, đúng lúc đang chuẩn bị triệu tập rồng thần, à, không phải, là đang chuẩn bị thưởng thức, nghiên cứu điều thần bí trong 4 bức họa một phen thì. Đột nhiên, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 1S, giấu trong bức tranh khởi động. Đưa hắn và 4 bức tranh bay lên không trung, với khí thế mạnh mẽ như khi trùng kích, ngư dược long môn, phá hết tất cả mọi chướng ngại vật ở trước mặt, phi thẳng đến chỗ của Bạch Tôn giả. Khung cảnh này mới tuyệt vời làm sao? Ngoại trừ cái tên, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 1S, ra thì tất cả những thứ còn lại đều rất tuyệt. Được rồi, đợi Sở Sở tỉnh lại thì ta sẽ để cô ấy mang bức họa này về. Tống Thư Hàng bật thẳng ngón cái lên. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Bèn nói, đúng rồi, Bạch tiền bối, trên đường quay về ta gặp được mấy tên, chiến sĩ nhím biển, hình như bọn chúng định đi giết hại người của hư kiếm phái, để thu thập chân huyết, gì gì đó thì phải. Thu thập, chân huyết, à, Bạch Tôn giả hơi nhíu mày lai, lẽ nào là dùng để mở phong ấn, hoặc là phục sinh thứ gì đó sao? Chiến sĩ nhím biển, hình như ta đã nghe thấy chuyện tương tự như thế ở đâu đó rồi thì phải. Đợi lát nữa các đạo hữu trong nhóm xử lý xong con huyết ma kia thì ngươi đi hỏi xem trong nhóm có đạo hữu nào biết chuyện này không. Còn nữa,
Hư kiếm phái, dù gì cũng là môn phái tu sĩ nhân loại, đợi xử xong con huyết ma thì chúng ta cũng thử đến hư kiếm phái xem thử tình hình thế nào. Được, Tống Thư Hàng gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn chỗ của các vị tiền bối trong nhóm một cái. Con huyết ma đáng thương kia vẫn còn đang liên tục kêu gào phẫn nộ. Nhưng tiếng gào của nó đã yếu hơn rất nhiều, con huyết ma này vốn có chiều cao lên tới 15 mét, nhưng bây giờ đã bị tiêu hao một khoảng, chỉ còn cao có hơn 10 mét mà thôi. Mà đây lại còn là trong tình huống các vị tiền bối chân quân lục phẩm khác trong nhóm không hề ra tay đấy nhé. Vẫn cảm thấy con thiên ma này đáng thương quá, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Ở bên này, Bạch Tôn Giả lại ngồi xuống nghịch tên lửa tiếp tục mổ xẻ nó một cách đầy hứng thú. Quả tên lửa nhanh chóng bị Bạch Tôn Giả tháo ra thành một đống linh kiện. Hóa ra là thế, nguyên lý của nó cũng thú vị ra phết đấy. Bạch Tôn Giả vừa sờ cằm vừa nghiên cứu nó hồi lâu, sau đó hắn bắt đầu lắp ráp quả tên lửa lại. Tốc độ lắp ráp của hắn còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ tháo dỡ. Tựa như chỉ vài giây thôi, Bạch Tôn Giả đã lắp ráp tên lửa lại như cũ, xong rồi, lại học được nhiều thứ mới nữa rồi. Trên gương mặt Bạch Tôn Giả tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Chương 407, đâm một đao thật ngầu. Mấy thứ này à, chắc chắn là đồ thừa rồi. Nhưng nhất thời ta không ghép vào được, cũng có thể chúng bị ta tháo hỏng rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ dùng mấy trận pháp khác thay thế chức năng của mấy thứ này, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì hết. Bạch Tôn Giả vỗ vỗ vào quả tên lửa đạn đạo mới được lắp ráp lại lần nữa một cách đắc ý, sau đó nói nhỏ với Tống Thư Hàng. Còn nữa nhé, ta còn tăng thêm hai trận pháp công kích ở đầu tên lửa. Nếu như bây giờ quả tên lửa đạn đạo này mà nổ thì ngoại trừ sát thương nổ thông thường ra thì còn kèm theo sát thương pháp thuật, lôi quang bạo uy lực rất lớn. Qua thời gian này, đợi đến khi chúng ta tìm thấy tông môn của Vô Cực Ma Tông thì có thể thử uy lực của nó rồi. Tống Thư Hàng tức khắc thót tim, tên lửa đạn đạo ban đầu đã đáng sợ lắm rồi, Bạch tiền bối lại còn tăng thêm cho nó trận pháp sát thương, lôi quang bạo, Đúng là đổ dầu vào lửa mà, đến lúc đó cái của nợ này mà nổ, thì sẽ có sức công phá đáng sợ đến mức nào chứ? Trong lúc hắn đang suy tư, đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể là do Bạch tiền bối vỗ quả tên lửa đạn đạo kia mạnh quá. Quả tên lửa vốn đứng thẳng bị Bạch tiền bối vỗ một cái như thế thì bị cong về bên phải, sau đó, nghiêng ngã xuống đất. Bạch tiền bối, sắp đổ rồi. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lớn, đây là hàng dễ cháy nổ đấy. Nó lại còn được Bạch tiền bối cải tiến nữa chứ. Một khi nó đổ xuống, nói không chừng sẽ nổ tung mất. Đừng gấp mà, có ta ở đây rồi, Bạch Tôn Giả cười ha ha, nói. Hắn giơ tay lên không trung hướng về phía tên lửa đạn đạo. Những thứ như thế này, Bạch Tôn Giả chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể nâng nó lên rồi, vì thế không có gì phải lo lắng cả. Mà đúng lúc này, ở đằng xa có một bóng người, vù, một cái xông đến đây, một tay nâng lên đỡ lấy quả tên lửa đạn đạo đang nghiêng ngả, tư thế ngầu vô cùng. Đó là Bạch Hạc Chân Quân. Hắn luôn luôn chú ý đến Bạch Tôn Giả, để thiện tìm cơ hội cống hiến sức lực, phần ưu giải nạn cho Bạch tiền bối. Vì thế, lúc nhìn thấy tên lửa đạn đạo đổ xuống, Bạch Hạc Chân Quân lập tức xông tới, đỡ lấy nó. Bạch tiền bối ngài yên tâm, có tiểu Bạch Hạc ta ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Bạch Hạc Chân Quân bật ngón cái về hướng Bạch tiền bối. Bạch Hạc tiền bối làm tốt lắm. Tống Thư Hàng bật thẳng ngón tay cái lên khen ngợi. Bạch Hạc Chân Quân nghe thế vô cùng đắc ý. Lúc này, Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả im lặng không phải do Bạch Hạc Chân Quân, mà là do hắn phát hiện lúc hắn lắp ráp lại tên lửa đạn đạo, có chỗ nào đấy đã lắp sai rồi. Tên lửa đạn đạo bắt đầu bốc khói đen. Của nợ này, có khả năng sắp nổ rồi. Bạch Hạc, mau vứt cái tên lửa đạn đạo ấy đi, Bạch Tôn Giả lên tiếng. Tuy rằng không cam tâm nhưng hình như hắn lại tháo hỏng một đồ vật nữa rồi, tên lửa đạn đạo này sắp nổ rồi. Hả, Bạch Hạc Chân Quân ngu người, sau đó hét lên, sắp nổ á. Bạch Hạc Chân Quân lập tức vác tên lửa đạn đạo lên, nhìn quanh bốn phía tìm chỗ xử lý nó. Rất nhanh, hai mắt hắn sáng lên. Huyết ha hà, quả tên lửa đạn đạo sắp nổ này dùng để nổ huyết ma thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Tất cả mau tránh ra, ta sắp tung tuyệt chiêu rồi. Bạch Hạc Chân Quân hét lớn một tiếng, Sau đó, hắn dùng sức ném quả tên lửa đạn đạo, bản Bạch Tôn Giả cải tiến, đang bốc khói đen về phía huyết ma. Chúng đạo hữu đang giết huyết ma vui vẻ, đột nhiên thấy một quả tên lửa đạn đạo bốc khói đen xông thẳng đến. Không gạch dưới không,
Bắc Hà tán nhân tức thì trợn to hai mắt. Đờ mờ, Bạch Hạc huynh chán sống rồi sao, tự nhiên ném tên lửa đạn đạo sang đây làm gì? Đông Phương Lục tiên tử né được quả tên lửa đạn đạo trong gang tấc, cô hét lên, Bạch Hạc tiền bối, đừng có phá đám có được không? Suýt chút nữa là cô bị tên lửa đạn đạo bắn trúng rồi. Tên lửa đạn đạo chả có hề hấn gì với huyết ma đâu, Bạch Hạc tiền bối, người ra kia chơi đi, tạo hóa pháp phương gầm lên. Đúng lúc này, người vẫn luôn giải thích tình hình chiến đấu cho Tống Thư Hàng Lạc Trần Chân Quân hét lớn, đó là đồ mà Bạch Tôn Giả đã cải tiến đấy. Nhưng, lời của Lạc Trần Chân Quân mới nói được một nửa thì. Cuồng đao tam lãng người đang mải chiến đấu đột nhiên xoay người một cách tiêu sái, ngọc đao trong tay đã rút ra khỏi vỏ. Bạch Hạc tiền bối, chỉ là một quả tên lửa đạn đạo thôi, đừng làm loạn nữa. Người đứng ngoài nhìn là được rồi, huyết ma cứ để cho bọn ta lo, cuồng đao tam lãng nói. Trong lúc nói chuyện, cuồng đao tam lãng ra tay một cách rất ngầu. Của không hổ danh là, thất thập nhị lộ khoái đao, trong nháy mắt, hắn liền chém ra 72 tia đao quang. Các tia đao quang kết lại thành một tấm lưới, bao lấy tên lửa đạn đạo. Sau đó, sau khi chém xong, cuồng đao tam lãng mới nghe thấy lời của Lạc Trần Chân Quân. Quát, tên lửa đạn đạo này vừa được Bạch Tôn Giả cải tiến á. Cuồng đao tam lãng. Hại nhau rồi. Lúc này, cuồng đao tam lãng chỉ hận bản thân không thể mở miệng ăn hết mấy tia đao quang kia. Nhưng đã muộn rồi, đao quang rực rỡ giáng xuống tên lửa đạn đạo, trong nháy mắt làm nó vỡ ra. Bùm, tương đương. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, ánh sáng phát ra khi tên lửa đạn đạo nổ bao trùm cả người con huyết ma và cả các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1. Tam lãng, ta và ngươi chưa xong đâu. Ai yo, tam lãng, đau chết ta rồi. Các ngươi cố ý phải không? Tam lãng, có phải ngươi đã ngầm thông đồng với Bác Hạc đạo hữu không? Ai ya má ơi, tạo hóa pháp phương mau giữ chân huyết ma đi, vừa nãy nó nhân lúc nổ đánh ta một quyền, đau chết ta rồi. Tam lãng huynh, ngươi chết chắc rồi. Lễ phục, La Sa Tông, phiên bản giới hạn năm nay của ta, hu hu hu, Đông Phương Lục tiên tử khóc lên. Cuồng đao tam lãng nắm chuôi đao, lặng người trong gió xong rồi, hắn toi thật rồi. Ở phía xa, Bạch Hạc chân quân vẫn giữ nguyên tư thế ném tên lửa, hắn hoàn toàn không ngờ tam lãng sẽ chém ra đao quang mạnh mẽ như thế, xong rồi, hắn cũng chết chắc rồi. Ấy, đợi đã, mình vốn dĩ chết chắc rồi mà, nợ nhiều thì không lo, cứ nghĩ như thế thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Ở phía trước, kiếp nạn của cuồng đao tam lãng mới chỉ bắt đầu. Cùng với việc tên lửa nổ thì trận pháp thuật, lôi quang bạo, mà Bạch tiền bối khắc lên cũng nổ theo. Xẹt, xẹt xẹt, một loạt ánh sáng lôi điện tím xuất hiện từ trung tâm vụ nổ, ngưng lại thành một quả cầu lôi điện màu tím. Tuy rằng chỉ là tác phẩm thử nghiệm của Bạch Tôn Giả thôi nhưng lực sát thương của lôi điện này vẫn có sức công phá lục phẩm. Cuồng đao tam lãng đứng mũi chịu sào, một tia lôi điện được đánh về phía trước, tuy rằng chưa chạm vào người hắn nhưng đã làm cho hắn cháy đen thui rồi. Nếu như, lôi quang bạo, này mà công kích chính diện cuồng đao tam lãng thì hắn phải đến giường bệnh của dược sư nằm vài tháng rồi. Cũng may là, người khác ra trận pháp lôi quang bạo là Bạch Tôn Giả cũng ở cách đó không xa. Diệt Bạch Tôn Giả cất giọng hét lên. Theo tiếng hét trầm thấp của Bạch Tôn Giả, trận pháp thuộc tính lôi trong vụ nổ bị Bạch Tôn Giả khống chế, thu hồi trong nháy mắt, từ một quả cầu khổng lồ thu bé lại chỉ bằng nắm tay. Cuối cùng, lôi điện càng ngày càng nhỏ rồi dần dần tắt lụi. Tam lãng há mồm, phun ra một làn khói đen. Làn khói đen này cũng giống như tâm trạng rối loạn như có 10.000 con ngựa chạy qua của cuồng đao tam lãng bây giờ vậy. Gừ 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 gừ, tiếng gầm phẫn nộ của huyết ma vang lên. Tên lửa đạn đạo bất ngờ nổ làm loạn trận doanh của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, người phụ trách kháng quái tạo hóa pháp phương nhất thời không kịp kéo thù hận. Huyết ma điên cuồng nắm được cơ hội, nó đánh loạn khắp nơi, dựa vào độ mạnh của thân thể đạt lục phẩm của nó, xông ra khỏi vòng vây của các đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 một cách điên cuồng như một con trâu đực. Sau đó, huyết ma phi thẳng tới chỗ Tống Thư Hàng, nó bị thương quá nặng rồi, vì thế nó cần ăn thứ gì đó để bổ sung năng lượng. Tuy rằng trí thông minh của huyết ma không cao, nhưng ít nhất có vẫn còn chút bản năng. Nó cần nhanh chóng ăn thứ gì đó, vì thế bản năng tìm kiếm thứ đồ ăn dễ bị bắt nhất trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tống Thư Hàng và Sở Sở của Sở gia có tu vi yếu nhất. Mà sau khi so sánh thì thấy vị trí của Sở Sở cách huyết ma hơi xa. Cho nên là, nó quyết rồi, thức ăn chính là Tống Thư Hàng. Vì thế,
huyết ma chạy như điên về phía Tống Thư Hàng, hai cái tay lớn vươn ra hòng bắt lấy Tống Thư Hàng. Đừng để nó chạy nữa, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 hét lên. Nhưng mà, trong lúc sinh tử tồn vong, huyết ma bộc phát ra tốc độ khó ai bì kịp. Thậm chí người luôn tọa trấn trên không trung là Hoàng Sơn Chân Quân và người đứng bên cạnh bảo vệ là Cổ Hà Quan Chân Quân đều không bắt được con huyết ma đang chạy điên cuồng kia. Ở phía trước, Bạch Tôn Giả đang tự nhéo nhéo cằm của mình, chậc chậc. Sau đó, hắn đứng lên, giơ nắm đấm ra, thở ra một hơi. Vừa rồi lúc luận đạo, hắn nghĩ ra một chiêu thức quyền thuật rất thú vị, vốn hắn còn nghĩ không có cơ hội sử dụng chứ, không ngờ tới cuối cùng, huyết ma lại chạy như điên đến đây, cho hắn một cơ hội để thử quyền pháp này. Gừ 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 gừ, huyết ma điên cuồng xông tới. Nhưng, không đợi nó đến gần Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả đã nhẹ nhàng đáp xuống trên đỉnh đầu của nó, giơ nắm đấm lên. Trên nắm đấm còn có dây xích phù văn được hóa ra từ hàng ngàn phù văn. Tiếp đó, Bạch Tôn Giả đánh ra một quyền. Quyền của hắn còn chưa chạm đến đầu của huyết ma thì đầu của nó đã tự động tan nát, não của huyết ma bị nổ thành vô số hạt nhỏ, giống như cồn cát bị gió bão thổi qua vậy. Sau khi rơi xuống, những hạt nhỏ đó lại ngưng thành trân châu màu đỏ, nó va xuống mặt đất gây ra tiếng leng keng. Nắm đấm của Bạch Tôn Giả từ từ hạ xuống, thân thể của huyết ma cứ như bị cuốn vào máy xay thịt vậy, không ngừng hóa thành trân châu. Một lúc sau, huyết ma cao hơn 10 mét giờ biến mất hoàn toàn, chỉ để lại rất nhiều huyết trân châu lấp lánh đầy mặt đất, như minh chứng cho quá trình có một con huyết ma, đáng yêu, từng lén lút đến trái đất. Bạch Tôn Giả thu nắm đấm lại, niết lấy cằm mình, trông có vẻ như có đang suy tư điều gì. Hình như hắn không hài lòng cho lắm với uy lực của quyền này. Phía sau hắn, các tiền bối trong nhóm đều sắp khóc rồi không ngờ đến cuối cùng, Bạch Tôn Giả vẫn dùng đến nắm đấm của mình. Đây là định mệnh đúng không? Còn cần cải tiến thêm một chút, một quyền này lãng phí quá nhiều linh lực, lúc biến thân thể của huyết ma thành kết tinh năng lượng, ít nhất lãng phí 3 phần 10 linh lực, Bạch Tôn Giả thầm nhủ. Tống Thư Hàng nhặt lên một viên trân châu, nghi hoặc hỏi, sau khi chết, huyết ma sẽ biến thành trân châu sao? Hắn cảm thấy trong những viên trân châu xinh đẹp này có ẩn chứa linh lực tinh khiết. Là một thí nghiệm của ta, Bạch Tôn Giả cười ha ha, đáp. Ta thử chuyển hóa huyết ma thành một thứ giống như linh thạch, có điều không thành công cho lắm. Được rồi, bây giờ để ta xem, con huyết ma này cho chúng ta thứ gì tốt không? Chương 408, huyết cốt. Điều tuyệt nhất của đám thiên ma ngoại vực chính là chúng không chỉ chịu đòn giỏi mà bản thân chúng nó còn mang theo vô số báu vật khác nhau. Đánh xong còn có thể rơi trang bị, có thể nói, đây mới là điều khiến người ta thích nhất. Bình thường thì đa số đồ rơi ra từ trên người của thiên ma đều là linh thạch, dược liệu hoặc là một số nguyên liệu luyện khí cơ bản. Nếu như có kẻ may mắn gặp được những con thiên ma cấp cao thì sau khi giết nó, ngoại trừ những thứ thường thấy ra thì họ còn có cơ hội tìm thấy pháp khí, pháp bảo ở trên người chúng nó. Thủ pháp luyện chế ra những pháp khí, pháp bảo này rất đặc biệt. Khác hoàn toàn so với cách luyện khí mà giới tu chân hiện tại hay dùng, nhưng mà, các tu sĩ chỉ cần có được pháp bảo trong tay, sau đó lại tế luyện sơ qua là đã có thể sử dụng được món pháp bảo đó rồi. Cũng chính vì điều này mà có một số vị tiền bối đã từng phỏng đoán rằng, phải chăng thiên ma bây giờ có liên quan đến thiên đạo đời trước, có khi nào chúng nó chính là hậu đại của sinh vật sinh sống ở thời đại xưa hơn nữa. Lại có người cho rằng ngoại vực thiên ma đến từ thế giới khác, thậm chí còn có người đoán rằng liệu có khi nào chúng nó là sinh vật của một thời không khác. Có rất nhiều lời bàn tán về vấn đề này. Nhưng bởi vì ngoại vực thiên ma căn bản không có não, nên cho dù các tu sĩ có dùng pháp thuật lục lọi dò xét ký ức, cưỡng chế xâm nhập vào não bọn chúng để đọc ký ức thì cũng không tìm được bất cứ manh mối hữu ích nào. Vì thế, lai lịch của thiên ma dần dần trở thành một câu đố không có lời giải trong giới tu chân. Bạch Tôn Giả bắt đầu mở dương báu ra. Hắn giơ tay lên đẩy đám huyết trân châu kia ra, vói tay bốc thử một cái. Một cây gậy đen tuyền xuất hiện trong tay Bạch Tôn Giả, cũng không biết nó được đúc từ chất liệu gì, nhìn qua có vẻ rất cứng, cũng rất nặng nữa. Một món pháp bảo thô loại côn, chỉ cần tế luyện một chút thôi là có thể có được một món vũ khí dạng côn tốt rồi. Hơn nữa chất liệu cũng rất đặc biệt, đảm bảo về độ cứng rắn, ai muốn nào. Bạch Tôn Giả lên tiếng. Tạo hóa pháp vương giơ tay lên, nếu như không ai muốn thì trước tiên cứ để phần nó cho ta đi. Bạch tiền bối tiếp tục mở dương báu ra đi, xem thử có thể lấy ra được bao nhiêu bảo vật, chờ xong xuôi hết thì thống kê số lượng lại một chút,
nếu như số lượng bảo vật không nhiều thì, ta sẽ cây côn này rồi dùng linh thạch có giá trị tương đương bồi thường tổn thất cho mọi người. Ngoại trừ, chiến Phật chân thân, ra thì đấu chiến Phật tông của tạo hóa Pháp Vương còn có một bộ, Thao Thiên Phúc Hải Côn Pháp, vang danh thiên hạ, có uy lực rất mạnh. Chất liệu của món pháp khí thô loại côn này rất khá, chỉ cần luyện chế lại một chút là sẽ có ngay một cây côn tốt, rất thích hợp với tạo hóa Pháp Vương. Được, vậy ngươi cầm lấy đi. Đến lúc đó lại bù thêm chênh lệch là được, Bạch Tôn Giả giơ tay ném món pháp khí thô dạng côn kia cho tạo hóa Pháp Vương. Sau đó, Bạch Tôn Giả tiếp tục bới một cái. Hắn nói, một cái pháp hoàn, có thuộc tính hàn băng, chắc là tăng hiệu quả của pháp thuật hệ hàn băng đấy. Tuyết Lang Động Chủ, của ngươi này. Tuyết Lang Động Chủ đón lấy pháp hoàn này, vui mừng ngoác miệng cười hớn hở. Bạch Tôn Giả tiếp tục moi, một giải lụa đỏ kỳ quái, tuy rằng không biết có tác dụng gì. Nhưng mà Đông Phương Lục, cái này rất thích hợp với cô đấy. Giải lụa đỏ bị Bạch Tôn Giả ném về phía Đông Phương Tiên Tử, giải lụa đỏ này mà phối hợp với điệu múa của Đông Phương Tiên Tử thì chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm luôn đây. Bạch Tôn Giả tiếp tục lấy bảo vật ra, ấy, là dược liệu. Dược liệu này ta có ấn tượng, chắc là lục xá. Hay là thanh xá căn nhỉ? Không nhớ được tên của loại này nữa. Chỉ nhớ là cho thêm mấy loại nguyên liệu khác vào dược liệu này là có thể luyện ra đan dược nâng cao xác suất đột phá bình cảnh của cảnh giới lục phẩm. Bắc Hà, đúng lúc ngươi đang cần này, cầm lấy đi. Ở đây cũng chỉ có Bắc Hà tán nhân là sắp trùng kích lục phẩm mà thôi. Bắc Hà tán nhân cười tâu toét cất loại dược liệu này đi, có được thứ này rồi, hắn sẽ lại có thêm một phần nắm chắc tấn thăng lên chân quân lục phẩm hơn. Bạch Tôn Giả lại tiếp tục, một miếng bùa hộ mệnh, ấy, cái này trông lạ thật đấy a. Là một bảo bối không tồi chút nào, bùa hộ mệnh được chế thành từ một phần nhỏ của long mạch có thể tăng thêm vận may cho người đeo ở một mức độ nhất định. Ai muốn nào? Thứ này có cùng nguồn gốc với một đoạn long mạch trong tay Bạch Tôn Giả. Ta muốn. Cuồng Đao Tam Lãng giơ tay lên khí thế. Hắn hít sâu một cái. Hắn có cảm giác dạo gần đây bản thân hắn quá đen đủi, chẳng có việc nào được như ý. Còn không phải sao? Hôm nay một đao tiêu sái của mình đã mang đến cho mình một kết cục chết chóc. Vì thế, vẫn nên lấy vật tăng vận may để hộ thân thì hơn. Không cần biết có tác dụng hay không, cứ để ở trong người thì cũng đã thấy an tâm hơn rồi. Hy vọng có thứ này bảo vệ rồi thì khi các đạo hữu trong nhóm ra tay trả thù hắn sẽ có thể nhẹ tay hơn một chút. Được, vậy cái này cho Tam Lãng ngươi, Bạch Tôn Giả ném cái bùa hộ mệnh kia cho Tam Lãng. Quá trình tiếp theo. Nói tóm gọn lại là Bạch Tôn Giả vẫn tiếp tục lấy bảo vật ra, lấy không ngừng nghỉ chút nào luôn. Nào là dược liệu đặc biệt, nào là pháp bảo, vũ khí, cái gì cần có thì đều có cả. Rất nhanh, tất cả các đạo hữu trong, nhóm Cửu Châu số 1, có mặt ở đây đều lấy được pháp bảo thuộc về mình, đến người qua đường như Bạch Hạc Chân Quân cũng lấy được hai món kim loại luyện khí làm phần thưởng an ủi. Cả Đậu Đậu và Ngư Kiều Kiều cũng nhận được hai bảo vật nhỏ. Ngư Kiều Kiều lấy được Minh Châu có tác dụng tăng cường uy lực hệ thủy, còn Đậu Đậu thì nhận được một sợi dây xích màu đen không rõ công dụng, vừa hay có thể buộc ở cái vòng mới của nó để tạo thành một sợi dây xích chó. Ta nói này, thiên ma, trong ấn tượng của ta không có, năng suất cao, thế đâu đúng không? Hoàng Sơn Chân Quân vừa sờ cằm của mình vừa nói, trong tình huống bình thường, sau khi ngoại vực thiên ma bị giết, trên người có thể rơi ra được 3-4 món bảo vật cộng thêm một vài viên linh thạch đã là tốt lắm rồi. Nếu như có khoảng 6-7 món bảo vật thì đã là vô cùng may mắn rồi. Trong mấy trăm năm gần đây, Hoàng Sơn Chân Quân chưa từng nghe nói đến có con thiên ma nào mà trên người có hơn 10 món bảo vật thế này cả. Nhưng hiện tại, Bạch Tôn Giả đã bới ra bao nhiêu bảo vật rồi? Hơn 50 món rồi đấy. Cho dù thiên ma này là giống huyết ma đặc biệt, cho dù đây là con thiên ma mạnh mẽ có thực lực lục phẩm vô cùng hiếm thấy đi nữa, thì có hơn 50 món bảo vật thế này đúng là hơi bị khoa trương quá đáng luôn. À, tới bây giờ Hoàng Sơn tiền bối mới cảm thán sao? Cổ Hà Quan Chân Quân cười nói, lúc Bạch tiền bối lấy ra bảo vật thứ 16 thì ta đã cạn lời rồi. Sau đó thì, ta nghĩ tại vì đó là Bạch tiền bối, thế cho nên lấy ra bao nhiêu bảo vật cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Ta chỉ có thể nghĩ như vậy đấy. Các ngươi nói xem. Có khi nào là Bạch tiền bối lấy bảo vật từ trong không gian của mình ra để chia cho mọi người không? Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa thì số lượng hơn 50 món bảo vật thật sự là quá nhiều. Trên người huyết ma làm gì để nhiều đồ như thế được, chúng cất ở đâu được? Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, tùy XX đạo hữu lên tiếng.
ta lại cảm thấy có khả năng là do con huyết ma này trước đây làm mấy loại nghề nghiệp kiểu như thương nhân, cho nên trên người nó mới mang theo nhiều đồ vật cũng nên. Đạo hữu à, người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bạch tôn giả giơ tay lên moi lần cuối cùng, một lượng lớn linh thạch có to có nhỏ xuất hiện trên tay hắn, đúng lúc đã chia hết toàn bộ rồi, tất cả những thứ còn lại đều là linh thạch. Vậy thì những linh thạch này đều thuộc về ta nhé. Ồ, đúng rồi, còn có thư hàng nữa. Nào, thư hàng, chia cho ngươi mấy viên linh thạch xem như giải an ủi đi nhé. Dứt lời, bạch tôn giả tiện tay chọn ra 3 viên linh thạch, quẳng cho Tống Thư Hàng. Tuy rằng Tống Thư Hàng chỉ là người đứng xem mà thôi nhưng đôi khi khán giả cũng có phần, mọi người cùng vui. Cảm ơn bạch tiền bối, Tống Thư Hàng vừa cười vừa nhận lấy 3 viên linh thạch kia, đây là linh thạch hư. Hắn bóp nhẹ một cái, có cảm giác nó hơi mềm. Nhìn thấy những linh thạch này, hắn lập tức nhớ lúc đánh bại tên, chiến sĩ nhím biển, Toái Thiên Quân kia, ngoại trừ bản, tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển, ra, hắn còn thu được 2 hòn đá xấu xí kỳ lạ. Hình như nó rất giống mấy viên linh thạch này, chỉ có điều nhỏ hơn nhiều thì phải. Chắc không phải là linh thạch chứ. Đống huyết chân châu còn lại cũng thuộc về ta, ta muốn nghiên cứu tác dụng của chúng một chút, bạch tôn giả phất tay một cái, toàn bộ linh thạch đều hoàn toàn biến mất. Chắc hẳn đã bị tôn giả thu vào trong pháp bảo hệ không gian của hắn rồi. Đợi sau khi tất cả huyết chân châu bị thu lại, bạch tôn giả mới phát hiện ra trên mặt đất có một đồ nho nhỏ trông kỳ quái. Đó là một thứ có hình dạng giống như khúc xương, có màu đỏ rực. Ấy, vẫn còn có một món đồ nhỏ sao? Bạch tôn giả nhặt cục xương lên, nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu mà cũng không nhận ra đây là thứ gì, đây là gì thế nhỉ? Ta cảm nhận được, bên trong có dao động của hồn lực. Tất cả mọi người đều lắc đầu, có lúc đồ vật trên người thiên ma rất kỳ quái. Cho đến bây giờ, còn có rất nhiều tu sĩ nắm trong tay nhiều đồ vật kỳ quái nhưng không biết chúng có tác dụng gì nên đành cất đi, nói không chừng đấy lại là một món bảo vật gì đấy cũng nên. Bạch tôn giả lắc lắc khúc xương màu đỏ đó, quay đầu lại nhìn Tuyết Lang động chủ, Tuyết Lang, là một khúc xương đấy. Ngươi có lấy không? Tuyết Lang động chủ. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hắn là Tuyết Lang chứ có phải Tuyết Cẩu đâu mà thèm khúc xương. À, hỏi sai rồi, nên hỏi Đậu Đậu mới đúng, bạch tôn giả giật mình hiểu ra, hắn nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu, một khúc xương màu đỏ này, nhìn qua thì có vẻ rất ngon đấy, ngươi muốn không? Gâu 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 gâu, không muốn, đổi thành một gói thức ăn cho chó vị thịt heo cho ta đi. Vốn Đậu Đậu định nói chuyện cơ, nhưng kêu hồi lâu cũng chỉ phát ra được tiếng chó sủa gâu gâu mà thôi. Nó bị Hoàng Sơn Chân Quân cấm nói, mãi đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại được. Vì thế, Đậu Đậu buồn bực nhe răng ra, dùng sức lắc đầu thật mạnh. Ha 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 ha, Đậu Đậu không nói chuyện được thật là đáng yêu. Đậu Đậu, hay là cả đời này ngươi cũng đừng nói chuyện nữa, ngươi không mở miệng thì độ đáng yêu lập tức tăng 100 điểm liền, cuồng đao tam lãng đứng một bên không nhịn được cười phá lên. Gâu gâu gâu, Đậu Đậu phóng người nhảy bổ lên, hóa thành hình dạng lớn 3 thước. Sau đó, nó ngoạm lấy cái đầu khỉ của cuồng đao tam lãng nhanh như chớp chấm cây yên két, dùng những chiếc răng chó sắc bén cắn lấy đầu của hắn. Nhưng, mặc cho Đậu Đậu dùng sức bao nhiêu thì cũng không thể cắn rách ra đầu của cuồng đao tam lãng được. Ha 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 ha, Đậu Đậu ngươi ngây thơ quá đi. Ngươi cho rằng ta không hề đề phòng ngươi à? Chiêu thức đã sử dụng một lần với cuồng đao tam lãng ta rồi thì dùng lần thứ hai không có tác dụng đâu. Ta đã phòng ngự đầy đủ cho vùng đầu rồi, ngươi không cắn được đâu, cuồng đao tam lãng cười lớn. Nhưng hắn mới cười được một nửa thì nước bọt của Đậu Đậu đã chảy ra rồi, bởi vì nó đang cắn đầu của tam lãng, thế nên, nước bọt của nó chảy xuống, dính hết lên mặt tam lãng. Cuồng đao tam lãng. Tam lãng lặng lẽ nhìn miếng bùa hộ mệnh trước ngực mình, nó không thể tăng thêm vận may cho mình sao? Hay là, giá trị may mắn gần đây của mình là 1000, còn cái tiểu hộ phù này chỉ có thể tăng giá trị may mắn cộng 1, thế nên không có hiệu quả gì. Chương 409, bài hát Hoàng Sơn ngốc nghếch. Thư Hàng, khúc huyết cốt này tặng cho ngươi. Đừng có mà xem thường nó nhé, đồ lấy được từ người của thiên ma nhất định là tinh phẩm. Các đạo hữu trong nhóm không thèm giữ nó thì ngươi giữ nó cho tốt, bạch tôn giả ném khúc xương màu đỏ đó cho Tống Thư Hàng, còn nữa, nó nhìn qua có vẻ rất cứng đấy. Đợi sau này nếu ngươi có nuôi chó thì cũng có thể lấy ra cho nó mài răng. Bạch tôn giả không có hứng thú gì với cái thứ đồ kỳ lạ này. Hơn nữa, nếu nói đến thu thập bảo vật thì bảo khố của bạch tôn giả đã nhiều bảo vật tới mức chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi nữa. Thậm chí,
đến bảo khố của những tông môn lớn trong giới tu chân cũng không lớn bằng bảo khố của Bạch Tôn giả nữa. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nhận lấy khúc xương màu đỏ, đây là bảo vật trên người huyết ma đấy, làm sao có thể lấy ra cho chó con mài răng cơ chứ? Đánh huyết ma xong rồi, bảo vật cũng chia xong rồi. Kế tiếp các đạo hữu trong nhóm lại tập hợp lại một chỗ, bắt đầu chia sẻ những điều tâm đắc của mình trong trận chiến vừa nãy, chỉ có Đại Bạch Hạc và Tam Lãng là bị mọi người xa lánh thôi. Đại Bạch Hạc cũng không thèm để ý điều này, từ đầu đến cuối, người hắn quan tâm chỉ có Bạch Tôn giả thôi. Nhưng Cuồng Đao Tam Lãng lại là tên lắm mồm, hắn bắt đầu cảm thấy cả người không được thoải mái. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Hoàng Sơn Chân Quân có điện thoại. Sau đó, Chân Quân nói với các đạo hữu, vừa mới nhận được tin, đã tập hợp đủ đan dược rồi. Còn nữa, tổng cộng 400 chiếc máy kéo có tay cầm sắp được đưa đến rồi, mọi người còn cần thứ gì khác không? Nếu có thì mau nói ra, ta nhân cơ hội chuyển qua đây một lượt luôn. Phải chuẩn bị nhiều máy kéo có tay cầm một chút, để tiện phục vụ nhu cầu cải tạo, cường hóa của các đạo hữu. Dù sao trong quá trình cải tạo, thế nào mà chả có thất bại. Vì vậy, Hoàng Sơn Chân Quân chuẩn bị cho mỗi người thêm mấy chiếc máy kéo, để tiện cho mọi người thực hành. Dù sao thì thứ này cũng không đắt, mua một lần 350 chiếc còn được tặng thêm 50 chiếc nữa. Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị thêm một số công cụ cần dùng khi cải tạo đi, có một đạo hữu lên tiếng. Có bút khắc tinh điêu trận văn không? Lần này bị Bạch Tôn giả gọi đến gấp quá, ta không mang cái gì hết. Ta cần một bộ công cụ luyện khí. Chúng đạo hữu cũng không khách sáo, lần lượt đưa ra các loại yêu cầu. Hiểu rồi, để ta bảo người chuẩn bị đầy đủ công cụ rồi mang đến một thể luôn, Hoàng Sơn Chân Quân ghi nhớ từng thứ một. Ngoại trừ việc thường ở trong nhóm Cửu Châu số một cười lạnh với các đạo hữu và thỉnh thoảng lại sử dụng đại cấm ngôn thuật ra thì Hoàng Sơn Chân Quân đúng là một tấm gương tiêu biểu cho admin của thế kỷ mới đấy. Vừa nhắc tới cuộc thi máy kéo có tay cầm, tâm trạng của Bạch Tôn giả lập tức tốt hơn nhiều. Vậy thì, ta đi bố trí nơi thi đấu trước. Thư Hàng, người đi cùng với ta, chúng ta thuận đường đi xem hư kiếm phái hiện giờ ra sao luôn. Bạch Tôn giả vẫy tay với Tống Thư Hàng. Chiến sĩ nhím biển muốn giết sạch hư kiếm phái nên hắn thuận đường đi xem tình hình thế nào. Được ạ, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đáp, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, tiền bối, đừng quên bọn Sở Sở cô nương nhé. Ừ, Đậu Đậu, ngươi làm một phân thân bình thường từ sợi lông đi, Bạch Tôn giả vẫy Đậu Đậu, giải pháp thuật trên người đệ tử Sở ra xong rồi để Đậu Đậu dùng phân thân biến ra từ sợi lông đưa bọn họ về Sở ra. Đậu Đậu, gâu 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 gâu. Nói tiếng người đi, Bạch Tôn giả nói. Hoàng Sơn Chân Quân bật tay một cái, cấm ngôn thuật của Đậu Đậu tạm thời được giải. Vừa mở miệng, Đậu Đậu đã hát lên, lãng hoa thơm ngắt ơi, mau lại đây nghe ta hát nào. Mau đến Đại Hoàng Sơn. Đại Hoàng Sơn là nơi rất tốt, tương đương nơi rất tốt, tất có cảnh đẹp, khắp nơi đều là hoa màu, đâu đâu cũng thấy đầu ngốc. Hoàng Sơn Chân Quân. Chân Quân vươn tay ra, chuẩn bị cấm ngôn Đậu Đậu lần nữa. Đậu Đậu vội vàng ngậm miệng lại, sau đó ra vẻ trang trọng nói, Bạch tiền bối, phân thân bình thường biến ra từ sợi lông không có sức chiến đấu đâu, có cần phải đổi sang dùng phân thân đặc biệt không? Không cần đâu, dùng phân thân bình thường là được rồi, Bạch Tôn giả mỉm cười, đáp. Nếu như phân thân biến ra từ sợi lông của Đậu Đậu có sức chiến đấu quá mạnh, đánh bọn đến cướp kiếm quyết chạy mất thì làm thế nào? Nói xong, Bạch Tôn giả lại bảo Tống Thư Hàng đặt quyển họa quyển kiếm quyết đó vào người Sở Sở. Lúc Sở Sở và đệ tử Sở ra tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ mê man, tại sao có thể ngủ mất chứ? Nếu chỉ có một hai đệ tử Sở ra ngủ mất thì cũng thôi, nhưng tất cả đệ tử Sở ra đều hôn mê cả, đây là do các tiền bối làm sao? Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, lúc các đệ tử Sở ra đứng lên thì cảm giác trong người tràn đầy sức mạnh, thân thể như được tẩy qua một lần vậy, họ thu được rất nhiều lợi ích. Thậm chí có vài đệ tử có cảnh giới nhất phẩm còn cảm thấy khiếu huyệt của bản thân đang mở ra vậy. Tuy rằng lúc các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đang luận đạo, những đệ tử Sở ra này vẫn đang hôn mê nhưng linh khí thiên địa ngưng tụ lại, thiên địa dị tượng, vô hình chung giúp ích rất nhiều cho bọn họ. Vào thời cổ xưa, từng có một quái nhân giảng thiên địa chi đạo, đại đạo phạm âm, những đệ tử ngồi dưới chỉ nghe thôi nhưng cảnh giới tu vi cũng được nâng lên. Sự việc lần này của các đệ tử Sở ra cũng giống như thế. Bạch Tôn giả nói với Sở Sở, Sở Sở tiểu hữu, đây là một trong những bức họa quyển, kiếm quyết, của Sở ra các cô đem về Sở ra trước đi.
Bọn ta sẽ ở đây chơi thêm một lúc nữa, đợi Sở gia xử lý xong mọi chuyện lộn xộn rồi thì chúng ta sẽ ghé Sở gia. Vâng, tiền bối, Sở Sở ngoan ngoãn nhận lấy kiếm quyết. Cùng lúc đó, phân thân của Đậu Đậu cũng đến, cõng người đang bị thương không tiện cử động là Sở Sở lên. Lúc rời khỏi, Sở Xuân Huỳnh còn chân thành nói, nếu như các vị tiền bối có việc gì cần đến đệ tử Sở gia chúng ta thì xin cứ thoải mái căn dặn. Có nhiều vị tiền bối tụ lại như thế, nhất định là muốn làm chuyện gì đó. Lúc này, nếu như đệ tử Sở gia có thể giúp gì được cho các vị tiền bối thì có thể kết thiện duyên với họ. Trong quá trình đó, nếu có vị đệ tử nào tư chất tốt được các vị tiền bối nhìn chúng thì lên như diều gặp gió trong một đêm cũng không phải chỉ là một giấc mộng. Hoàng Sơn Chân Quân nhìn vị Sở Xuân Huỳnh cô nương này rồi mỉm cười, có lẽ cũng có lúc chúng ta cần đệ tử Sở gia các ngươi giúp một tay cũng nên. Nếu như cần các ngươi giúp đỡ, chúng ta sẽ dùng linh thạch hoặc những vật khác làm thù lao. Sau đó, Sở Sở bị phân thân của Đậu Đậu mang đi, đi cùng những đệ tử Sở gia khác quay về nhà họ Sở trước. Tiếp đó, Hoàng Sơn Chân Quân tế ra một pháp bảo có hình dáng giống như một cung điện nhỏ để làm nơi nghỉ chân cho các đạo hữu. Còn Bạch Tôn Giả thì đưa Tống Thư Hàng đến nơi mà hắn đã ngắm làm chỗ thi đấu cho, cuộc thi máy kéo có tay cầm, hắn cần phải chuẩn bị địa điểm thi đấu một chút. Nếu chỉ là đường đua bình thường thì tất không thể đáp ứng ước muốn phóng xe của các vị đạo hữu được. Đối với đường đua của cuộc thi, Bạch Tôn Giả có rất nhiều ý tưởng trên đường đua cần bố trí đủ các loại cạm bẫy, đoạn đường mê cung, nguy hiểm khủng bố vân vân và mây mây, để đáp ứng nhu cầu kích thích mạo hiểm của các tu sĩ. Ví dụ như nổ này, nổ tung này, nổ tung tóe này. Ví dụ như bay cao này, bay cao tít tắp này. Có rất nhiều sáng kiến đầy kích thích nữa. Đương nhiên, trước khi đến địa điểm thi đấu, phải thuận đường ghé qua Hư Kiếm Phái xem rốt cuộc Hư Kiếm Phái và chiến sĩ Nhím Biển đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, một đám đông các tu sĩ chuẩn bị vây xem huyết ma và người hầu của tiên sinh cuối cùng cũng đã đến được vùng phụ cận đoạn tiên đài. Ấy, huyết ma đâu, đi đâu mất rồi? Bị giải quyết rồi sao? Không phải nói đây là huyết ma lục phẩm sao? Cho dù tôn giả lục phẩm có dốc hết sức cũng phải mất rất lâu mới giết được nó. Không phải sao? Nếu như huyết ma quả thật bị xử lý rồi, thì chắc hẳn sẽ còn lưu lại thứ gì chứ? Làm sao mà không gì cả thế này? Chẳng lẽ bị nổ thành tro rồi sao? Đám đạo sĩ bình thường này chỉ dám nhìn đoạn tiên đài và tòa pháp bảo có hình dạng giống như một cung điện từ xa thôi chứ không dám lại gần. Chính trong lúc những tu sĩ bình thường này đang bàn tán rôm rả thì cửa cung điện mở ra. Bạch Hạc Chân Quân mang vẻ mặt chứa đầy ánh sáng thánh khiết bước từ bên trong ra. Ố, cũng không ít người tới nhỉ, Bạch Hạc Chân Quân cười ha ha, nói. Là Bạch Hạc tiền bối. Trong đám tu sĩ kia đột nhiên có người nhận ra Bạch Hạc Chân Quân. Tuy rằng Bạch Hạc Chân Quân có ngoại hình đáng yêu, hơn nữa luôn phát triển ở phương Tây, nhưng hắn vẫn rất nổi tiếng ở trong giới tu sĩ đấy. Bởi vì, nam tu sĩ cũng có thể thích Bạch Hạc Chân Quân, vì chỉ cần yêu nhau, Bạch Hạc Chân Quân có thể biến thành một nữ tu sĩ xinh đẹp. Bởi vì, nữ tu sĩ cũng có thể thích Bạch Hạc Chân Quân tiền bối, chỉ cần yêu nhau thì Bạch Hạc tiền bối có thể biến thành một nam tu sĩ anh tuấn. Trong đám tu sĩ qua đường này, có rất nhiều người là fan của Bạch Hạc Chân Quân đấy nhé. Ha ha ha, chư vị đạo hữu đến chậm mất rồi, còn huyết ma kia đã bị xử lý rồi. Nhưng mọi người vất vả đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, vì thế Bạch Tôn Giả đã chuẩn bị vài món quà nhỏ cho mọi người, Bạch Hạc Chân Quân mỉm cười rồi phất tay một cái. Trong chớp mắt, có rất nhiều huyết chân châu rơi từ trên trời xuống, mỗi vị tu sĩ ở đây vừa hay có 2 viên. Trước khi rời khỏi đây, Bạch Tôn Giả đã để lại thứ này cho Bạch Hạc Chân Quân trước đây, mỗi lần giết thiên ma xong, thì người giết được thiên ma sẽ để lại cơ thể của nó, coi như là một phần quà cho những tán tu có địa vị thấp. Mà lần này, toàn bộ cơ thể huyết ma đều hóa thành huyết chân châu rồi, vậy thì lấy huyết chân châu làm quà cho họ thôi. Dù sao thì thứ này cũng nhiều đến mức chất cao như núi rồi. Các tu sĩ nhận lấy huyết chân châu, tuy không biết nó có tác dụng gì nhưng mọi người đều cảm nhận được bên trong huyết chân châu có một linh khí tinh thuần, không hề thua kém gì linh thạch, nếu như có thể dẫn ra thì chính là 2 linh thạch có phẩm chất rất cao rồi. Vì thế, các tu sĩ nhao nhao cảm ơn Bạch Hạc Chân Quân rồi lần lượt rời khỏi. Con rối của tiên sinh, giấu mình trong đám người. Hắn cũng nhận được 2 viên huyết chân châu, lúc nắm lấy viên huyết chân châu, hắn có thể cảm nhận được khí tức của huyết ma. Đậu mé, nó thật sự bị giết rồi. Tiên sinh, cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi,
mới qua thời gian ngắn như thế mà huyết ma đã bị giết rồi. Như vậy thì kế hoạch của hắn đổ vỡ rồi. Nếu như huyết ma không đi đại náo Sở ra thì làm sao hắn lấy được họa quyển cuối cùng từ tay Sở Sở cơ chứ? Tiên sinh, không nhịn được dùng sức xoa huyệt thái dương. Nhưng, trong lúc đang suy tư thì đột nhiên, tiên sinh, thông qua cảm ứng của một con rối khác nhìn thấy một khung cảnh khiến hắn vô cùng vui sướng. Con rối này mai phục gần con đường chính đi từ nhà họ Sở đến đoạn tiên đài. Trong mắt của con rối kia hiện lên hình ảnh Sở Sở, một vài đệ tử Sở gia và một con đại kinh ba yêu đang chậm rãi đi về hướng địa bàn của nhà họ Sở. Chương 410, tập hợp đủ họa quyển rồi. Đây đúng là cơ hội trời cho mà. Trong lòng, tiên sinh, vô cùng vui sướng. Bây giờ hắn đang ở cách địa bàn của Sở gia 100 dặm. Nếu hắn dùng kiện pháp bảo kia để tiến hành di chuyển với tốc độ của âm thanh thì tối đa chỉ cần 3 phút là có thể đến được địa bàn của Sở gia rồi. Kiếm quyết của Sở gia cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay ta mà thôi, tiên sinh bò lên từ trong huyết trì, hắn phất tay một cái, lập tức có một con mãnh thú màu đen chui ra từ trong chỗ sâu nhất của động phủ. Đó là một con thú dữ có hình dáng giống như một con rồng phương Tây, nhìn trông như một con rắn mối, trên đầu có cặp sừng cong, lưng mọc ra hai cánh, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy dày, trông vô cùng hung dữ. Nhưng con rồng phương Tây này không phải là sinh vật sống. Nó chỉ là một con rối phi hành thú mà thôi. Đây là một loại pháp bảo dùng để di chuyển nhanh của tu sĩ. Nó hoạt động nhờ vào các nguồn năng lượng như linh thạch. Phẩm chất của linh thạch càng cao thì tốc độ của con rối phi hành thú càng nhanh. Tiên sinh, đau lòng móc một viên ngọc thạch đỏ như máu ra từ trong ngực. Đây là huyết hải ngọc, hắn nghiên cứu ra chế tạo ra được từ trong một quyển sách luyện khí cũ mà mình tình cờ tìm thấy ở một di chỉ cổ. Cũng chính là bảo vật mà công tử Hải muốn dùng để thay thế cho huyết thần toàn. Quá trình chế tạo ta huyết hải ngọc cũng phức tạp y như chế tạo huyết thần toàn vậy. Mà mỗi lần tiên sinh thi triển trận pháp, đấu chuyển tinh di, thì đều phải tốn hai viên huyết hải ngọc, mỗi lần như thế hắn đều đau lòng chết đi được. Tiên sinh cắn chặt răng rồi mở lồng ngực của con rối hắc long ra, móc hết linh thạch ở trong ra sau đó dùng huyết hải ngọc thay thế cho linh thạch. Nếu không phải vì cần đi vội thì hắn cũng không nỡ lãng phí huyết hải ngọc đâu. Đáng tiếc. Nếu chỉ dùng linh thạch thông thường thì tốc độ phi hành của con rối hắc long chỉ bằng một nửa tốc độ âm thanh. Khi thay linh thạch bằng huyết hải ngọc có năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ hơn thì con rối hắc long có thể xuyên qua bầu trời với tốc độ bằng với tốc độ âm thanh, thậm chí có khi còn đạt được tốc độ siêu âm nữa. Sau khi lắp huyết hải ngọc vào, hai mắt của con rối hắc long lóe lên ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Đi thôi, đến ở địa bàn của Sở gia, tiên sinh leo lên con rối hắc long, trầm giọng hét lên một tiếng. Hắc Long vỗ hai cánh, bay thẳng lên bầu trời. Phía trên không của hang động tự động mở ra một lối đi, Hắc Long hóa thành một luồng sáng màu đen, phi thẳng đến địa bàn của nhà họ Sở. Hơn 2 phút sau, con rối Hắc Long đột nhiên đáp xuống, hai bàn chân thô to đạp trên mặt đất, cản đường Sở Sở và đệ tử Sở gia. Kẻ nào đó, đệ tử Sở gia nhìn con rối Hắc Long và tên, tiên sinh, quái dị trên lưng nó với vẻ cảnh giác. Tên tiên sinh quái gì kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dán chặt vào người Sở Sở. Lại gặp nhau nữa rồi, Sở Sở cô nương, khóe miệng hắn nhếch lên, trên gương mặt chứa đầy sự đắc ý. Sở Sở, sao cô không nhớ là mình đã từng gặp cái gã đàn ông trước mặt này nhỉ? Tiên sinh nhảy từ trên người con rối hắc long xuống, ở sau lưng hắn, có một thanh đao nhỏ cong cong bay thẳng lên, uy hiếp những đệ tử Sở gia trước mặt, bây giờ ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi. Mau giao bức họa của kiếm quyết, ra đây. Ngươi đừng có hòng, Sở Sở ôm chặt lấy kiếm quyết. Cùng lúc đó, ở sau lưng cô, có một đệ tử Sở gia móc ra thứ gì đó có hình dáng như một sợi dây thừng, muốn phát tín hiệu lên trên trời. Nơi này rất gần địa bàn của Sở gia, chỉ cần phát được tín hiệu thì tộc lão và cả người đã bộc lộ uy phong trên trận đấu đoạn thiên đài là lão tổ Sở gia sẽ đến đây ngay lập tức. Nhưng không đợi hắn kịp phát tín hiệu thì hắn đã cảm thấy bả vai của mình đau nhói lên. Thanh đao cong kia lặng lẽ chém tới, một nhát đao đã chém đứt cánh tay muốn phát tín hiệu của hắn. Ta đã nói rồi, không có thời gian để lãng phí với các ngươi, tên, tiên sinh, đó đã dùng thân pháp tinh diệu cực kỳ, nhẹ nhàng chọc thủng sự ngăn cản của đệ tử Sở gia, di chuyển đến bên người Sở Sở, giơ tay bắt lấy chiếc cằm nhẵn mịn của cô, Sở Sở cô nương, lần này sao cô không còn bình tĩnh được như lúc ở trong mật thất nữa thế? Làm ta thất vọng quá đi mất. Sở Sở. Đại khái là cô đã hiểu. Xem ra tên này chắc hẳn đã từng tiếp xúc với bản biến thân của cô là Tống Thư Hàng tiên sinh rồi đây.
Trong lúc nói chuyện, tiên sinh, giơ tay ra, dùng sức cướp đi bức họa, kiếm quyết, từ trong đôi tay yếu ớt của Sở Sở. Ta cầm bức họa này đi trước, thiên tài Sở Sở à, nếu như cô oán hận ta thì hãy nghĩ cách đến tìm ta đi, khóe miệng của tiên sinh nhếch lên, hắn nói với Sở Sở, ta sẽ đợi ngươi đến tìm, hơn nữa ta sẽ chuẩn bị một nghi thức đón tiếp ngươi thật long trọng. Rồi sẽ có một ngày ta nhất định sẽ giết chết ngươi, Sở Sở cắn chặt răng nói. Ta sẽ chờ ngươi, nhưng mà, ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi. Nếu như ngươi không thể giết ta thì hãy ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của ta đi, tiên sinh cười một cách quái dị, sau đó nhảy lên con rối hắc long. Con rối hắc long bay thẳng lên trời, tạo thành một tràng tiếng nổ vang, sau đó biến mất không còn chút dấu vết lại nói, lần này gặp mặt, Sở Sở không có vẻ mạnh mẽ hiên ngang khiến hắn cảm thấy động lòng như lần trước nữa. Chẳng lẽ là do hoàn cảnh khác nhau ư? Có điều bây giờ không phải là lúc suy nghĩ điều đó, hiện tại quan trọng nhất là tập hợp đầy đủ 4 bức họa kiếm quyết lại. Sau khi tiên sinh biến mất, phân thân do sợi lông của đậu đậu biến thành cũng hạn hán lời. Má, tên rác rưởi này mà cũng dám giành Sở Sở với hắn. Nếu như không phải bản thể của bản Gâu Gâu không có ở đây thì ta chắc chắn sẽ cắn chết ngươi trong vòng một giây. Làm sao bây giờ, Sở Sở sư tỷ, kiếm quyết, bị cướp đi mất rồi, đệ tử Sở gia lo lắng hỏi. Trước tiên cứ cầm máu cho Sở bộ, đưa hắn về địa bàn của gia tộc, trị thương cho hắn cái đã. Kiếm quyết, bị cướp đi chúng ta sẽ đòi lại sau, Sở Sở hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, Sở quý, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi trở về địa bàn của gia tộc trước. Bẩm báo mọi chuyện cho tộc lão biết, với tu vi linh hoàng ngũ phẩm của lão tổ, nói không chừng sẽ có cách đuổi kịp tên vừa nãy. Vâng, Sở Sở sư tỷ, tên đệ tử Sở gia có tên là Sở Quý kia ném mấy thứ đồ trên lưng xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía địa bàn nhà họ Sở. Sở Sở thở dài, rốt cuộc thì, kiếm quyết, cũng bị kẻ địch cướp đi hết rồi. Tống Thư Hàng tiền bối đã phải liều mạng để cướp lại, kiếm quyết, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi vào tay kẻ địch. Hư kiếm phái. Thất bại trong trận đấu đoạn thiên đài, Thái Thượng trưởng lão kiếm Nguyên Hải bị mất đi một cánh tay, lại còn phải giao, hư không kiếm kinh của bản môn ra bồi thường cho Sở gia. Sĩ khí của cả hư kiếm phái đều hạ xuống, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi. Sau khi trở lại môn phái, Thái Thượng trưởng lão kiếm Nguyên Hải không nói tiếng nào đã vào bế quan, điều trị vết thương. Sau khi trấn an các đệ tử xong, trưởng môn Hư Tranh yên lặng quay về chỗ ở của mình. Sau khi về đến phòng riêng, vẻ mặt mất mát trên mặt Hư Tranh biến mất sạch sẽ. Hắn dè dặt lấy chiếc điện thoại của mình ra, dở tin nhắn mà tiên sinh gửi cho hắn ra. Tin nhắn chỉ có 4 chữ, kế hoạch thành công. 4 chữ này làm cho Hư Tranh cảm thấy lòng mình vô cùng kiên định. Sở gia ơi là Sở gia, cho dù các ngươi thắng trong trận đấu, đoạn tiên đài, thì đã sao? Kiếm quyết của các ngươi chẳng phải vẫn rơi vào tay bọn ta đó sao? Tiếp theo, chỉ cần đợi vị tiên sinh, thần thông quảng đại kia cử người đến, đón hắn cùng đi nghiên cứu kiếm quyết của Sở gia nữa thôi. Cảnh giới của hắn bị chững lại ở cấp bậc tam phẩm quá lâu rồi, tất cả là bởi vì hư không kiếm kinh của bản môn không đủ cao siêu. Chỉ cần đợi hắn học được kiếm quyết của Sở gia, thực lực chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, đừng nói là tứ phẩm. Nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể ngưng tụ một viên kim đan, bước vào cảnh giới linh hoàng, trường thọ ngàn năm cũng nên. Khó khăn lắm mới đè nén được sự kích động trong lòng, Hư Tranh gửi một tin nhắn cho tiên sinh, sau khi kế hoạch thành công, chúng ta phải làm gì đây? Rất nhanh, tiên sinh lập tức trả lời lại, Hư Tranh đạo hữu chưa có nóng vội, đợi lát nữa, ta sẽ sai 6 tên người hầu đến hư kiếm phái, bọn chúng sẽ đưa một miếng ngọc phù cho ngươi. Có miếng ngọc phù đó. Ngươi có thể tìm ra vị trí của ta. Đến lúc đó, hai chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, kiếm quyết của Sở gia, cùng nghiên cứu, cùng tiến bộ. Sau khi nhận được tin nhắn này, Hư Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không lâu đã có 2 tu sĩ ăn mặc như người hầu của tiên sinh, dắt theo 4 gã quái nhân toàn thân mặc quần áo màu đen, trên đầu mọc ra rất nhiều gai nhọn, đến bái phỏng hư kiếm phái. Trưởng môn Hư Tranh vội vàng tiếp đón. Đưa 6 vị khách này vào trong viện của mình, nhiệt tình chiêu đãi. 2 tên người hầu có vẻ nghiêm trang, đợi sau khi vào trong viện của Hư Tranh xong, một trong số 2 tên mới móc một cái hộp ngọc ra từ trong ngực, đưa cho Hư Tranh. Sau lưng hắn, một tên quái nhân trên đầu cắm nhiều gai nhọn chắp tay lại, cất giọng ồm ồm, Hư Tranh đạo hữu, hộp ngọc này là do, tiên sinh, bảo chúng tôi mang tới cho ngài,
mời ngài xem qua cho, kiểm tra cho kỹ. Nếu như nó không có vấn đề gì thì mấy người chúng tôi xin cáo từ trước. Hư Tranh cười gật đầu, sau đó mở chiếc hộp ngọc ra trước mặt hai tên người hầu và bốn gã áo đen. Chiếc hộp ngọc được mở ra nhưng bên trong làm gì thấy có miếng, ngọc phù, nào đâu. Chỉ thấy một làn khói lan ra trong nháy mắt, nó lan ra khắp cả viện với tốc độ cực nhanh, thậm chí không ngừng tràn ra khắp bốn phía, tựa như bao phủ hết toàn bộ hư kiếm phái vậy. Cái gì? Hư Tranh trợn to hai mắt, ngọc phù đâu rồi? Tại sao lại không có ngọc phù? Tiếp đó, cảm giác hoa mắt chóng mặt dữ dội xông lên đầu hắn. Xảy ra chuyện gì thế này? Kha 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 kha, đúng là một tên vừa ngu xuẩn vừa tham lam, gã quái nhân đầu đầy gai nhọn nói chuyện lúc trước cười gần một tiếng, hắn quay người nói với hai tên người hầu, vậy dựa theo giao ước, chiến sĩ nhím biển chúng ta sẽ rút hết chân huyết của tất cả mọi người trong hư kiếm phái. Còn cơ thể của bọn họ thì để lại cho chủ nhân các ngươi luyện chế huyết hải ngọc. Hai tên người hầu gật đầu. Hành động đi thôi, các chiến sĩ nhím biển, mau thu thập toàn bộ chân huyết của bọn chúng. Không được bỏ sót một tu sĩ nhân loại nào, tên quái nhân đầu cắm gai nhọn hét lớn, khi giọng nói của hắn cất lên, ở gần hư kiếm phái cũng xuất hiện hơn 500 tên chiến sĩ nhím biển, chúng nhân cơ hội sương mù bao phủ, đánh thẳng vào bên trong hư kiếm phái. Trong hoàn cảnh sương mù dày đặc như thế này, đệ tử của hư kiếm phái cũng bị ngất đi một cách kỳ lạ giống như đệ tử trong địa bàn của sở gia. Chiến sĩ nhím biển xông vào trong sương mù, chém giết tất cả những đệ tử hư kiếm phái gặp được trên đường đi dễ dàng như thái rau vậy. Sau đó bọn chúng dùng gai nhọn đâm vào cơ thể của các tu sĩ, rút chân huyết ra. Mà lúc này tên chiến sĩ nhím biển có giọng nói ồm ồm kia cũng đã bước tới trước mặt trưởng môn Hư Tranh. Tại sao? Hư Tranh quát lên, với tu vi tam phẩm của mình, hắn không bị sương mù làm hôn mê ngay lập tức mà chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ không có sức thôi. Chương 411, View. A. À, Hư Tranh nhớ lại 2 năm trước, hắn làm quen với tiên sinh. 2 năm trước, lúc hắn dẫn theo một đám đệ tử tinh anh của hư kiếm phái tìm kiếm một di tích cổ nào đó, ở trong di tích bị mãnh thú kỳ lạ đuổi giết. Mãnh thú đó cực kỳ mạnh, trong chớp mắt đệ tử hư kiếm phái chết hơn nửa, ngay cả Hư Tranh cũng bị trọng thương, chút nữa thì toi mạng. Đúng lúc đó, tiên sinh, thực lực cao cường xuất hiện. Hắn ra tay đánh lui con mãnh thú đó, cũng cứu mạng Hư Tranh và những đệ tử còn sống. Từ duyên phận ơn cứu mạng đó, Hư Tranh đã quen biết với tiên sinh, thần thông quảng đại. Sau đó, trong vòng 2 năm tiếp theo, cho dù là một mình hắn hay là hư kiếm phái cũng đều nhận được rất nhiều sự trợ giúp của tiên sinh. Tình hữu nghị giữa hai người càng ngày càng sâu đậm. Vậy mà giờ đây, vị tiên sinh, thần thông quảng đại này muốn giết hắn. Thậm chí còn muốn hủy diệt hư kiếm phái. Bởi vì, người không có giá trị nữa, một đầy tớ liếc mắt nhìn Hư Tranh. Tiếng nói như máy móc phát ra, vạn vật trên thế giới này đều có giá trị riêng. Bây giờ, đối với ta mà nói, đạo hữu Hư Tranh, giá trị lớn nhất của ngươi cũng đã hết rồi, nên kết thúc thôi. Bây giờ, ngươi và tất cả người của hư kiếm phái vẫn còn chút giá trị đối với ta. Sau đây, ngươi và tất cả người của hư kiếm phái còn có thể hóa thành huyết hải thạch của ta, trở thành một phần tài nguyên của ta. Tuy người nói chuyện là người đầy tớ, nhưng giọng nói này đúng là giọng nói của tiên sinh, thần bí. Hư Tranh gầm quát lên, người vẫn luôn lừa gạt ta. Đúng vậy, người đã hiểu được một ít, ta rất vui, người đầy tớ kia tiếp tục mở miệng nói, ở giây phút cuối cùng của đời ngươi, có thể nói rõ chân tướng với ngươi, sau đó thưởng thức nỗi tuyệt vọng của ngươi. Đối với một tên lừa đảo mà nói, không có chuyện gì vui sướng hơn chuyện này cả. 2 năm qua, lừa gạt trưởng môn nhân của một môn phái tu chân, chơi đùa hắn trong lòng bàn tay. Chứng tỏ kỹ xảo lừa đảo của bản thân, tiên sinh càng ngày càng nâng cao. Đây là chuyện càng làm hắn vui sướng hơn so với thăng cấp cảnh giới. Ngươi không phải là người đầu tiên bị ta lừa, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, vì vậy không cần khó chịu, người đầy tớ kia tiếp tục nói. Hừ hừ, nói nhiều lời lãng phí với người sắp chết làm gì. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nở nụ cười quái dị, hắn giơ tay lấy một cái gai nhọn từ trên người xuống, hung ác đâm vào người Hư Tranh. Cái gai nhọn rất đặc biệt, lúc đâm vào người Hư Tranh, bắt đầu hút chân huyết trong cơ thể hắn, mà chân huyết cũng không phải là máu tươi thông thường, cũng không phải là máu huyết bổn mạng của tu sĩ. Ngay cả tiên sinh cũng không biết rõ chân huyết của chiến sĩ nhím biển là gì. Chắc là một phần trong máu nhỉ. Hư Tranh đè nén đau đớn khổ, cắn răng nói, các ngươi đừng đắc ý quá sớm, đây là địa bàn của hư kiếm phái, các ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa.
Dù hư kiếm phái chỉ là một tông phái rất nhỏ, nhưng nó cũng có trận pháp lớn để bảo vệ tông phái. Thân là trưởng môn, dù hắn cả người suy yếu, cũng phải có biện pháp để kích hoạt trận pháp bảo vệ tông phái. Nhưng bây giờ, những chiến sĩ Nhím Biển và hai người đầy tớ của tiên sinh đều đang ở trong hư kiếm phái. Đi chết hết đi. Hư Tranh không chút do dự khởi động trận pháp bảo vệ tông phái. Trong hư kiếm phái, từng tia linh khí kéo dài ra, bao phủ toàn bộ hư kiếm phái, quấn cùng một chỗ. Những linh khí này đều do linh thạch trong kho tàng của hư kiếm phái biến thành. Bình thường linh thạch đều được cất giữ ở kho tàng, khi nào cần đến thì toàn bộ linh khí bên trong nó sẽ bộc phát thông qua trận pháp, sau đó những linh khí trong kho tàng sẽ theo con đường đã đào sẵn để ra ngoài. Linh khí như nước, nhờ đại trận bảo vệ tông phái biến thành những kiếm khí đáng sợ, chém đầu tất cả những người ngoài không phải đệ tử hư kiếm phái. Ha ha, thủ lĩnh chiến sĩ Nhím Biển mỉm cười, để Hư Tranh tùy ý khởi động trận pháp bảo vệ tông phái. Bên ngoài, trận pháp bảo vệ tông phái đang phát động. Hơn nghìn đạo kiếm khí hình thành trên không trung, có kiếm khí thô to có kiếm khí nhỏ dài có ngắn, lơ lửng trên bầu trời phía trên hư kiếm phái, muốn chém hết những người không phải là đệ tử hư kiếm phái xâm nhập vào. Nhìn lên trên, rực rỡ như vạn kiếm quy tông. Cho dù chỉ là môn phái nhỏ, nhưng hư kiếm phái cũng có chút ít tài năng. Nhưng mà, sau khi những kiếm khí này hình thành, chúng chiếu thẳng vào những chiến sĩ Nhím Biển đang giết đệ tử hư kiếm phái, nhưng lại chậm chạp không tấn công đối phương. Hư Tranh trưởng môn có thể cảm ứng được tình huống của trận pháp bảo vệ tông phái qua một cách đặc biệt. Tại sao hắn lại ngây người? Tại sao trận pháp bảo vệ tông phái không tấn công kẻ địch? Không tin đúng không? Đừng kinh ngạc như vậy, người đầy tớ lại mở miệng, dùng giọng điệu cứng ngắc nói. 2 năm ở đây, ta đã bí mật nghiên cứu trận pháp bảo vệ tông phái của hư kiếm phái các ngươi. Những đệ tử hư kiếm phái sau khi nhập môn, trên thân đều bị in một ấn ký. Ấn ký này, để phân biệt địch ta sau khi trận pháp bảo vệ tông phái khởi động. Thật là một phương pháp cổ hủ. Nếu đã biết được nguyên lý, vậy thì, phá giải trận pháp bảo vệ tông phái rất dễ dàng. Bởi vì, muốn phá giải ấn ký kia cũng không khó. Bây giờ, trên người tất cả những chiến sĩ Nhím Biển trong trận pháp bảo vệ tông phái đều có ấn ký của hư kiếm phái. Đối với trận pháp bảo vệ tông phái của các ngươi mà nói, nó sẽ nhận là người nhà, không phải kẻ địch. Ha ha, việc chỉ đơn giản có vậy. Hai mắt Hư Tranh trừng lớn, ngón tay run rẩy không ngừng chỉ vào người tên đầy tớ. Giải thích xong rồi chứ? Nếu nói xong rồi, vậy thì kết thúc đi. Thủ lĩnh chiến sĩ Nhím Biển rút mạnh gai nhọn của bản thân ra. Chân huyết bị hút cạn không còn, Hư Tranh càng suy yếu hơn, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được. Được rồi, tiếp theo giao cho chúng ta đi, người máy đầy tớ nói, vừa nói vừa tiến đến trước mặt Hư Tranh, một tay đâm vào ngực hắn. Tay của hắn giống như ống hút, trong nháy mắt hút sạch máu tươi của Hư Tranh, biến hắn ta thành một xác khô. Thân thể và thần hồn của trưởng môn hư kiếm phái đều bị tiêu diệt. Đi thôi, nhân lúc Sở Gia và nhóm tu chân hùng mạnh kia còn chưa phát hiện, khởi động cách hiến tế, ngưng tụ ra huyết hải thạch. Hai người đầy tớ nói với chiến sĩ Nhím Biển. Đáng tiếc thật, nếu không phải là huyết ma xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hắn còn muốn dẫn huyết ma này đến chỗ của hư kiếm phái. Đến lúc đó, không chỉ có đệ tử hư kiếm phái, mà kể cả chiến sĩ Nhím Biển cũng sẽ bị huyết ma tàn sát. Mặc dù huyết ma sẽ nuốt gần hết thi thể chiến sĩ Nhím Biển, nhưng tiên sinh, có một biện pháp, có thể lấy lại từ chúng trong huyết ma ra, lặng lẽ dẫn đại bộ phận thi thể chiến sĩ Nhím Biển ra ngoài. Như vậy, hắn có thể luyện chế càng nhiều huyết hải thạch rồi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ được huyết ma cảnh giới lục phẩm có dùng được như vậy không, trong giây lát đã bị người đánh cho nổ tung rồi. Thôi bỏ đi, cho nhóm chiến sĩ Nhím Biển sống lâu hơn chút đi. Đợi cơ hội sau. Nhất định sẽ chuyển chúng thành huyết hải thạch. Cách Sở Gia hơn 100 dặm, ở hang động dung nham nóng chảy dưới mặt đất. Tiên sinh, mở mắt, tạm thời kết thúc sự kiểm soát 2 con rối trong hư kiếm phái. Bước tiếp theo, đợi chiến sĩ Nhím Biển giết sạch người hư kiếm phái xong, hắn ta sẽ lại khởi động con rối để thực hiện hiến tế, biến đệ tử hư kiếm phái thành huyết hải thạch. Bây giờ, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Tiên sinh, lấy bức tranh cuộn, kiếm quyết. Từ trên thân con rối rồng đen xuống, sau đó có người đầy tớ trong động dung nham đến, đưa 3 bức tranh cuộn khác đến. Dưới sự trợ giúp của người rối đầy tớ, 4 bức tranh cuộn của Lý Thiên Tố được mở ra. Vẻ mặt tiên sinh, kích động, lấy từ trong ngực ra 2 ống máu tươi của tên phản bội Sở Gia. Chìa khóa của cánh cửa dẫn đến bí cảnh ẩn chứa bí mật trường sinh,
mở ra cho ta, tiên sinh, thấp giọng nói, đồng thời lấy máu tươi của tên phản bội Sở Gia ra lau lên bốn bức tranh cuộn. Một lúc sau, ánh sáng trên bức tranh cuộn bắn ra bốn phía. Cảm giác này, quả nhiên máu tươi của đệ tử dòng chính Sở Gia là mấu chốt để mở ra bí mật của những bức tranh này sao? Tiên sinh kích động nói, hắn như đã thấy được cánh cửa trường sinh đang mở ra trước mặt hắn. Linh hoàng ngũ phẩm là cái thá gì? Lục phẩm, thất phẩm, kể cả bát phẩm không không là gì. Dã tâm của hắn rất lớn, thẳng đến cảnh giới trường sinh. Bên kia, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả bay qua bay lại, thật vất vả mới tìm được hư kiếm phái. Trước lúc xuất phát không hỏi hư kiếm phái ở đâu, thật là thất sách. Khi bọn họ đến vùng trời của hư kiếm phái, lại bất ngờ gặp được ba thân ảnh quen thuộc, đang đứng trên một đám mây pháp khí cực lớn, trôi lơ lửng trên bầu trời hư kiếm phái. Ba hình dáng đúng là của Linh Điệp Tôn Giả, Vũ Nhu Tử, và Lưu Kiếm Nhất. Là Linh Điệp Tôn Giả và Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng kêu to, hỏi vì sao nhóm Linh Điệp Tôn Giả lại ở đây. Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử nhìn thấy Tống Thư Hàng thì vui sướng kêu to, vẫy tay với hắn. Quả nhiên, quả đầu chọc của Tống tiền bối rất gây chú ý. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cảm thấy rất thân thiết. Bạch Tôn Giả dẫn Tống Thư Hàng xuống đám mây ngũ sắc. Trên đám mây, Linh Điệp Tôn Giả quay người lại chào Bạch Tôn Giả, Bạch Đạo Hữu. Bạch Tôn Giả mỉm cười đáp lại Linh Điệp Tôn Giả, xin chào Linh Điệp Đạo Hữu. Một người anh tuấn phi phàm, đẹp trai đến mức không bạn bè, một người như tiên hạ phàm, quả là không giống người phàm trần. Lại nói, hai người trước kia vẫn thư từ qua lại, nhưng đây lại là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Bạch Đạo Hữu có hứng thú với chiến sĩ nhím biển à? Linh Điệp Tôn Giả hỏi. Bạch Tôn Giả lắc đầu, ta chỉ đi ngang qua với Thư Hàng thôi, tiện thể nhìn xem hư kiếm phái. Sau đó, sao vậy, Bạch Đạo Hữu? Linh Điệp Tôn Giả nghi hoặc hỏi. Hình như ta không cẩn thận sửa làm sai mất một cái phù văn rồi, Bạch Tôn Giả xoa cằm nói. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Lưu Nhất Kiếm, Linh Điệp Tôn Giả. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, bỗng nhiên, thân thể Bạch Tôn Giả bay, view, xuống. Bạch Tôn Giả bay nhanh xuống, trong nháy mắt biến thành chấm đen nhỏ. Linh Điệp Đạo Hữu, ta đi sẽ quay lại ngay. Thư Hàng Tiểu Hữu, phiền ngươi giúp ta chú ý chút. Trên bầu trời, vọng lại một âm tiết cuối cùng của Bạch Tôn Giả. Chương 412, kiếm khí tách ra. Bạch Đạo Hữu đang chơi trò gì thế này? Linh Điệp Tôn Giả hỏi với vẻ nghi hoặc. Vũ Nhu Tử và Lưu Kiếm Nhất đồng loạt quay sang nhìn Tống Thư Hàng đầy tò mò. Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương, hắn ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến một khả năng Bạch Tôn Giả đã lưu lại một phần, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 1S, lẽ nào Tống Thư Hàng dùng một lần bản 1S kia đã xảy ra vấn đề gì à? Nên không đưa tên NN ở trong mật thất tới mà lại, bill. Một cái khiến Bạch Tôn Giả bay luôn. Nhưng, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 1S này là do Bạch Tôn Giả tạo ra mà. Hắn hoàn toàn có thể ngừng vận chuyển bản 1S ngay lập tức mới đúng chứ? Hay là nói, bởi vì Bạch Tôn Giả không muốn lãng phí cơ hội, cho nên chọn cách bay qua. Tống tiền bối, Bạch tiền bối đang chơi trò chơi đấy à? Vũ Nhu Tử tò mò hỏi lại. Ta cũng không chắc nữa, Tống Thư Hàng nói, có lẽ là Bạch Tôn Giả đang định đi bắt người chăng? Chính là cái tên chúng ta gặp phải ở trong mật thất của Sở Gia đấy. Hửm, Bạch Đạo Hữu cũng cảm thấy hứng thú với tên kia à? Nếu vậy thì chúng ta phải nhanh lên một chút, ta cũng rất muốn nghiên cứu tên kia một phen, cái không gian truyền tống của hắn rất thú vị, Linh Điệp Tôn Giả cười ha hả nói. Thắp một nén nhang chia buồn cùng tên NN kia, có thể hấp dẫn được sự chú ý của hai vị tôn giả cùng một lúc thế này, chắc là hắn có chết cũng chẳng còn gì hối tiếc. Đúng rồi, Linh Điệp tiền bối, tại sao ngài lại tới hư kiếm phái thế? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi thử. Lúc nãy... Hắn còn tôn giả sẽ dắt Vũ Nhu Tử theo để hội họp với các tiền bối trong nhóm, không ngờ bọn họ lại chạy từ hư kiếm phái tới tận nơi đây. Lưu Kiếm Nhất đứng bên cạnh nghe thấy câu hỏi này xong thì cười khan một tiếng. Sau đó hắn mới kể sơ về tình hình cho Tống Thư Hàng biết. Trước đó không lâu, Lưu Kiếm Nhất xung phong nhận việc, sau khi tan học, khụ lộn rồi, sau khi cuộc chiến đoạn tiên đài kết thúc thì hắn đi đập hai tên linh hoàng ngũ phẩm đã đến bảo kê cho hư kiếm phái một trận. Sau khi đánh hai gã linh hoàng kia xong, chụp thêm một tấm ảnh lưu niệm làm bằng chứng, Lưu Kiếm Nhất tung tăng quay về đi ti. Nhưng đi được nửa đường thì hắn gặp phải chút chuyện bất ngờ.
có 30 tên chiến sĩ nhím biển tứ phẩm kêu oang oang nhào lên trời cản bước hắn lại, chắc có thể là vì trên người Lưu Kiếm Nhất có ấn ký kẻ giết nhím biển, chăng? Đám chiến sĩ nhím biển kia nhào lên đánh thì thôi đi, cả đám lại toàn là chiến sĩ nhím biển có cấp bậc tứ phẩm, Lưu Kiếm Nhất vất vả một phen mới có thể xử lý hết toàn bộ bọn chúng. Nhưng ngoại trừ cái đặc điểm, có thù tất báo, của riêng chủng tộc chiến sĩ nhím biển kia ra, bởi vì cái, 20 năm giáo dục bắt buộc kia, mỗi tên đều có thêm thanh kỹ năng, bốc phét chế diễu, nữa. Sau khi nhào lên đánh sấp lá cả với Lưu Kiếm Nhất, đám chiến sĩ nhím biển kia bắt đầu oang oang cái mồm lên bốc phét, kẻ nào dám to gan lớn mật chết chết chiến sĩ nhím biển, hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, chặt đầu tạ lỗi, bằng không thì bọn ta sẽ giết chết cả nhà của ngươi, không chỉ giết cả nhà ngươi, mà ta còn phải giết cả tông môn của ngươi nữa, tất cả những kẻ có quan hệ với ngươi đều phải chết. Móc lửng chấm. Lưu Kiếm Nhất im lặng thở dài, đang chuẩn bị bộc phát thực lực ngũ phẩm của mình để xử lý đám chiến sĩ nhím biển kia. Nhưng không đợi hắn kịp ra tay thì trên người của 30 tên chiến sĩ nhím biển đột nhiên xuất hiện một con linh điệp màu đỏ sậm. Những con linh điệp này đụng nhẹ lên người đám chiến sĩ nhím biển kia một cái, phần lớn chiến sĩ nhím biển lập tức biến thành từng cục pháo hoa, nổ lốp bốp, phát ra ánh sáng chói lóa cực kỳ đẹp mắt ở trên không trung. Tiếp theo linh điệp tôn giả lại xuất hiện ở giữa hư không. Ở bên cạnh hắn còn có Vũ Nhu Tử đang cười tươi roi rói nữa. Đối với linh điệp tôn giả mà nói, mặc dù Lưu Kiếm Nhất là cái tên lười chảy thây, nhưng cũng là do hắn bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng tôn giả vẫn luôn đau thắt từ ruột gan lên đến tận đầu vì cái bệnh ung thư lười của hắn, nhưng tôn giả vẫn luôn đối đãi với Lưu Kiếm Nhất như người thân thuộc của mình. Cái đám chiến sĩ nhím biển kia mở miệng ra là toàn những lời, giết cả nhà ngươi, tàn sát cả tông môn của ngươi, giết chết tất cả những người có quan hệ với ngươi. Điều này sao có thể khiến linh điệp tôn giả không nổi giận cho được. Trong vòng một ngày, hai lần bị người ta hăm he đe dọa, giết cả nhà ngươi. Linh điệp tôn giả thật sự không ngại ra tay bóp chết cái đám chiến sĩ nhím biển này. Cho nên, linh điệp tôn giả dứt khoát dẫn theo Vũ Nhu Tử và Lưu Kiếm Nhất, lần mò theo tung tích của đám chiến sĩ nhím biển kia, một đường đi tới trên không trung của Hư Kiếm Phái. Chấm. Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì thầm lau mồ hôi một phen, hắn cứ cảm thấy cái đám chiến sĩ nhím biển sống đến tận giờ này mà còn chưa bị người ta giết sạch cả lũ thì đúng là kỳ tích mà. Chẳng lẽ khả năng sinh sản của đám chiến sĩ nhím biển đó đặc biệt mạnh, đẻ trứng, một lần 100 trứng, một năm 10 lần, tỷ lệ sống sót cao tới hơn 9 phần à? Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên hưng phấn nhảy nhót lên nói, Tống tiền bối, ban nãy lúc Bạch Tôn giả bay ra, chính là do năng lực của Lưu Tinh Kiếm dùng một lần đấy à? Mấy chuyện mà Vũ Nhu Tử cô nương chú ý tới luôn nằm ngoài dự đoán của người ta như thế đấy. Đó cũng không phải Lưu Tinh Kiếm dùng một lần đâu. Lưu Tinh Kiếm dùng một lần còn kích thích hơn cái này nhiều lắm, Tống Thư Hằng đáp, ngay cả Tô Thị A Thất tiền bối bị bay kiểu xoắn ốc phóng thẳng lên trời còn phải gào khóc thảm thiết nữa mà. Vậy cái thứ khiến Bạch tiền bối bay đi gọi là gì thế? Vũ Nhu Tử ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía Tống Thư Hằng, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Chắc tên của nó là bản 1S đấy, Tống Thư Hằng cười khan rồi nói, về phần tên gọi đầy đủ thì có đánh chết hắn cũng không nói ra đâu. Tuyệt quá đi mất. Vũ Nhu Tử cảm thán, ta cũng muốn được chơi Lưu Tinh Kiếm dùng một lần thử cho biết. Linh Điệp Tôn giả đứng bên cạnh nhìn không được bèn mỉm cười nói với con gái, Vũ Nhu Tử, ta đã phân tích ra được nguyên lý của Lưu Tinh Kiếm dùng một lần rồi. Đợi khi nào quay lại Linh Điệp Đảo thì ta sẽ làm một thanh phi kiếm có chức năng y hệt thế cho. Tuyệt quá, Vũ Nhu Tử nói, nhưng ta vẫn muốn chơi thử cái Lưu Tinh Kiếm dùng một lần của Bạch Tiền Bối. Lát nữa mà gặp được Bạch tiền bối thì ta nhất định phải đòi hắn bù lại một món quà cho ta mới được. Các tiền bối trong nhóm ai cũng được chơi vui quá trời, chỉ có quà của ta là đến muộn, tiếc quá đi thôi. Khóe miệng của Linh Điệp Tôn giả co giật vài cái. Tống Thư Hàng thì dở khóc dở cười, Bạch Tôn giả tạo ra cái series Lưu Tinh Kiếm dùng một lần này chính là mang theo tính chất trừng phạt. Nếu như Vũ Nhu Tử lại coi nó thành một món đồ chơi, lại còn thích thú vui vẻ nữa thì không biết Bạch tiền bối sẽ có cảm tưởng gì đây ta. Chết dở, nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lại cảm giác có chút trông mong. Khụ khụ, đợi đã, hình như chủ đề lại bị Vũ Nhu Tử cô nương lái đi hơi bị xa rồi. Hắn tới Hư Kiếm Phái là để xem thử bây giờ Hư Kiếm Phái ra sao cơ mà. Liệu có phải đám chiến sĩ nhím biển kia thật sự đang giết hại thành viên của Hư Kiếm Phái hay không? Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đứng ra sát mép của đám mây. Nhìn xuống bên dưới cái đám mây này không có kèm theo vòng bảo hộ, thật không có cảm giác an toàn chút nào. Chờ tới một ngày nào đó,
hắn có thể ngự kiếm phi hành thì hắn nhất định phải kiếm một thanh phi kiếm có bản to một chút, sau đó lắp thêm cái lan can vào cả trái phải trước sau, thậm chí ngay cả trên đầu cũng phải lắp luôn. Chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy an toàn rồi. Sau khi nhìn xuống hư kiếm phái xong thì Tống Thư Hàng lại nhíu mày. Toàn bộ hư kiếm phái đều bị một tầng khói mù dày đặc bao phủ, căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong ra sao. Tầng khói dày này khiến hắn nhớ tới màn sương mù khiến người ta hôn mê ở bên địa bàn của Sở gia. Tống Thư Hàng hỏi dò, Linh Điệp tiền bối, đám chiến sĩ nhím biển kia đã bắt đầu tấn công hư kiếm phái rồi à? Ừ, đã giết vào trong rồi. Đám khói mê này bốc lên bất ngờ quá, nên rất nhiều đệ tử hư kiếm phái đã bị hôn mê, sau đó đám chiến sĩ nhím biển kia nhân cơ hội giết chết. Nhưng bên trong hư kiếm phái vẫn có một số đệ tử phát hiện ra kịp thời, nên thi hành vài cách phòng ngự. Bây giờ đang giao chiến với đám chiến sĩ nhím biển ở bên trong màn khói mù kia, Linh Điệp Tôn giả đáp. Đã khai chiến rồi sao? Linh Điệp tiền bối ngài không ra tay à? Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại, không phải Tôn giả đã bảo muốn giết hết toàn bộ chiến sĩ nhím biển sao? Ta đang đợi cho hư kiếm phái đấu với chiến sĩ nhím biển xong xuôi rồi mới ra tay một thể, Linh Điệp Tôn giả đáp. Lấy thực lực của Tôn giả, muốn giết đám chiến sĩ nhím biển này mà còn cần phải chờ chúng nó và hư kiếm phái lưỡng bại câu thương hay sao? Tống Thư Hàng cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ tới một chuyện nếu nhìn từ một phương diện khác thì DP chính là kẻ thù của người bạn thân Sở Xuân Huỳnh của Vũ Nhu Tử. Quả nhiên, Linh Điệp Tôn giả lại nói tiếp, Thư Hàng tiểu hữu, ta cũng xem như có chút giao tình với Sở gia, Vũ Nhu Tử cũng có quan hệ khá tốt với một tiểu cô nương của Sở gia. Còn hư kiếm phái này lại có quan hệ đối địch với Sở gia. Cho nên, khi bọn chúng bị người ta giết đến cửa, ta có thể dửng dưng đứng nhìn như thế này đã là tốt lắm rồi. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp bọn họ sớm làm gì. Ta chính là Linh Điệp Tôn giả được mọi người gọi là, so đo tính toán, đấy. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Linh Điệp Tôn giả đầy vẻ đắc ý. Tống Thư Hàng. Tiền bối à, cái biệt danh so đo tính toán gì đó không phải khen ngợi gì đâu, ngài đắc ý như thế liệu có vấn đề gì không? Tống Thư Hàng lại nhô đầu ra, nhìn hư kiếm phái bị sương mù bao phủ ở bên dưới. Nếu như Tôn giả không ra tay thì xem ra hư kiếm phái tiêu chắc rồi. Ồ, hóa ra vì lý do này cho nên A Cha mới mang theo chúng ta bay lên không trung nhìn chiến sĩ nhím biển và hư kiếm phái đánh nhau cả buổi trời à. Vũ Nhu Tử nghe thấy Linh Điệp Tôn giả nói thế thì lập tức tỏ vẻ hiểu ra, A Cha, đừng đứng nhìn nữa, chúng ta mau ra tay đi. Đánh cái đám chiến sĩ nhím biển này xong thì chúng ta phải đi tìm Bạch Tôn giả nữa. Ta cảm giác bên chỗ Bạch Tôn giả thú vị hơn nhiều. Hơn nữa đám người hư kiếm phái này đánh đoạn tiên đài mà còn thua, cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì với Sở gia, không làm nên trò trống gì đâu. Linh Điệp Tôn giả nghe thế thì mỉm cười gật đầu, ừ, Vũ Nhu Tử nói đúng lắm, vậy thì chúng ta mau xuống đó xử lý đám chiến sĩ nhím biển kia thôi. Tống Thư Hàng. Linh Điệp tiền bối. Một giây trước ngài hãy còn nói chắc nịch rằng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp hư kiếm phái sớm mà. Tuyệt đối của ngài đã bị đậu đậu ăn mất rồi à? Có lẽ hư kiếm phái vẫn chưa đến đường cùng nhỉ? Chấm. Linh Điệp Tôn giả đi tới mép đám mây, gió mạnh thôi qua khiến trường sam trên người hắn bay bay, trông ngầu cực kỳ. Sau đó, Tôn giả lại quay sang nói với đại đệ tử Lưu Kiếm Nhất, xem cho kỹ nhé. Ta sắp sửa thi triển một loại biến hóa khác của Linh Điệp kiếm pháp. Khác hoàn toàn với Điệp Hoàng biến đấy. Mọi lúc mọi nơi đều tranh thủ cơ hội dạy dỗ đệ tử, đây đúng là tấm gương sư phụ tiêu biểu mà. Trong lúc nói chuyện, Linh Điệp Tôn giả dùng ngón tay làm kiếm, nhắm chuẩn chỗ của hư kiếm phái ở bên dưới, chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí bị én thành một con Linh Điệp thật lớn, cánh bướm mang theo kiếm khí dày đặc. Tán, Linh Điệp Tôn giả quát khẽ một tiếng. Chương 413, chết vì thời gian biến thân quá dài. Trong hư kiếm phái, đám chiến sĩ nhím biển giết người thật khoái trá, bởi những đệ tử hư kiếm phái đã hôn mê trên mặt đất, bọn chúng chỉ cần đâm một đao thì đã giải quyết xong. Cho dù có những đệ tử hư kiếm phái còn đang kiên cường chống cự, nhưng dưới sự quấy rối của sương mù, cả đám chỉ có thể bó tay bó chân, phát huy 6 phần thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của chiến sĩ nhím biển. Hiện tại, nhất định có thể thu thập được rất nhiều chân huyết, đợi đến khi cung phụng hết chúng cho Hải Vương Điện Hạ. Nhất định Hải Vương Điện Hạ sẽ rất vui sướng, ban thưởng lực lượng mạnh mẽ cho chiến sĩ nhím biển của chúng ta, giúp chiến sĩ nhím biển chúng ta có thể càng ngày càng phục hơn. Những chiến sĩ nhím biển đang chịu trách nhiệm thu gom chân huyết trao đổi với nhau cực kỳ vui vẻ. Ngay lúc đó,
vô số cánh bướm rực rỡ bất thình lình tràn vào đám sương mù. Chỉ một chốc, Hư Kiếm Phái đã trở thành hồ điệp cốc vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, khi đám chiến sĩ nhím biển thấy những con bướm này thì lập tức đề cao tinh thần cảnh giác. Bươm bướm, vì sao ở đây lại có bươm bướm? Phải biết rằng, khu vực này được bao trùm trong sương mù cực độc, những sinh vật nhỏ bé như bươm bướm vừa tiếp xúc với đám sương mù này, cho dù chỉ là một chút nhỏ xíu thì cũng sẽ chết. Nhưng đàn bướm rực rỡ màu sắc này vẫn đang bay lượn bồng bên trên không trung, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi sương mù. Vô cùng quỷ dị. Lúc này, có chiến sĩ nhím biển đã móc ra gai nhọn, đâm thẳng vào những con thải điệp đang bay gần bọn chúng. Thế nhưng, gai nhọn của nó lại đâm vào khoảng không. Chưa đợi đến khi chiến sĩ nhím biển đâm tới, con thải điệp bướm đã trốn tránh khỏi đợt tấn công của nó hết sức nhạy bén. Dường như đợt tấn công của con chiến sĩ nhím biển này giống như một tín hiệu. Sau một chốc, đàn thải điệp phủ đầy trời bắt đầu chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, vô số thải điệp hóa thành tia chớp, rạch vào cổ họng của những chiến sĩ nhím biển đang có mặt tại Hư Kiếm Phái. Máu tươi văng tung tóe, thải điệp đập cánh lần nữa, bay múa tung tăng trên bầu trời. Còn bên dưới đàn thải điệp đó, phần đầu và phần thân của chiến sĩ nhím biển đã cách biệt hai nơi. Thần sắc trên gương mặt chúng vẫn giữ vẻ không thể tin, thân thể ngã ấp xuống đất. Ngoại trừ thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển còn ở trong biệt viện của trưởng môn Hư Tranh, bởi vì khoảng cách khá xa nên vẫn chưa có linh điệp bay đến chỗ nó nên vẫn còn giữ được mạng sống, tất cả những chiến sĩ nhím biển xâm lược Hư Kiếm Phái đều đã chết sạch sẽ. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng trông tận mắt nhìn lực sát thương từ một kiếm của linh điệp tôn giả, lòng thầm cảm thán. Không ngờ kiếm khí lại có thể biến hóa đến mức độ như vậy, không hổ là tồn tại cấp bậc tôn giả, khiến người ta mở mang tầm mắt. Trong phòng Hư Tranh, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển thoát khỏi một kiếp hét lên đầy giận dữ. Chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao lại như vậy? Những con bươm bướm xuất hiện quá đột nhiên, bọn chúng từ đâu tới? Thực sự quá đáng sợ, chỉ tấn công một lần mà có thể chém rơi đầu chiến sĩ nhím biển. Bỗng dưng! Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nghĩ đến một giả thiết rất khả thi. Đầu nó quay ngoắt nhìn sang hai tên người hầu do tiên sinh phái đến. Chính là ngươi. Người khiến thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nghi ngờ đầu tiên chính là tên tiên sinh quái dị này. Lòng dạ tiên sinh rất độc ác, có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, thủ đoạn của đối phương rất kỳ lạ, trong mắt nó, tên ôn dịch đó rất có thể tạo ra những con bươm bướm quái lạ này. Chết tiệt. Vốn dĩ ban đầu nó cho rằng phe mình và tiên sinh có mục đích khác nhau, lại không xung đột lợi ích, không ngờ đối phương vẫn ra tay với bọn nó. Nếu ta nói rằng, ta không ra tay, các ngươi tin không? Một con rối người hầu mở miệng, giọng điệu máy móc. Tiên sinh, vẫn còn đang nghiên cứu bốn cuộn tranh trong động dung nham. Hắn vừa thoa máu tươi của đệ tử sở ra lên đó, bốn bức họa phát ra hào quang lấp lánh kỳ lạ, nhưng sau vầng hào quang đó thì bức họa lại không có động tĩnh gì khác. Tiên sinh chẳng hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao. Lúc này, hắn mới cảm ứng được tình trạng lạ lùng bên trong Hư Kiếm Phái thông qua con rối. Tiên sinh, không thể không nhíu mày. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết hết đám chiến sĩ nhím biển, tạo thành huyết hải ngọc. Nhưng mà, thật sự là hắn không hề làm việc này. Đáng giận, quả nhiên là ngươi đã ra tay. Ngươi đợi đó, gây chiến với chiến sĩ nhím biển, chúng ta chắc chắn sẽ giết chết hết cả nhà ngươi. Tiên sinh, trong động dung nham. Không đợi hắn giải thích dài dòng, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đã giống giận, ra sức đánh một quyền vào thân thể hai con rối kia. Hai con rối người hầu cũng chỉ được tạo ra từ phương pháp hiến tế, không hề có sức chiến đấu, đương nhiên sao bọn họ có thể là đối thủ của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cấp bậc tứ phẩm được. Sau mấy quyền, thân thể của hai con rối bị đâm lỗ chỗ như cái rổ, phun ra máu tươi chảy đầy đất. Mối liên hệ giữa tiên sinh và Hư Kiếm Phái cũng bị cắt đứt. Gặp quỷ rồi. Giọng điệu, tiên sinh, cực kỳ buồn rầu, hắn nhìn về phía bốn cuộn tranh lần nữa đáng chết, đợi đến khi hắn phá giải được bí mật bên trong bốn cuộn tranh này, nhất định sẽ tế toàn bộ đám chiến sĩ nhím biển thành huyết hải ngọc. Sau khi tiêu diệt hai con rối người hầu, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cắn răng. Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào đám hồ điệp kỳ lạ này mà có thể khiến nó cam chịu, không dễ như vậy đâu. Nó vẫn còn một chiêu bí pháp cuối cùng dùng để bảo vệ tính mạng. Hiện tại, chung quanh Hư Kiếm Phái, khắp nơi đều là oán huyết từ đám chiến sĩ nhím biển bị đánh chết và chân huyết do bọn nó thu thập trước đó. Có những thứ này là đủ rồi.
thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển có thể sử dụng oán huyết, dùng đồng đội làm tế đàn, vận dụng bí pháp hiến tế trực tiếp những chân huyết này cho Hải Vương Điện Hạ bí ẩn lại cường đại. Thông qua hiến tế, nó có thể đạt được sự gia tăng lực lượng mạnh mẽ từ chỗ Hải Vương. Càng nhiều chân huyết, lực lượng Hải Vương giáng lâm lại càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, nếu hiến tế trực tiếp sẽ lãng phí rất nhiều chân huyết hơn là hiến tế tại tế đàn trong tộc dưới đáy biển. Nhưng hiện tại nó không thể quan tâm nhiều thứ như vậy. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển chuẩn bị thúc giục bí pháp, nó móc ra một quyển sách bìa cứng mang tên, tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển, khi lật đến một trang, nó niệm tụng lớn tiếng một đoạn văn tự. Đây là một loại ký hiệu văn tự đặc biệt, không phải là ngôn ngữ của nhân loại. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển tụng niệm, hiến tế văn, bằng giọng cao vút chết tiệt, đợi đến khi Hải Vương đại nhân ban xuống sức mạnh, nhất định là nó sẽ giết đến nơi tên, tiên sinh, đang ở, báo thù cho chiến hữu của mình. Vừa hay khi đang tiến hành giao dịch với tiên sinh kia, nó đã để lại thủ đoạn phía sau, tra ra được chỗ ẩn thân của đối phương. Chiến sĩ nhím biển chúng ta cũng không dễ chọc đâu. Sử dụng oán huyết của chiến hữu làm cơ sở của tế đàn, dùng chân huyết mà bọn nó thu thập được làm tế phẩm. Lực lượng của Hải Vương đại nhân, hãy giáng lâm. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển nâng cao hai tay lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, nó cảm nhận được Hải Vương đại nhân đang đáp lại hiến tế của nó. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Hải Vương đại nhân tiếp nhận chân huyết do bản thân nó hiến tế rồi, hơn nữa, lực lượng của Hải Vương đại nhân sắp giáng lâm. Thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Luồng lực lượng này đang tăng cường cuồn cuộn trong cơ thể nó. Vì vậy, nó đi rất nhanh ra khỏi biệt viện của hư tranh, nhìn về phía đám thải điệp bay lượn đầy trời, và những thi thể của chiến hữu dưới mặt đất. Đến đây đi, thứ tạp chủng, đến đây. Nhìn ta xé xác chúng mày ra làm sao? Hai mắt thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đỏ hồng, nó giơ cuốn, tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển, lên cao, gào thét về phía linh điệp tôn giả trên bầu trời. Sức mạnh Hải Vương đại nhân ban cho ta, vũ trang hóa. Quyển sách bìa cứng, tài liệu 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển, lập tức phát ra tia sáng chói mắt, cộng hưởng với máu huyết chảy bốn phía. Ngay sau đó, có một luồng sức mạnh kỳ dị trong hư không giáng lâm lên trên người thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển. Quần áo của nó được bao bọc bởi luồng sức mạnh kỳ lạ đó, hóa thành hình thái, vật chất ánh sáng. Cùng lúc đó, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển liên tục bày ra tư thế kỳ quái, dường như những tư thế này dùng để dẫn dắt, thích ứng với lực lượng của Hải Vương đại nhân giúp nó tiến hành, võ trang hóa. Tại một đám mây trên bầu trời. Ồ, nhìn bộ dáng của nó, tính chuẩn bị biến thân à? Vũ Nhu Tử cất tiếng hỏi, cô biết có rất nhiều tu sĩ sở hữu huyết mạch kỳ lạ, trước thời khắc sống chết của bản thân sẽ bắt đầu bùng nổ biến thân. Nói đúng ra thì chiến sĩ nhím biển có huyết mạch nhím biển, chẳng lẽ nó định biến thân thành một con nhím biển lớn? Tống Thư Hàng. Hắn nhìn động tác vặn vẹo của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển và đám quần áo hòa thành vật chất ánh sáng liền cảm thấy muốn mù mắt, ngay cả một người quan sát như hắn cũng cảm thấy xấu hổ cực độ. Rốt cuộc thì tố chất tâm lý của vị thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển này mạnh mẽ đến cỡ nào mà lại có thể làm ra những động tác đáng sợ đó một cách quá tự nhiên. Ngoài ra, cũng may là không phối hợp với nhạc nền thần bí, nếu không thì mắt hắn cũng mù, mà lỗ tai thì bị điếc luôn. Chỉ còn một con cuối cùng thôi, có tính chờ nó biến thân xong luôn không? Linh Điệp Tôn giả hỏi dò. Sao cũng được, nhưng mà sư phụ, ta lại đang chú ý đến tên đó vừa nhắc đến. Hải Vương đại nhân, đó là thứ gì thế? Lưu Kiếm Nhất hỏi. Linh Điệp Tôn giả trả lời. Chưa từng nghe thấy, chắc là một vị thần biển thổ dân rất mạnh nhỉ. Tống Thư Hàng than thở. Tôn giả ơi, ta cảm thấy mình sắp không thể nhìn nổi nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên thực tế, tâm trạng của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển cũng đang dần suy sụp kỳ lạ, quá kỳ lạ. Vì sao lực lượng Hải Vương đại nhân giáng xuống lại không giúp hắn tiến hành võ trang hóa? Rõ ràng là mấy lần trước, chỉ cần hoàn thành 3 động tác hiến tế tiêu chuẩn thì lực lượng mạnh mẽ của Hải Vương đại nhân sẽ rót vào cơ thể hắn, tạo thành áo giáp phòng ngự cực mạnh quanh người nó. Nhưng lúc này đây, hắn đã làm 3 động tác này rất nhiều lần, thậm chí lực lượng của Hải Vương đại nhân cũng đã bắt đầu rót vào cơ thể hắn rồi, nhưng vì sao lại chưa hoàn thành xong giai đoạn cuối cùng, hóa thành áo giáp bằng máu, này? Ừ, ta cũng không nhìn nổi nữa, vậy chém luôn đi. Trên bầu trời, Linh Điệp Tôn giả quyết định dứt khoát.
Sau đó ngón tay tôn giả vươn ra chỉ, hơn 10 luồng hồ điệp kiếm khí chém tới vị thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển kia. Hồ điệp kiếm khí chém lên người thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển, xuyên thẳng qua bộ quần áo vật chất ánh sáng của nó, đâm nó thành một cái sàng. Á! Thủ lĩnh nhím biển hét lên đầy thảm thiết. Vì sao lại như vậy? Nếu nó có áo giáp phòng ngự, nhất định là nó có thể ngăn cản những con bươm bướm này rồi. Chẳng lẽ bởi vì nó đang ở trên đất liền, hơn nữa không chuẩn bị đầy đủ thủ tục hiến tế, vì thế lực lượng của Hải Vương đại nhân giáng xuống người nó lại bị đứt mạng. A a a. Nó kêu thảm, sau đó ngã xuống vũng máu dưới đất. Chương 414, con mắt của Hải Vương. Bên trên đám mây, nhờ vào kiếm khí của Linh Điệp Tôn giả, sương mù lượn lờ trên không trung bao vây Hư Kiếm phái bị xua tan, vì thế Tống Thư Hàng mới chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra bên trong Hư Kiếm phái. Chết hết rồi à? Tống Thư Hàng hỏi lại. Lưu Kiếm Nhất khẳng định. Chết rồi. Thần hình câu diệt cả rồi, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Ngón tay Linh Điệp Tôn giả khẽ động, kiếm khí hình bướm đang bay lượn trên bầu trời của Hư Kiếm phái biến mất tăm. Đã xong rồi, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ Bạch Đạo Hữu trước để tìm cái gã thú vị kia đi. Bỗng nhiên, Vũ Nhu Tử kêu lên. Ô, a cha, quá trình biến thân của cái gã bên dưới kia vẫn còn tiếp diễn cai. Thực ra không cần Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Linh Điệp Tôn giả và Lưu Kiếm Nhất đã phát hiện ra biến hóa bên dưới ngay từ đầu rồi. Rõ ràng là thần hình của cái gã thủ lĩnh nhóm chiến sĩ nhím biển kia đã bị tan biến cả rồi, nhưng giờ hắn đột nhiên đứng dậy từ trong vũng máu. Nói đúng hơn, bản thân thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển không đứng dậy mà là có một luồng lực lượng truyền tới từ bên trong hư không, bám vào thân thể của nó, khiến nó chuyển động giống như con rối bị giật dây. Ngay sau đó, những oán huyết và chân huyết trên mặt đất kia bắt đầu hội tụ lại một chỗ, kéo về phía thi thể của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển kia. Tống Thư Màng cảm thấy nghi hoặc, bèn hỏi. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chết hoàn toàn? Lưu Kiếm Nhất lắc đầu phủ nhận. Chết đến không thể chết hơn được nữa rồi, thậm chí kiếm khí của sư phụ cũng đã phá nát hồn phách của nó. Ta đoán chừng, rất có thể năng lực biến thân kia gặp phải chuyện gì đó nên bị kéo dài mãi tới bây giờ mới chính thức bắt đầu chăng? Nội tâm Vũ Nhu Tử lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. Biến thân đi, ta rất muốn biết cuối cùng nó sẽ biến thành bộ dạng gì đây. Trong lúc mấy người Thư Hàng đang nói chuyện, những oán huyết và chân huyết trên mặt đất Hư Kiếm phái hóa thành những đám tơ máu, quấn quanh người thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển. Chỉ vỏn vẹn trong thời gian nháy mắt mà thôi, những tơ máu này lại đan vào nhau, tạo thành một lớp khôi giáp tinh xảo có màu đỏ như máu, bao bọc hết toàn bộ thân thể thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển, thoạt nhìn trông có vẻ oai phong lẫm liệt. Số tơ máu còn lại ngưng tụ sau lưng của gã thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển, hóa thành một áo choàng có màu đỏ như máu. Hoàn tất, biến thân. Thi thể của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển siết chặt hai tay đặt bên hông, hai chân tạo thành tư thế đứng tấn. Sau đó dưới sự dẫn dắt của lực lượng từ trong hư không, bắt đầu vào thế đánh quyền anh. Nếu như những động tác biến thân của nó trước đó làm người ta cảm thấy quỷ dị lẫn xấu hổ dùm, thì khi khoác thêm lớp khôi giáp này vào, đúng là đẹp ngầu khỏi chê luôn. Biến thân xong rồi hả? Bộ dạng trông cũng oách thật đấy. Vũ Nhu Tử nhìn thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển ngầu lòi kia, hỏi. Có thể cử động được không ta? Tên này còn chiến đấu được tiếp không nhỉ? Tống Thư Hàng cũng hỏi với vẻ tò mò. Lưu Kiếm Nhất trả lời. Chắc là không thể đâu. Nếu như chết đến mức độ này rồi mà còn có thể chiến đấu được thì đúng là chết khỏi bàn. Nghĩ thử đi, không cần làm chuyện gì cả. Thậm chí ngay cả khi đã chết mà vẫn có thể lợi dụng lực lượng biến thân giúp cái xác tiếp tục chiến đấu, chẳng phải đang nói. Dù có đi ngủ thì vẫn có thể dùng năng lực biến thân đó làm được rất nhiều việc à. Thế thì đúng là công cụ tuyệt vời và lý tưởng để làm biếng ấy nhỉ. Đáng tiếc chính là điều Lưu Kiếm Nhất mong chờ đã vỡ tan tành rồi. Thi thể của thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển vừa hoàn thành biến thân xong thì lại ngã ụp mặt xuống đất. Keng keng keng. Dường như khôi giáp trên người nó được làm vật liệu kim loại gì đấy, vừa chạm vào mặt đất đã gây ra những thanh âm vui tai. Đúng như dự đoán của Lưu Kiếm Nhất, năng lực biến thân bị kéo dài. Sau khi thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển bị giết chết, lực lượng biến thân mới truyền tới từ người của vị hải vương kia. Cũng chính vì nguyên nhân kéo dài thời gian đó, mới khiến cho thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đã chết nhưng vẫn cố xác hoàn thành toàn bộ quá trình biến thân. Sau khi biến thân xong, lại tiếp tục trở thành thi thể nằm chỏng trơ trên mặt đất.
đây là chuyện chuyên nghiệp tới mức nào cơ chứ? Lưu Kiếm Nhất thật vọng quá đỗi. Ta còn tưởng là nó có thể cử động được đấy chứ. Ngươi hy vọng nó hoạt động làm gì thế? Kiếm Nhất sư huynh. Vũ Nhu Tử tò mò hỏi thử. Lưu Kiếm Nhất thở dài thườn thượt. Thôi đi vậy, dù sao thì nó cũng không thể cử động, có nói ra cũng chẳng có được tích sự gì. Sau khi thủ lĩnh chiến sĩ Nhím Biến ngã xuống đất, dường như lúc này khôi giáp biến thân trên người nó mới phát hiện ra sự thật rằng nó đã chết. Vì vậy, luồng lực lượng Hải Vương từ hư không kia lại truyền tới lần nữa. Khôi giáp bằng máu tươi trên cơ thể thủ lĩnh chiến sĩ Nhím Biến tự động tách ra khỏi người hắn. Sau đó, lập tức có một thứ trông như cánh cửa không gian xuất hiện ngay cạnh bộ khôi giáp này. Dường như tồn tại được gọi là Hải Vương kia đang muốn mang cái khôi giáp bằng máu này về. Hờ, cái tên thích giả thần giả quỷ. Trên đám mây, Linh Điệp Tôn giả lên tiếng nói một câu. Hôm nay hắn cư nhiên liên tục gặp phải kẻ có thể dùng năng lực không gian, một loại năng lực vốn chỉ thuộc về cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm, thế mà hôm nay lại được thấy những mấy lần, đúng là thú vị. Nhưng Linh Điệp Tôn giả có thể xác định rất rõ, tên đối diện không phải kiếp tiên cửu phẩm, thủ đoạn kiếp tiên vận dụng năng lực không gian cao siêu hơn thế này gấp trăm lần. Lại là thông qua cách đặc biệt nào đó để có thể dùng được năng lực không gian à? Trận pháp, hay là nghi thức đây? Hoặc là kẻ này cũng dùng đạo cụ pháp bảo quý giá gì đấy giống như cái gã quái dị mà hắn từng gặp phải ở trong mật thất sở ra? Vũ Nhu Tử nhìn Linh Điệp Tôn giả rồi nói. Xem ra A Cha có hứng thú rồi. Linh Điệp Tôn giả vẫn luôn tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến không gian, hắn vẫn luôn tràn ngập tò mò lẫn hứng thú với tất cả những năng lực không gian không thuộc về cảnh giới kiếp tiên. Sau đó, Linh Điệp Tôn giả ra tay, hắn nhắm ngay khôi giáp màu đỏ như máu kia, nhẹ nhàng đè xuống. Linh lực bành trướng giáng xuống không trung, hư kiếm phái giống như biển gầm. Chỉ trong nháy mắt, không gian dường như bị sức mạnh của Linh Điệp Tôn giả đông cứng lại. Trong một thoáng, những đệ tử hư kiếm phái còn sót lại quỳ rạp xuống đất, bị nguồn linh lực khủng bố đè ép đến mức không thở nổi. Còn bộ khôi giáp kia cũng bị hạn chế đứng nguyên tại chỗ bởi lực lượng cường đại của Linh Điệp Tôn giả, không thể nhúc nhích chút nào. Với những gì mà Linh Điệp Tôn giả đã nghiên cứu được về năng lực không gian, tuy rằng không thể vận dụng lực lượng không gian tự nhiên như kiếp tiên cửu phẩm, nhưng mấy chuyện còn con như can thiệp vào quá trình truyền tống không gian này, hắn vẫn có thể làm được một cách dễ dàng. Nếu ngươi muốn lấy bộ khôi giáp này đi, nhất định ta sẽ không để ngươi như ý. Linh Điệp Tôn giả cười cười, giơ tay phải lên thật nhẹ nhàng. Bộ khôi giáp màu đỏ máu bị kéo bay về phía của Linh Điệp Tôn giả. Một loạt hành động của Tôn giả đã chọc giận vị Hải Vương đang ẩn nấp tại một không gian khác, thanh âm gào thét đầy áp lực của Hải Vương nhanh chóng truyền đến. Tiếng gào thét kia cực kỳ đáng sợ, nếu cảnh giới thực lực thấp một chút, chỉ cần nghe thấy tiếng giống giận này thôi thì đại não sẽ lập tức sung huyết, lập tức ngã xuống đất hôn mê. Hắc hắc, tức giận rồi đấy à? Nếu như rất tức giận ấy à? Có ngon thì qua bên này đi. Linh Điệp Tôn giả không hề sợ hãi, vẫn thong thả trả lời. Tiếng giống giận của Hải Vương ở phía đối diện bắt đầu từ từ yên lặng trở lại. Xem ra, căn bản là ngươi không thể truyền tống từ không gian khác tới đây đúng không? Đúng là thú vị thật đấy. Tay phải Linh Điệp Tôn giả vươn ra túm lấy một cái, bộ khôi giáp tinh xảo bằng máu tươi kia đã rơi vào tay hắn. Sau đó, Tôn giả đánh ra mấy đạo phong cấm chi thuật, phong ấn bộ khôi giáp này lại từ trong ra ngoài. Giống. Ở một không gian khác, tiếng thét nổi giận của tên Hải Vương kia vang rền như sấm dậy. Cánh cửa không gian đột nhiên phồng lớn lên gấp đôi một cách bất ngờ, sau đó. Một con mắt thật lớn di chuyển xuyên qua cánh cửa không gian này, nhìn về phía đám mây bay trên không trung của hư kiếm phái. Con mắt rất lớn, đường kính của nó ước chừng phải lên đến 5 mét. Khó có thể tưởng tượng được bản thể của nó sẽ to lớn cỡ nào nữa đây. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? Linh Điệp Tôn giả nói. Linh lực chung quanh cánh cổng không gian đột nhiên huyễn hóa thành hàng trăm luồng kiếm khí, cắm thẳng về phía con mắt của Hải Vương. Kiếm khí đâm vào cánh cửa không gian và đâm vào con mắt khổng lồ kia. Hải Vương, ở đối diện kêu kia lên đầy đau đớn. Kiếm khí không thể làm tổn thương cho mắt nó, nhưng đủ để khiến cho nó cảm thấy đau nhức. Sau khi gào thét thảm thiết, con mắt của Hải Vương liếc nhìn Linh Điệp Tôn giả trên không trung với vẻ oán hận. Sau đó nó dứt khoát đóng cánh cửa không gian lại. Vũ Nhu Tử. Chạy rồi hả, ta còn tưởng nó sẽ đại chiến 300 hiệp với A Cha chứ. Trông thì cũng mạnh lắm đó,
đây chính là Hải Vương à? Lưu Nhất Kiếm hỏi lại. Đúng là Hải Vương đấy, tiếc là không biết hoàn cảnh bên kia không gian ra sao, không trực tiếp xông thẳng qua đó được. Linh Điệp Tôn giả lẩm bẩm, nếu không thì hắn cũng muốn đi thẳng qua cánh cửa không gian kia, trực tiếp đọ sức với con Hải Vương này một phen. Tuy rằng đối phương chỉ để lộ ra có một con mắt, nhưng Linh Điệp Tôn giả có thể cảm ứng được tên này đạt đến cấp bậc tôn giả thất phẩm. Thôi được rồi, lần sau bắt mấy con chiến sĩ nhím biển đến, dùng bọn chúng để nghiên cứu xem rốt cuộc thì Hải Vương là thứ gì cũng được. Linh Điệp Tôn giả quyết định, sau đó, hắn cất khôi giáp máu tươi vào trong trang bị không gian, đợi đến khi trở về Linh Điệp đảo rồi mang ra nghiên cứu thật kỹ một phen mới được. Nhưng lúc Tôn giả thử nhét bộ khôi giáp này vào trang bị không gian thì lại phát hiện không thể nhét thứ này vào trong trang bị không gian được. Chậc, đúng là lắm thủ đoạn thật đấy. Linh Điệp Tôn giả cũng phải lên tiếng ngợi khen. Nếu không thể cất khôi giáp bằng máu này vào trong trang bị không gian, chứng tỏ con Hải Vương kia có thể đột nhiên ra tay thu hồi bộ khôi giáp này bất kỳ lúc nào, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Thôi thôi, nếu không thể cất được thì cứ hủy đi vậy. Linh Điệp Tôn giả quyết định. Lực lượng của khôi giáp bằng máu tươi này cũng không mạnh lắm, thực ra cũng chỉ đạt đến cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm mà thôi. Linh Điệp Tôn giả ra tay thì việc đánh nát bộ khôi giáp này cũng không khó khăn gì. Linh Điệp Tôn giả vừa dứt lời. Trong hư không, cánh cửa không gian kia bỗng dưng mở ra lần nữa, con mắt thật lớn của Hải Vương lại xuất hiện. Lần này nó vội vàng phát động tấn công, một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ trong mắt nó, đánh thẳng về phía Linh Điệp Tôn giả. Dường như nó rất coi trọng bộ giáp này thì phải. Ha ha! Linh Điệp Tôn giả búng tay một cái. Một chiếc kính cổ bằng đồng xanh hiện ra trước mặt hắn, dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của tia sáng bắn ra từ con mắt kia. Tiếp đó, Linh Điệp Tôn giả đánh một quyền vào bộ khôi giáp màu đỏ tươi nọ. Bộ khôi giáp đỏ tươi kia lập tức bị Tôn giả đánh nát bấy. Xì xì. Hải Vương bên trong cánh cửa không gian phát ra tiếng la đau đớn, hệt như Linh Điệp Tôn giả vừa đánh vào thân thể nó, chứ không phải bộ giáp bằng máu tươi kia. Sau khi Hải Vương gào lên thảm thiết xong, nó nhìn Linh Điệp Tôn giả bằng ánh mắt chứa đầy oán hận, sau đó đóng cánh cửa không gian lại. Linh Điệp Tôn giả vẫn đứng im trên đám mây không nhúc nhích, sau một lát, hắn cười hắc hắc. Đánh dấu thành công rồi. Ban nãy, khi con Hải Vương kia xuất hiện lẫn nữa, Linh Điệp Tôn giả đã âm thầm giở thủ đoạn dán dấu hiệu, tập trung vị trí, lên cơ thể đối phương. Mặc dù rất có thể đối phương sẽ lập tức phát hiện ra dấu vết kia ngay, nhưng không sao cả. Chỉ cần thời gian trong nháy mắt là đủ để Linh Điệp Tôn giả tập trung được vị trí của nó rồi. Chương 415, Bạch Tôn giả bị triệu hoán. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống đám mây, nhặt lấy một mảnh vỡ của bộ giáp. Rõ ràng là hắn tận mắt chứng kiến áo giáp màu đỏ này được tạo thành từ máu, nhưng ngoại trừ màu sắc ra thì cái mảnh vỡ áo giáp này rõ ràng chẳng liên quan đến gì đến máu tươi cả. Đây đúng là thuật luyện kim mà. Thư Hàng cảm thấy món đồ chơi này rất thú vị. Vì thế bèn cất tiếng hỏi thăm thử. Linh Điệp tiền bối, ngài còn có dùng những mảnh vỡ này vào việc gì nữa không? Hết rồi, sau khi vỡ nát thì những năng lượng kỳ lạ ẩn chứa bên trong nó đã bị tiêu tán hoàn toàn, không còn giá trị nghiên cứu nữa. Linh Điệp Tôn giả trả lời tùy ý. Ồ, vậy ta nhặt vài miếng có được không? Tống Thư Hàng gõ gõ vào mảnh vỡ bộ khôi giáp ở trên tay mình, tạo thành tiếng vang giòn tan. Linh Điệp Tôn giả cười nói. Tiểu hữu cứ tự nhiên. Cảm ơn tiền bối. Cho nên, Tống Thư Hàng lựa chọn 4 mảnh vỡ khôi giáp khá lớn ra, thử cất nó vào trong túi thu nhỏ của mình. Bởi vì bộ khôi giáp đã nát, lực lượng kỳ lạ ẩn chứa bên trong nó cũng đã biến mất hoàn toàn. Tống Thư Hàng cất chúng vào trong túi thu nhỏ, rất thuận lợi. Linh Điệp Tôn giả len lén nhìn trộm túi thu nhỏ của Tống Thư Hàng một cái. Lại dùng hình con thỏ đáng yêu cơ á. Thậm chí còn đáng yêu hơn cả túi thu nhỏ của Vũ Nhu Tử nữa. Tôn giả lại nghĩ đến bộ dạng hóa thành con gái của Tống Thư Hàng trước đó. Quả nhiên là khi nhìn từ một góc độ nào đó thì vị tiểu hữu Tống Thư Hàng này thật sự khiến cho người ta yên lòng. Tâm trạng của Linh Điệp Tôn giả rất tốt. Ngồi cho vững nào, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm Bạch Đạo Hữu. Pháp bảo Thải Vân tăng tốc, bay thẳng về phía động dung nham dưới mặt đất của tiên sinh kia. Cùng lúc đó, trong pháp bảo cung điện của Hoàng Sơn Chân Quân, các đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 còn đang trao đổi tâm đắc có được sau khi giết huyết ma, vô hình chung lại tạo thành dị tượng luận đạo lần nữa. Ngay khi các vị đạo hữu đang trao đổi vui vẻ, Hoàng Sơn Chân Quân lặng lẽ rời khỏi đoàn người.
hắn đi đến một căn phòng ở lầu trên cung điện với bộ dáng cẩn thận dè dặt. Tại căn phòng này đang giam giữ một tiểu đạo hữu rất đáng thương, chính là Đặng Y Ma bị cái quẻ bói ngược đời của đồng quái tiên sư hại cho táng ra bại sản, còn ngộ nhận Lệ Chi tiên tử là người gieo quẻ ngược, nên bị Lệ Chi tiên tử đánh một trận như tử. Hoàng Sơn chân quân đẩy cửa bước vào. Đạo hữu Đặng Y Ma vẫn giữ vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục, hắn bị phong ấn toàn bộ thực lực, lại còn bị trói cứng ngắc quăng lên trên giường. Đến bây giờ, hắn vẫn không chịu tin vào việc đồng quái tiên sư đã dịch dung thành Lệ Chi tiên tử. Trên đời này làm gì có dịch dung thuật nào trâu bò như thế chứ. Theo như hắn thấy, trong đám người kia chẳng có ai là tốt lành cả. Đặc biệt là khi thấy dạng lén lén lút lút vào đây của Hoàng Sơn chân quân bộ, trong lòng Đặng Y Ma cảm thấy hơi bất an, tên này định làm gì đây? Đạo hữu Đặng Y Ma, đừng quá căng thẳng, bổn tọa là Hoàng Sơn chân quân, tin rằng ngươi đã từng nghe qua tên của bổn tọa rồi mà phải không? Hoàng Sơn chân quân kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi thẳng chân quân là một nhân vật có tiếng nói trong giới tu sĩ Hoa Hạ, ngay cả bữa tiệc thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ cũng sẽ không bao giờ vắng bóng vị khách như hắn. Đặng Y Ma liếc nhìn Hoàng Sơn chân quân hình như đúng là có hơi giống với Hoàng Sơn tiền bối trong truyền thuyết nhỉ. Không biết chân quân tìm ta có việc gì? Đặng Y Ma cất tiếng hỏi, tuy rằng hắn không thể xác định đối phương có phải là Hoàng Sơn chân quân hay không, nhưng thực lực của hắn ta đang hiển lộ trước mắt. Quả thật là một vị chân quân cường đại. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười hỏi. Bổn tọa muốn biết, những viên đạn mà tiểu hữu lấy được trong Hắc Hổ bí cảnh còn lại thừa lại bao nhiêu? Hả? Đặng Y Ma nhìn Hoàng Sơn chân quân với vẻ khó hiểu. Hoàng Sơn chân quân giải thích. Bổn tọa cảm thấy rất hứng thú với những viên đạn kia của ngươi. Vì vậy, nếu như ngươi có ý muốn bán, thì cứ ra giá đi. Chân quân muốn mua những viên đạn này của ta à? Vốn dĩ có tổng cộng 6 viên, ta đã dùng 1 viên làm thí nghiệm, trước đó dùng 1 viên, hiện tại còn 4 viên. Đặng Y Ma là một người đàn ông trước sau như một, hắn có một gương mặt trông như trẻ con. Hoàng Sơn chân quân hỏi. Xem ra đạo hữu cũng từng có ý muốn giao dịch những viên đạn ấy à? Nếu thế đạo hữu ra giá thế nào? Không ngại thì nói cái giá ra nhé. Ta nói trước cho người biết, cái giá mà ta muốn cao lắm đó. Đặng Y Ma lên tiếng, nếu giá thấp, hắn sẽ không bán ra đâu. Đạo hữu cứ nói đi, đừng ngại gì hết, mua bán chính là chuyện anh tình tôi nguyện. Yên tâm đi, cho dù giá cao tới đâu, ta cũng sẽ không ép mua ép bán đâu. Hoàng Sơn chân quân trấn an hắn. Vậy thì ta nói giá luôn, ta muốn 10 vạn linh thạch ngũ phẩm. Đặng Y Ma cắn răng đưa ra yêu cầu của mình. Căn cứ vào lượng linh lực và độ tinh khiết ẩn chứa bên trong, linh thạch cũng được chia làm 9 phẩm giai, giống như đẳng cấp của tu sĩ. Nói chung, tu sĩ đẳng cấp nào thì cứ dùng linh thạch cấp bậc đó là tốt nhất, sẽ không tạo thành bất kỳ lãng phí nào. Đương nhiên giá tiền này không thể so sánh với toàn bộ tài sản đã bị mất sạch của Đặng Y Ma. Nhưng có thể bù lại phần nào số tiền đã tổn thất của hắn, phần tiền còn thừa lại đủ để mua một thanh phi kiếm thích hợp, không cần phải cưỡi Superman kia phi hành khắp nơi nữa. Nhưng mà, giá tiền như thế vẫn cao tới mức không hợp thói thường, phải biết rằng lúc ở trong môn phái của hắn, người ta cũng chỉ ra giá tối đa là 1 vạn linh thạch để mua hết 5 viên đạn này thôi. Giá cả rất hợp tình hợp lý. Hoàng Sơn chân quân gật đầu nói. Vậy, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng đi. Gần đây chân quân khá là dư giả. Trước đó không lâu, Hoàng Sơn chân quân phát hiện ra một mỏ quặng linh thạch trên một vệ tinh, độ tinh khiết của chúng cũng rất cao. Thấy đối phương sảng khoái như thế, Đặng Y Ma cảm thấy khá sửng số nhìn thái độ của đối phương. Dường như nếu hắn có đòi thêm một chút linh thạch nữa thì rất có thể đối phương cũng sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức luôn ấy chứ. Chẳng lẽ ta bán lỗ rồi? Những viên đạn này thật sự là bảo vật gì đó à? Nhưng mà, nếu như bản thân đã ra giá như thế rồi, mà bây giờ lại đổi ý thì xấu hổ lắm. Lỡ như chọc giận vị chân quân này, đối phương không chịu mua nữa thì chẳng lẽ hắn ôm 4 viên đạn này ăn không khí à? Thành giao. Đặng Y Ma quyết đoán nói. Xin Hoàng Sơn tiền bối cởi trói cho ta. Hoàng Sơn chân quân không chỉ cởi trói cho Đặng Y Ma mà hắn rất sảng khoái còn hóa giải phong ấn linh lực trên người Đặng Y Ma nữa. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch vui vẻ. Đặng đạo hữu đúng là một người sảng khoái. Hoàng Sơn chân quân thu hồi 4 viên đan, lại lấy một thanh phi kiếm tứ phẩm trông rất không tệ ra rồi đưa cho Đặng Y Ma. Ta nghe Lưu Long đạo hữu có nói qua, công cụ đi lại của đạo hữu có vấn đề nhỏ. Vừa hay ta lại có một thanh phi kiếm tốc độ rất tốt,
nên muốn tặng cho đạo hữu làm phương tiện đi lại. Đặng Y Ma nhận lấy phi kiếm với vẻ cảm kích, sau đó hắn chào tạm biệt Hoàng Sơn Chân Quân. Trước khi rời đi, Đặng Y Ma vẫn năm lần bảy lượt hỏi thăm địa chỉ của dược sư đạo hữu trong miệng Hoàng Sơn Chân Quân. Xem ra địa điểm tiếp theo mà hắn đến chính là chỗ của dược sư đạo hữu rồi. Hoàng Sơn Chân Quân nắm lấy bốn viên đạn, nếu như hắn không đoán sai, rất có thể bốn viên đạn này chính là bảo vật vô giá ẩn chứa thời gian chi lực ở bên trong rồi. Sau một thời gian nữa, hắn sẽ mời những tiền bối cấp bậc tôn giả tập hợp lại, cẩn thận nghiên cứu bốn viên đạn này. Trong động dung nham cách địa bàn Sở Gia 100 dặm. Tiên sinh tiếp tục cẩn thận thoa một ít máu huyết đệ tử Sở Gia lên bốn bức họa. Quả nhiên, bốn bức họa lập tức lóe lên những tia sáng chói mắt. Bí mật bên trong bức họa nhất định có quan hệ với máu của đệ tử Sở Gia. Nhưng mà, rốt cuộc thì làm cách nào mới có thể giải mã được bí mật bên trong nó đây? Tiên sinh hết sức buồn rầu, cố gắng tự hỏi. Tiên sinh chỉ biết rằng, chìa khóa bí cảnh trường sinh đang giấu bên trong bốn bức họa này. Nhưng hắn chắc rằng, chìa khóa ấy không phải là phần kiếm quyết mà người Sở Gia đã lĩnh ngộ. Rất có thể chìa khóa đó chính là một thứ đồ vật đã thực chất hóa. Trong lúc suy nghĩ, bên trên động dung nham, đột nhiên nổ tung. Xảy ra chuyện gì thế này? Tiên sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh động vừa bị phá hủy. Sau đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh hệt như tiên nhân đang đáp xuống từ trên cái hố nổ phía đỉnh động. Thân ảnh kia hoàn mỹ đến mức không còn lời nào để có thể hình dung được, dù sao thì tiên sinh cứ gộp hết một loại mấy từ miêu tả như hoàn mỹ, xinh đẹp, đẹp trai, ngầu lòi lại rồi áp lên thân ảnh này thì chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hỏng. Có lẽ bởi vì thân ảnh này hoàn mỹ quá mức chăng? Hay là do lực tương tác trên người thân ảnh này quá mạnh mẽ đây? Mặc dù biết rõ đối phương chính là người cho nổ động dung nham để xông vào, nhưng trong lòng tiên sinh lại không hề xuất hiện chút cảnh giác nào. Cuối cùng, thân ảnh này đáp xuống chậm rãi, đứng vững vàng trên hư không. Hắn không mượn nhờ bất kỳ sức mạnh nào, chân đạp lên không trung như đất bằng. Ồ, cuối cùng cũng tới rồi sao? Bạch tôn giả lắc lắc tay, sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người tiên sinh bốn và bức họa bên cạnh hắn không sai, đủ cả rồi. Xin hỏi vị tiền bối này, ngài hạ cố đến động phủ của ta có việc gì hay không? Tiên sinh hành lễ với bạch tôn giả, vất vả lắm thì hắn mới khiến bản thân mình khôi phục được lý trí, đồng thời triệu tập sức mạnh huyết chỉ ở sau lưng trong âm thầm và lặng lẽ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công đối phương. À, chuyện là thế này đây, bạch tôn giả ho khan, giải thích, bởi vì ta khắc sai một cái phủ văn, do đó. Chúc mừng ngươi. Tập hợp được đầy đủ bốn bức họa kiếm quyết của Sở Gia. Một khi tập hợp đủ các bức họa thì chúng sẽ triệu hồi ta đến đây. Tiên sinh! Cái quần gì đang xảy ra vậy? Bạch tôn giả nói tiếp. Sau đó, một khi ngươi đã triệu hồi ta đến đây, thì ta sẽ phải mang bốn bức họa này đi. Không thể được. Tiên sinh hét lớn một tiếng, bổ nhào vào ôm lấy bốn bức họa, đồng thời điều động lực lượng huyết trì, chuẩn bị tấn công bạch tôn giả, hắn gào lên. Chúng thuộc về ta sẽ không để cho bất kỳ ai mang chúng. Bốp, một cú tát nặng 180 cân, tiên sinh cảm thấy thân thể của mình đang bay lên, cưỡi gió đạp mây, quay tự do 32 vòng trong không trung. Cuối cùng nện thật mạnh lên vách tường động dung nham. Chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Hắn không hề trông thấy đối phương đã ra tay như thế nào. Ngay sau đó, tiên sinh thấy thân ảnh áo trắng kia vươn tay thu lấy bốn bức họa. Sau đó lại lơ lửng trên không trung lần nữa. Đáng chết, vất vả lắm hắn mới cướp được bốn bức họa vào tay mình, vậy mà lại để cho người khác cướp mất. Vậy, tạm biệt đạo hữu nhé. Bạch tôn giả phất phất tay chào tiên sinh, đương lúc hắn chuẩn bị rời khỏi hang động dung nham này thì. Vừa mới bay lên 2 mét, bạch tôn giả bất chợt ngừng lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái khung đang treo con rối hắc long trên động dung nham ổ, con rối này tinh xảo thật đấy. Trông nó thế này mà tháo ra thì hay phải biết ấy nhỉ. Vì thế, bạch tôn giả lại đáp xuống từ trên không trung, ngồi xổm xuống bên cạnh ngắm con rối hắc long. Ta có thể tháo nó ra được không? Bạch tôn giả nhìn về phía tiên sinh ở bên kia. Nhưng không đợi đối phương trả lời, bạch tôn giả lại tự nhủ. Chương 416, trông ngươi tháo ra thì đã tay lắm đấy. Chạy đi, mau chạy khỏi đây đi. Tiên sinh, gào to lên. Hắn có thể thông qua ý niệm khống chế con rối hắc long này.
Sau khi tên, tiên sinh, bị đánh một cú choáng váng xong thì hắn lập tức biết nam tử áo trắng đã thâm nhập vào trong động của hắn có thực lực không hề tầm thường. Bản thân hắn hoàn toàn không thể nào ngăn cản nổi, cũng may là ở bên trong con rối hắc long bây giờ vẫn còn được gắn huyết hải ngọc, con rối hắc long có thể dùng vận tốc âm thanh, thậm chí là cả vận tốc siêu âm để chạy thoát khỏi đây. Không thể để cho người ta phá hỏng con rối hắc long quý giá này được. Sau khi con rối hắc long nhận được mệnh lệnh của chủ nhân xong thì vỗ cánh muốn bay lên, nó muốn dùng tốc độ siêu âm thoát khỏi hang động dung nham này, chạy tới một động phủ bí mật khác của tiên sinh. Nhưng khi nó vừa mới vỗ cánh bay lên được chừng một mét thì có một bàn tay thon dài đặt nhẹ nhàng lên lưng nó một cái. Con rối hắc long liều mạng vỗ cánh liên tục, nhưng rốt cuộc cũng không thể bay lên được thêm chút nào nữa. Ngay sau đó, có thêm một bàn tay thon dài khác dùng tay làm công cụ, lướt nhanh trên người của con rối hắc long này. Cạch cạch chạch chạch, tiếng vài loại linh kiện bị tháo ra. Chỉ trong vòng chưa tới một phần vạn giây, lớp vỏ bên ngoài của con rối hắc long kia đã bị tháo bung ra, để lộ kết cấu bên trong của nó. Sau đó, viên huyết hải ngọc kia bị Bạch Tôn giả lấy ra. Cạch cạch, tương đương sau khi mất đi nguồn năng lượng, con rối hắc long lập tức rơi xuống từ trên không trung, rớt xuống ngay bên chân của Bạch Tôn giả. Còn tên, tiên sinh, đang bị dán trên vách động thì há hốc mồm ra nhìn. Loại đá năng nguyên này là thứ dùng tà pháp tàn nhẫn để luyện chế ra đây mà, Bạch Tôn giả tiện tay cất mảnh huyết hải ngọc kia đi. Sau đó, Bạch Tôn giả ngồi xổm xuống bên cạnh con rối hắc long, rồi vừa tháo dỡ nó ra vừa nói, kết cấu này thú vị thật đấy, trông sơ qua thì giống như lấy thủ pháp của Mạc Môn làm cơ sở, lại cho thêm một số linh kiện máy móc hiện đại hóa vào. Kết hợp cả kỹ thuật con rối của Mạc Môn và khoa học kỹ thuật hiện đại lại với nhau, đúng là giỏi thật đấy. Chỉ trong nháy mắt, con rối hắc long kia đã bị tháo dỡ ra thành một đống linh kiện và một bộ khung xương rồng được chế tạo từ kim loại. Bạch Tôn giả vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía tên, tiên sinh, bị dán chặt trên vách động, cất tiếng hỏi, người mua con rối hắc long này từ đâu thế? Tên, tiên sinh, kia đang cố gắng chui ra khỏi vách động, nghe Bạch Tôn giả hỏi thế thì hắn lập tức đờ ra. Không phải là hắn không muốn trả lời, chỉ là trong nháy mắt ấy, tiên sinh, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khá nghiêm trọng, hắn lấy con rối hắc long này ở đâu ra. Dường như chính bản thân hắn cũng đã quên sạch chuyện về con rối hắc long này rồi, hắn chỉ biết là mình sở hữu một con rối hắc long như thế, cùng với cách sử dụng nó mà thôi. Tiên sinh, đột nhiên ngu người. Không muốn nói à, thôi vậy, ta cũng đã tìm hiểu xong xuôi về phần kết cấu bên trong con rối hắc long này rồi, Bạch Tôn giả lẩm bẩm. Sau đó hắn bắt đầu giáp con rối hắc long này lại. Chừng hơn một phút đồng hồ sau, tiên sinh, vất vả lắm mới chui ra khỏi vách động, hắn nhảy nhẹ lên một cái, nhảy về bên trong hang động nóng chảy kia. Hắn nhìn mày, nhìn bóng lưng của Bạch Tôn giả đáng chết, rõ ràng hắn vất vả lắm mới cướp được kiếm quyết từ tay của Sở gia, nhưng giờ lại bị đối phương cướp đi mất rồi, hắn phải làm sao mới có thể lấy mấy bức họa kia về đây. Bốn bức họa này chính liên quan tới sự huyền bí của trường sinh. Tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Có cần liều một phen không nhỉ? Tiên sinh, bắt đầu âm thầm điều động lực lượng huyết trì, nhân lúc kẻ này đang bận nghiên cứu con rối hắc long, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cho ta ra tay. Xong rồi, giáp lại xong xuôi rồi. Lần này toàn bộ linh kiện đều được giáp lại đầy đủ không sót cái nào. Đột nhiên, Bạch Tôn giả ở phía trước chợt cười với vẻ cực kỳ đắc ý. Ở trước mặt hắn, con rối hắc long vốn đã bị hắn tháo rời thành từng món linh kiện rơi vãi trên đất này đã khôi phục lại như cũ, cũng không thể nói là khôi phục lại như cũ được, ít nhất thì tiên sinh vẫn có thể thấy được có mấy bộ phận bên ngoài của con rối hắc long đã bị giáp sai mất rồi. Đáng tiếc là thiếu mất pháp môn cơ quan khôi lỗi thuật của Mạc Môn, nên dù có tìm hiểu được toàn bộ cấu tạo của con rối hắc long, nhưng lại không thể chế tạo được một số của linh kiện của Mạc Môn, Bạch Tôn giả nói với giọng điệu tiếc nuối. Tuy rằng cũng có thể đến Mạc Môn mua một số linh kiện của con rối, nhưng nếu làm thế thì thứ chế tạo ra sẽ không còn thú vị nữa. Tiên sinh, nhanh quá đi mất, giáp lại còn nhanh hơn cả khi tháo ra nữa. Được rồi, thứ nên biết đều đã biết hết rồi, trả con rối hắc long lại cho ngươi này, ta đi trước. Hửm, Bạch Tôn giả vốn còn định chào tạm biệt cái tên, tiên sinh, này, hắn cũng không định xử lý, tiên sinh, bởi vì Linh Điệp Tôn giả hãy còn hứng thú với tên, tiên sinh, này lắm. Cho nên Bạch Tôn giả muốn giữ cái mạng của tiên sinh, lại cho Linh Điệp Tôn giả xử lý. Nhưng vừa mới quay đầu lại thì Bạch Tôn giả đã trông thấy một thứ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tò mò.
Bởi vì cái bạt tai nặng 180 cân kia mà mặt của tiên sinh đã bị đánh vỡ ra rồi. Đúng vậy, mặt của hắn không phải bị đánh sưng phù lên, mà là bị vỡ nát lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra kết cấu kim loại màu đen ở bên trong. Trước đó, tiên sinh bị lõm sâu vào trong vách động, bởi vì góc độ đó hơi khuất, cho nên Bạch Tôn giả không nhìn thấy chỗ vỡ nát trên mặt hắn. Nhưng bây giờ, tiên sinh đã giãy giụa leo ra khỏi vách động rồi, nên chỗ bị vỡ trên mặt cũng lộ ra. Ánh mắt của Bạch Tôn giả thoát cái đã trở nên vô cùng nồng nhiệt. Tên, tiên sinh, này cũng là một con rối à? Trông giống người thật quá đi mất, khi nãy ngay cả Bạch Tôn giả cũng không thể phát hiện ra được điểm gì khác thường trên người của đối phương. Có khí tức sinh mệnh, có tu vi cảnh giới tứ phẩm, thoạt nhìn còn có cả máu thịt, thậm chí là dao động hồn của hồn phách nữa. Nhưng khi lớp vỏ bọc bên ngoài bộ mặt của hắn bị vỡ ra, Bạch Tôn giả nhìn thấy bên trong của tên, tiên sinh, này hóa ra đều là linh kiện cả. Con rối hình người à? Hay là người nhân tạo? Có khi nào là robot hay không? À mà thôi, dù là loại nào thì cũng thú vị như nhau. Tiên sinh, bị Bạch Tôn giả nhìn chằm chằm như thế thì lập tức cứng đờ người. Này, xem bộ dạng ngươi thế này mà tháo ra thì đã tay lắm đây, để ta tháo ngươi ra một lần nhé. Bạch Tôn giả hỏi. Hả, tiên sinh, mở to hai mắt ra. Nhưng không chờ tiên sinh kịp trả lời, Bạch Tôn giả lại lầm bầm lần nữa, lại quên mất, mình cần gì phải hỏi ý kiến của hắn chứ, dù sao thì hắn cũng có phải bạn bè thân quen gì đâu. Chấm chấm. Trên bầu trời, Linh Điệp Tôn giả mang theo Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử và Lưu Kiếm Nhất bay khỏi Hư Kiếm Phái. Đụn Mây dùng tốc độ nhanh không hề thua kém gì phi kiếm bay vèo vèo trên không trung, nhanh chóng bay tới bên trên cái hang động dung nham nọ. Chính là ở bên dưới, khí tức của Bạch đạo hữu ở bên trong cái động này, chúng ta đi xuống thôi. Không, Linh Điệp Tôn giả nói. Vừa mới nói xong, Lưu Kiếm Nhất lập tức nói rất đỗi ân cần, sư phụ, ta đi xuống dưới tìm hiểu tình huống trước đã. Vào trong động sớm một chút thì có thể tranh thủ thời gian để mà làm biếng thêm vài giây tương đương. Nói xong, Lưu Kiếm Nhất thả người nhảy xuống khỏi đụn mây, chạy về phía cái hang động kia. Sau đó, Vũ Nhu Tử hớn hở nói, Tống tiền bối, chúng ta cũng xuống dưới đó đi. Được, Tống Thư Hàng đáp. Tiếp theo, Vũ Nhu Tử kéo tay của Tống Thư Hàng, bắt chước Lưu Kiếm Nhất nhảy xuống từ trên đám mây. Ủa, đợi một lát đã. Bây giờ pháp khí này cách mặt đất ít nhất phải 400-500 mét lận đó, tương đương với một tòa cao ốc 100 tầng luôn đấy. Trước khi nhảy xuống không thể làm một cái pháp thuật gì trước hả? Cho dù không có phi hành thuật thì ít nhất cũng phải cho thêm một cái khinh thân thuật, vũ mao thuật hay cái gì kiểu kiểu đó để phòng thân mới đúng chứ. Nhưng Tống Thư Hàng còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì đã có một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới từ trên tay một tu sĩ nhị phẩm nho nhỏ vừa mới tấn cấp như Tống Thư Hàng, làm sao có thể chống cự trước sức mạnh của Vũ Nhu Tử chứ. Bên tàu vang đến tiếng gió lạnh rợn người. Ha 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 ha, trong gió lại vang lên tiếng cười vui vẻ của Vũ Nhu Tử, ta đã muốn chơi nhảy bungee từ lâu lắm rồi, cảm giác tuyệt quá đi mất a a a. Vũ Nhu Tử ơi là Vũ Nhu Tử, cái nhảy bungee đó là nhảy khi có một sợi dây buộc ở chân mới đúng. Không có dây mà nhảy xuống thì sẽ chết người đấy. A a a a, tương đương vị tiểu hữu họ Tống nào đó hét thảm một tiếng, hắn có chứng sợ độ cao, hơn nữa căn bệnh này có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng mất rồi. Ha ha ha, Tống tiền bối ngươi thấy chơi vui không? Vũ Nhu Tử cười hì hì hỏi. Tống Thư Hàng, a a a a a, tương đương ta tèo. À không, ta vui lắm. Ha ha ha, Tống tiền bối quả nhiên cũng rất thích trò nhảy bungee này đúng không? Lần trước thấy bức ảnh chụp Bạch Tôn giả với Tống tiền bối cùng đi nhảy bungee, ta thấy Tống tiền bối ngài cười hân hoan vui sướng lắm, Vũ Nhu Tử vui vẻ kêu lên. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử ơi là Vũ Nhu Tử. Đôi mắt sáng ngời của cô thật sự nhìn thấy khi đó ta cười, hân hoan vui sướng, hả? Cô chắc không, có chắc không đấy. Ngoài ra, lúc này Tống Thư Hàng cảm giác hai mắt mình ướt át, ngay cả lỗ mũi cũng ướt, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện mình bị dọa cho chảy cả nước mũi đâu, nhất định là nước mắt không kịp chảy qua hốc mắt, nên mới chảy tràn ra mũi mà thôi. Đúng rồi, Tống tiền bối, chúng ta chụp một bức ảnh đi, Vũ Nhu Tử cũng móc điện thoại của mình ra, chỉnh góc độ thật đẹp, Tống tiền bối. Cười lên một cái nào. Tống Thư Hàng hít mũi một cái làm nhiều ắt quen. Mình vẫn có thể selfie ở giữa không trung mà. Vậy nên hắn cố gắng dặn ra một nụ cười thật tươi. Tách 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 tách, Vũ Nhu Tử một hơi chụp những bốn bức. Ha ha ha, đúng là thú vị thật đấy. Vũ Nhu Tử chụp xong thì lại thử đổi góc độ,
muốn chắp thêm hai góc độ từ dưới lên với từ trên xuống với Tống Thư Hàng. Nhưng đáng tiếc là độ cao 500 mét rơi cái vèo là tới, bọn họ thoáng cái đã sắp tiếp đất mất rồi. Vũ Nhu Tử đành phải cất điện thoại di động của mình đi, sắp tiếp đất rồi, ta chơi chưa đã tí nào hết. Tống tiền bối, lần sau chúng ta lại đổi sang chỗ nào cao hơn ấy, như vậy thì chắc chắn có thể chụp được nhiều góc khác đẹp hơn. Tống Thư Hàng lại bắt đầu hét thảm lên một tiếng. Bên trên đám mây, Linh Điệp Tôn giả đờ đẫn rụt tay về khi nãy hắn còn định rủ con gái cưng chơi nhảy bungee, bởi vì con gái vẫn luôn muốn thử cái trò vận động thú vị này. Nhưng con gái lại chụp tay Tống Tiểu Hữu nhảy xuống mất rồi. Kẻ làm cha như hắn bị gạt sang một bên, chỉ đành thui thủi một mình trên pháp khí mà thôi. Chấm. Tùm tương đương. Cuối cùng, hai người Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử đáp xuống bên trong một cái hồ nước khổng lồ, tiếp đất thành công. Sở dĩ bọn họ có thể bình yên vô sự như thế, đương nhiên là do trước khi tiếp đất Vũ Nhu Tử đã thi triển một tiểu pháp thuật rồi. Trước khi rơi xuống đất, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, sau đó bồng bềnh rơi vào bên trong một cái huyết trì. Á phụt phụt phụt, đây là cái gì đây? Trong mũi miệng của Tống Thư Hàng toàn một thứ mùi lạ, sau đó hắn lập tức nhìn thấy mình đang ở trong một cái hồ máu tươi sôi trào. Quần áo trên người hắn đã bị nhuộm thành đỏ loét. Vũ Nhu Tử cũng ngoi lên từ trong huyết trì, nhưng trên người cô có một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, cản tất cả máu tươi kia ở bên ngoài thân thể. Chương 417, Tống tiền bối, người đừng có chết mà. Là huyết trì sao, đến giờ mà vẫn còn kẻ tạo nên thứ thế này à? Bọn chúng không sợ bị hòa thượng của Đại Quang Minh Luân Hồi tự tra ra được hay sao? Vũ Nhu Tử đi ra khỏi huyết trì, toàn thân vẫn sạch sẽ như cũ. Tống Thư Hàng cũng leo ra theo. Đứng bên cạnh cô, nhưng hắn thì bị nhuộm thành một màu đỏ chét, hai người đứng cạnh nhau so sánh một cái vô cùng rõ rệt. Sau khi leo ra khỏi huyết trì, Vũ Nhu Tử trông thấy Lưu Kiếm Nhất vẫn đứng im không nhúc nhích ở đằng trước, Lưu Sư Huynh, người đang làm gì đấy? Lưu Kiếm Nhất từ từ quay đầu lại, mở miệng đáp, đang xem Bạch Tiền Bối chơi tháo người. Tống Thư Hàng, oát! Hắn vội vàng bước lên trước nhìn thử. Sau đó... Hắn nhanh chóng nhìn thấy cái tên tiên sinh đã tỏ ra vô cùng trâu bò lúc ở dưới tầng hầm của sở gia, lúc này tên tiên sinh đã bị Bạch Tiền Bối dùng một tay ấn xuống đất. Hai tay và hai chân của gã đã bị Bạch Tôn Giả tháo rời. Lúc này, Bạch Tôn Giả đang tháo lớp vỏ bọc ngoài đầu của tên tiên sinh kia. Tống Thư Hàng chỉ mới chớp mắt có một cái thôi mà hộp sọ của tên tiên sinh đã bị tháo rời. Nhưng thứ lộ ra ở bên trong cũng không phải não người, mà đó là từng bảng vi mạch điện tử. Còn có một vài cái ống trong suốt nhỏ xíu nữa. Ở bên trong số ống trong suốt kia còn có một loại năng lượng trông như chất lỏng màu xanh, lẽ nào là chân khí à? Tên tiên sinh này không phải là con người sao? Mặc dù lúc ở bên trong tầng hầm của SC, Linh Điệp Tôn Giả đã từng giật rách hai cánh tay của tên tiên sinh này, lúc đó có thể thấy được bên trong hai cánh tay bị giật ra kia toàn là linh kiện và cơ quan. Lúc ấy Linh Điệp Tôn Giả còn đoán rằng mấy bộ phận thân thể của tiên sinh toàn là mấy cơ quan chủ chốt của con rối. Nhưng không ngờ toàn thân của tên tiên sinh này đều là máy móc của con rối. Sao có thể như thế được, không thể nào như thế được. Một thanh âm đầy khiếp sợ vang lên. Tên tiên sinh cũng là máy móc kia gầm lên, hắn thấy được bộ dạng của chính mình phản chiếu lại từ trong mắt của Bạch Tôn Giả, tại sao đầu của ta lại có thể biến thành như thế được chứ? Tại sao lại có thể như thế? Ngươi! Là ngươi đã làm gì ta hả? Bình tĩnh đi nào, ta chỉ tháo hộp sọ của ngươi ra xem thử mà thôi. Mấy thứ khác ta không động vào tí nào cả nhé, Bạch Tôn Giả thản nhiên nói, ngươi vốn là một con rối máy hình người mà. Không thể nào, sao ta có thể là người máy được chứ? Ta là Xá Lam, đệ tử của Thiên Thủ Môn, ta sinh ra có máu thịt, có cha mẹ, tại sao ta có thể là người máy được? Tiên sinh giống to lên. Trông có vẻ như đang kích động dữ dội lắm, ta chỉ từng bị trọng thương, nên mới cải tạo hai tay và hai chân của mình thành giả mà thôi. Nhưng những bộ phận khác trên người ta sao có thể đều là máy móc được kia chứ? Ngươi đã dùng pháp thuật gì lên người ta hả? Là ảo thuật đúng không? Ngươi dùng ảo thuật với ta có phải không? Chỗ, mắt, của hắn lại bắt đầu hiện ra, đầy tơ máu, vô cùng sinh động, trông y hệt như thật. Nghe tới đó, Bạch Tôn Giả tạm dừng động tác tháo tiên sinh ra. Hắn sờ cằm, như đang suy nghĩ gì đó kẻ này cư nhiên không biết rằng toàn bộ thân thể của mình đều đã biến thành cơ quan của con rối à. Tống Thư Hàng bước tới mấy bước, ngồi xổm xuống bên cạnh tên tiên sinh kia, bắt đầu xem xét cấu tạo cơ thể của đối phương, trí tuệ nhân tạo sao.
là kiểu, người máy, có được tình cảm, suy nghĩ như con người, nên vẫn luôn cho rằng bản thân chính là con người. Lưu Kiếm Nhất nói thêm vào một câu, ví như, từng có một cặp đệ tử Mạc Môn không thể có con được, nên bọn họ mới tạo ra một con rối hình người cực kỳ tinh xảo, sau đó bắt đầu nuôi nấng nó như con của mình, lâu lâu lại lén lút đổi một bộ thân thể lớn hơn cho nó. Khiến nó có được trải nghiệm cuộc đời của riêng mình, sau đó hiểu lầm tưởng rằng bản thân là con người. Không phải thế, Bạch Tôn giả lắc đầu. Vũ Nhu Tử cũng tới gần, nói ra suy đoán của mình, chẳng lẽ là pháp bảo tu luyện thành tinh sao? Nghe nói có rất nhiều pháp bảo có thể sinh ra khí linh. Một số khí linh cao cấp cũng có được trí tuệ giống như tu sĩ bình thường. Cũng không phải là khí linh, cấu tạo của khí linh hoàn toàn khác hẳn với hồn phách của con người. Nói tới đây, Bạch Tôn giả nhẹ nhàng nhảy lên một cái, lưu tinh kiếm bên hông bay lơ lửng, bắt đầu quanh quẩn trên ngón tay của Bạch Tôn giả. Đồng thời, trên thân của lưu tinh kiếm thỉnh thoảng lại phát ra ý niệm, thân thiết nữa. Lưu tinh kiếm của ta cũng đã bắt đầu sinh ra hình thức ban đầu đơn giản nhất của khí linh, các ngươi cứ thử cảm ứng một cái là biết ngay, khí linh khác hẳn với hồn phách của con người, như băng và lửa vậy. Chúng có tính chất hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, Bạch Tôn giả suy đoán, có lẽ là người này đã phải trải qua một phương pháp rất cực đoan. Biến thân thể của con người trở thành con rối và máy móc. Thọ nguyên của con người có hạn, thân thể sẽ hư thối, mục giữa, nhưng sau khi chuyển hóa thành con rối thì thân thể có thể đạt tới trường sinh. Trước đây khá lâu, Mạc Môn có một vị thiên tài được mệnh danh là có, Thiên Mệnh Chi Tư, hắn đã tạo ra một cách trường sinh dành riêng cho bản thân mình. Hơn nữa, nếu nhìn từ một góc độ khác thì cách trường sinh đó, đệ tử Mạc Môn nào có kỹ thuật tốt một chút cũng có thể làm được, dễ dàng tạo ra một bộ thân thể trường sinh bất tử cho riêng mình. Lúc này, Linh Điệp Tôn giả đáp xuống từ trên không trung, mở miệng bổ sung. Bạch Tôn giả gật đầu một cái, nói tiếp, chỉ cần bảo dưỡng cho tốt, thay đổi vài linh kiện bị hư hỏng thì thân thể đã cải tạo thành con rối cơ quan có thể trường sinh. Nhưng, linh hồn của tu sĩ vẫn sẽ tiêu hao từng chút một qua năm tháng. Theo như ta được biết, ngoại trừ vị thiên tài có Thiên Mệnh Chi Tư của Mạc Môn gia, thì vẫn chưa có bất kỳ người nào có thể dùng loại thủ đoạn này để mà tiến vào cảnh giới trường sinh được. Tống Thư Hàng gật đầu nói, à, ta hiểu rồi. Trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng đầu có nói tới cái này, cơ giới hóa toàn bộ thân thể con người. Tương lai, sau khi mọi người cải tạo thân thể của mình xong thì mỗi ngày cần phải bảo dưỡng các bộ phận quan trọng trong cơ thể của mình, cho thêm chút dầu nhất vào, thật sự rất thú vị. Bạch Tôn giả nói, đúng, ngươi cũng có thể hiểu như thế đấy. Chỉ qua 2-3 câu mà hai vị tôn giả đã giải thích rõ ràng về vấn đề thân thể của tiên sinh rồi. Trên mặt đất, tiên sinh, cũng chính là đệ tử Xá Lam của Thiên Thủ Môn ngơ ngác, ngây ra không nhúc nhích. Thân thể của hắn bị cải tạo thành con rối máy rồi sao? Sau khi im lặng một lúc lâu, Xá Lam căn bản không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này, hắn gào lên điên cuồng, sao có thể như thế được, trong số ký ức cả đời này của ta, căn bản không hề có người nào tiến hành cải tạo thân thể của ta hết, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Xem ra ngay cả ký ức khi bị cải tạo cũng đã bị người khác xóa hết cả rồi à. Bạch Tôn giả nói, xem ra ta phải tháo ra thêm chút nữa, để xem bộ phận lưu trữ ký ức của hắn thử xem, có tìm được điều kinh hỉ bất ngờ nào hay không. Đừng mà, đừng tháo ra nữa mà, tiên sinh Xá Lam kêu lên đau đớn, nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng thì xin hãy cho hắn tỉnh lại ngay đi. Nếu như Bạch Đạo Hữu mà còn muốn tháo ra tiếp nữa thì có thể làm phiền Bạch Đạo Hữu lấy cái thứ phát sáng gì đó ở trong cơ thể hắn ra được không? So với thân thể bị biến thành con rối của hắn thì ta có hứng thú với thứ kia hơn, Linh Điệp Tôn giả lên tiếng, cái thứ giấu bên trong cơ thể Xá Lam chính là bảo vật mà hắn dùng để kích hoạt trận pháp, đấu chuyển tinh di. Được, Bạch Tôn giả bắt đầu tháo dỡ chỗ ngực của Xá Lam, kéo một mảng kim loại ra. Chỉ có ở nơi này mới có thể nhìn thấy một số bộ phận thân thể của Xá Lam còn lưu lại. Mấy bộ phận này chính là những thứ phối hợp với thân thể máy móc của hắn, giữ nguyên phần đan điên của tu sĩ. Khiến cho sau khi Xá Lam biến thành con rối vẫn có thể giữ lại được tu vi cấp bậc tiên thiên tứ phẩm. Mà ở chỗ lồng ngực của hắn, có một khối tinh thể tám cạnh, bên trên mỗi mặt đều có khắc hình thế giới thu nhỏ. Linh Điệp Tôn giả cười, đúng là thứ này rồi. Ta cảm ứng được lực lượng không gian ở phía trên nó. Bạch Tôn giả vói tay moi mảnh tinh thể tám góc này ra. Ngay khi khối tinh thể này bị lôi ra thì Xá Lam lập tức sụi lơ không động đậy nữa. Tiền bối, người này bất động rồi. Tống Thư Hàng nói. Hửm, chẳng lẽ khối tinh thể này chính là một trong số những nguồn năng lượng trong cơ thể của người máy à?
hay nó là bộ phận quan trọng nào đó, tương đương với công tác chẳng hạn. Bạch Tôn giả đưa miếng tinh thể tám cạnh này cho Linh Điệp Tôn giả. Linh Điệp Tôn giả nhận lấy khối tinh thạch, Bạch đạo hữu vất vả rồi, đến lúc đó ta sẽ gửi một phần tài liệu đầy đủ về nghiên cứu của khối tinh thể này cho Bạch đạo hữu. Được, Bạch Tôn giả gật đầu, sau đó chuẩn bị tháo thân thể của Xá Lam tiếp. Lúc này, Tống Thư Hàng nhìn thân thể của Xá Lam với vẻ dè dặt, ta cứ cảm thấy nó đột nhiên ngừng hoạt động như thế thì không ổn lắm thì phải. Không phải trong phim hay có vụ lúc boss phản diện là robot bị đánh bại thì sẽ tự động phát nổ sao? Ầm. Tiếng nổ mạnh đáng sợ đột nhiên vang lên. Nhưng cũng không phải thân thể của Xá Lam tự phát nổ, mà là thân thể của con rối Hắc Long trông rất khí phách kia tự dưng phát nổ. Sau khi con rối Hắc Long kia phát nổ thì dẫn tới nổ liên hoàn, thân thể của Xá Lam cũng nổ luôn. May mà bên cạnh bọn họ có hai vị đại tôn giả, nên dù vụ nổ xảy ra khá bất ngờ, nhưng hai vị tôn giả vẫn kịp thời khởi động linh lực phòng ngự. Uy lực của vụ nổ bị chặn lại. Nổ thật á, Vũ Nhu Tử trợn mắt há mồm, Tống tiền bối có thiên phú tiên đoán à. Lưu kiếm nhất, nhưng thứ phát nổ lại là con rối Hắc Long ở bên cạnh. Hắn vẫn luôn nhìn con rối Hắc Long nọ, cảm thấy nó rất ngầu, quan trọng hơn nữa, thứ này có thể bay trên không trung thay cho phi kiếm. Nếu như có thể lấy thứ này đi thì hắn cũng chẳng cần phải ngự kiếm phi hành nữa làm gì, chỉ cần nằm trên con rối Hắc Long này là có thể bay đi khắp thế giới, lại có thể tha hồ mà lười biếng. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Nhưng giấc mơ vừa mới bắt đầu thì đã nổ mất rồi. Ồ, chẳng lẽ Bạch tiền bối ngài từng tháo con rối Hắc Long đó rồi à? Tống Thư Hàng vô thức bật thốt. Ha ha, Bạch Tôn giả cười khan một tiếng, khóe miệng co rút vài cái. Chấm. Sau khi dư âm của vụ nổ tản đi, Linh Điệp Tôn giả và Bạch Tôn giả mới thu hồi lớp phòng ngự. Con rối Hắc Long ở phía trước đã bị nổ thành cho tàn. Đủ loại linh kiện rơi lả tả trên mặt đất. Vị Xá Lam tiên sinh kia cũng bị nổ tung thành đủ loại linh kiện, rơi khắp nơi. Xem ra là đã chết hẳn rồi, nổ như thế, cho dù là cái người sáng tạo ra, Kiều Trường Sinh bằng cách biến thân thể thành máy móc, của Mạc Môn kia tới đây thì cũng không thể lắp mớ linh kiện này lại thành bộ dạng của Xá Lam tiên sinh được. Trong hư không dường như còn quanh quẩn tiếng gào to đầy tức giận lẫn không cam lòng của Xá Lam tiên sinh. Đây là tiếng giống giận đến từ tận sâu trong linh hồn của hắn, nếu như không tịnh hóa thì nói không chừng hắn còn có thể biến thành oán quỷ luôn ấy chứ. Hóa ra biến bản thân thành người máy cũng vất vả như thế, bởi vì ngươi không biết được khi nào thì mình sẽ nổ, Tống Thư Hàng nói với giọng cảm thán. Chương 418, Kiếm thuật trời, cú. Gì cơ, nghe thấy Vũ Nhu Tử nói thế, Tống Thư Hàng vội vàng cúi đầu xuống nhìn chỗ ngực của mình, sau đó... Hắn nhìn thấy chỗ ngực của mình có một bản thu nhỏ trong suốt của mình, đang chui ra. Mặt mày giống như đúc, ngay cả quả đầu chọc lóc và quần áo trên người cũng giống hệt như mình. Hơn nữa, trên quần áo của Tống Thư Hàng thu nhỏ cũng bị vấy máu. Đây hoàn toàn là Tống Thư Hàng bị thu nhỏ lại theo tỷ lệ. Chính bản thân của Tống Thư Hàng cũng giật mình mẹ nó, đây là gì thế này? Hắn vô thức giơ tay chạm vào Tống Thư Hàng thu nhỏ trong suốt kia. Ngón tay của hắn thuận lợi chạm lên đầu của Tống Thư Hàng thu hỏ kia, trên tay truyền tới cảm giác lạnh buốt, như thể chạm vào đầu của mấy con búp bê vậy. Ngay sau đó, trên đầu của Tống Thư Hàng lập tức truyền tới cảm giác đau đớn như bị người ta dùng tay chọt. Cộng hưởng cảm quan à? Ủa, Tống Thư Hàng vội vàng buông tay ra, hắn lập tức nghĩ tới một việc Tống Thư Hàng thu nhỏ này không phải là linh quỷ đấy chứ. Nhưng linh quỷ của hắn lại biến thành thế này là sao đây? Linh Điệp Tôn giả đứng bên cạnh tò mò nhìn qua Tống Thư Hàng thu nhỏ kia, linh quỷ à? Không thể nào, linh quỷ trông đâu có giống như vậy đâu, Vũ Nhu Tử mở to hai mắt, cô giơ tay một cái, lập tức có một linh quỷ trong suốt hình người xuất hiện trong lòng bàn tay của cô, mặt mày trông khá mơ hồ. Chính bản thân Tống Thư Hàng cũng chẳng hiểu ra làm sao, ta cũng không biết nữa, trước kia nó cũng đâu phải thế này đâu. Linh Điệp Tôn giả nghe thế thì tò mò hỏi thử, linh quỷ của Tống Tiểu Hữu từng biến dị rồi sao? Bạch Tôn giả ngồi bên cạnh gật đầu đáp, đã từng biến dị một lần, lúc đó Thư Hàng Tiểu Hữu giang khế ước với linh quỷ, đúng lúc có một vị tán tu ngũ phẩm bay tới, bỏ mạng ở bên cạnh chúng ta. Có thể là bị hồn phách tản ra lúc vị tán tu ngũ phẩm kia đạo tiêu, cho nên linh quỷ của Thư Hàng Tiểu Hữu cũng biến dị. Vũ Nhu Tử, Lưu Kiếm Nhất, Linh Điệp Tôn giả. Một vị linh hoàng ngũ phẩm bay sát tới, chết ngay trước mặt Tống Thư Hàng. Sau đó khiến cho linh quỷ biến dị,
chuyện này cần vận may lớn tới cỡ nào mới được đây. Nhưng linh quỷ đã biến dị từ lâu lắm rồi, sao bây giờ nó lại tự nhiên biến thành hình dạng của ta thế này? Tống Thư Hàng gãi gãi quả đầu chọc lóc của mình, gãi xong hắn mới nhớ là tóc của mình đã bị cạo sạch rồi. Ở chỗ ngực, Tống Thư Hàng thu nhỏ cũng giơ tay gãi cái đầu chọc bé xíu của mình. Trông cực kỳ đáng yêu. Sống động thật đấy, đáng yêu quá đi, Vũ Nhu Tử tò mò giơ tay ra, sờ cái đầu bóng lưỡng của Tống Thư Hàng thu nhỏ bóp bóp. Ui ra, Vũ Nhu Tử cô đừng mạnh tay như thế, nhẹ thôi, Tống Thư Hàng vội vàng kêu to, Vũ Nhu Tử bóp đầu của linh quỷ, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Cảm giác đầu bị bóp bóp như thế khá lạ. Thú vị thật đấy, nếu như linh quỷ của ta cũng có thể biến dị thì tốt biết mấy, Vũ Nhu Tử cười hì hì, lại trọt trọt lên quả đầu bóng lưỡng của Tống Thư Hàng thu nhỏ. Nhẹ thôi, Tống Thư Hàng kêu oai oái, đầu của Tống Thư Hàng thu nhỏ đặc biệt mẫn cảm, dù Vũ Nhu Tử dùng sức cực nhẹ, nhưng vẫn khiến đầu hắn có cảm giác đau. Bạch Tôn Giả ngẫm nghĩ một lúc xong mới đáp, xem ra đây là vì ngươi và linh quỷ đã hoàn toàn đồng bộ với nhau rồi, nên khiến nó biến hóa. Tống Thư Hàng và linh quỷ cũng đã hoàn toàn khế ước một quãng thời gian rồi. Tính ra thì cũng đã tới lúc đồng bộ xong xuôi rồi đây. Đã hoàn thành đồng bộ rồi sao? Ồ, nói thế thì cậu thật ta cảm giác liên hệ giữa mình và linh quỷ không còn bị đứt quãng nữa rồi, Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Nói cách khác, từ giờ trở đi, linh quỷ sẽ không ngừng thối luyện chân khí trong cơ thể của mình, cho dù lúc hắn ngủ nghỉ thì linh quỷ vẫn có thể tiếp tục tích chân khí cho hắn. Phần mềm hách tu luyện tiên tiến nhất, ngài xứng đáng có được nó. Nhưng sao tự nhiên nó lại chui ra khỏi cơ thể ta thế này? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Lúc hắn hỏi xong đột nhiên có một đạo ý niệm truyền từ linh quỷ vào đầu của hắn. Hỏa quyển kiếm quyết. Đây cũng là lý do mà linh quỷ bất giác chui ra khỏi cơ thể của Tống Thư Hàng. À, hóa ra là thế, Tống Thư Hàng gật đầu một cái, nói, Bạch tiền bối, bốn bức họa kia chưa bị nổ tung chứ, có thể cho ta xem thử một chút được không? Bạch Tôn Giả khoát tay một cái, mấy mảnh vỡ con rối từ vụ nổ được Tôn Giả dùng ý niệm quét gọn qua một bên. Sau đó, hắn bày bốn bức họa kia ra theo thứ tự. Chấm. Trên bốn bức họa lớn kia vẽ Tống Thư Hàng đạo trưởng với các tư thế khác nhau. A, TB, chiếc nhẫn trên ngón tay của Lý Thiên Tố đạo trưởng này không phải chính là chiếc trên tay ngươi sao? Vũ Nhu Tử tinh mắt, thoát cái đã trông thấy chiếc nhẫn trên tay của Tống Thư Hàng và chiếc nhẫn trên bức họa này giống hệt nhau. Ừ, Tống Thư Hàng cảm khái, chiếc nhẫn trên tay ta chính là của Lý Thiên Tố đạo trưởng. Ngoài ra, vị đạo trưởng này cũng chính là vị tán tu tiền bối đã phi xác từ ngàn dặm tới chết ở bên cạnh ta với Bạch Tôn Giả lúc ta khế ước với linh quỷ đấy. Vũ Nhu Tử. Đúng là trùng hợp thật đấy. Lưu Kiếm Nhất thì nghĩ thầm trong lòng, truyền thuyết về vận may của Bạch tiền bối thật sự lợi hại tới vậy sao? Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tiếp theo để ta xem bên trong bức họa này ẩn chứa bí mật gì đây, Tống Thư Hàng dụi mắt thật mạnh, nhìn thẳng vào bức họa này. Chỗ lồng ngực của hắn. Tống Thư Hàng thu nhỏ cũng dụi mắt như thế, nhìn chằm chằm vào bức họa. Chấm. Một phút, hai phút, ba phút. Tống Thư Hàng cảm giác mắt mình hơi cay, kỳ lạ, chẳng lẽ bức họa này có vấn đề hay sao? Linh quỷ ở chỗ ngực cũng lộ ra vẻ khó hiểu ngơ ngác như thế, tại sao linh quỷ lại không xuất hiện cảm giác nôn nóng như muốn nhào ra khỏi tâm huyệt như trong giấc mơ của Sở Sở nữa? Hi hi, ta đã nhìn ra rồi, lúc này, Vũ Nhu Tử đứng bên cạnh cười nói. Hả, Tống Thư Hàng quay đầu lại hỏi. Bộ kiếm quyết ẩn chứa bên trong bức họa này ấy, đơn giản lắm, nhìn qua một cái là ra ngay. Đúng là một bộ kiếm thuật rất thú vị. Vũ Nhu Tử nói xong thì vỗ nhẹ lên bảo kiếm hồ điệp ở bên cạnh. Trường kiếm rời vỏ, Vũ Nhu Tử cầm bảo kiếm, bắt đầu nhanh chóng thi triển kiếm thuật. Trong vòng 3 giây, Vũ Nhu Tử đã thi triển ra 108 loại biến hóa của bộ kiếm thuật kia, kiếm quang lóe lên từng hồi, vô cùng đẹp mắt. Kiếm của Vũ Nhu Tử ngày càng nhanh hơn, càng lúc càng chói mắt. Cuối cùng, 108 loại biến hóa này rốt cuộc biến thành 4 thức kiếm chiêu. Mà ở bên trong 4 thức kiếm chiêu này, mỗi một kiếm đâm ra đều chứa đựng 27 loại biến hóa khác nhau, biến hóa khó lường, tấn mãnh vô song. Kiếm thuật mà Vũ Nhu Tử thi triển có phần giống với kiếm thuật mà Tống Thư Hàng đã nhìn thấy ở trong giấc mơ của Sở Sở. Chỉ là chiêu thức do Vũ Nhu Tử thi triển ra lại càng tinh diệu hơn, bớt được một số chiêu dư thừa. Tống Thư Hàng đau đớn chớp chớp mắt, lúc trước hắn còn có thể viện cớ không có đủ 4 bức họa thì không có hiệu quả để an ủi bản thân. Nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên là ngộ tính của hắn có vấn đề mà.
Nói đúng hơn thì là ngộ tính của hắn ở phương diện kiếm thuật có vấn đề. Dù sao thì thiên phú của hắn ở quyền pháp, đạo thuật, thân pháp đều được Dược Sư Tiền Bối và Bạch Tôn Giả công nhận rồi. Chương 419, Tống Tiền Bối bản thu nhỏ đang ăn cái gì thế? Không, Tống Mỗ không phục. Không phải chỉ là một bộ kiếm quyết ẩn giấu bên trong thôi à? Ta không tin bản thân ta không ngộ ra được. Tống Thư Hàng lại mở to mắt lần nữa, quan sát kỹ càng từng chi tiết nhỏ trên từng bức họa. Rốt cuộc, công sức chẳng phụ người có lòng. Đúng lúc này, mắt của Tống Thư Hàng trông thấy biến hóa. Hắn trông thấy cảnh tượng hơn 100 vũ nhu tử đang múa kiếm. Trong mắt của hắn, toàn bộ đều là thân ảnh của vũ nhu tử khi thi triển bộ kiếm thuật ban nãy, tổng cộng có 108 loại kiếm biến, hợp lại thành 4 thức lớn. Một đám thân ảnh của vũ nhu tử này lóe lên vun vút ở trong mắt Tống Thư Hàng, khiến cho hắn hoa hết cả mắt. Hóa ra chỉ là do mình hoa mắt thôi sao? Tống Thư Hàng dụi mắt thật mạnh. Chẳng lẽ, mình thật sự không có thiên phú học kiếm thuật à? Ở trong giấc mộng của Lý Thiên Tố đạo trưởng, Xích Tiêu Tử Tiền Bối cũng không dạy kiếm pháp cho hắn, mà chọn dạy hắn một chiêu hỏa diễm đao. Liệu có phải Xích Tiêu Tử Tiền Bối đã ngầm nhắc hắn rằng hắn chỉ có thiên phú dùng đao? Tương lai hắn phải đổi đạo hiệu là gì đây nhỉ? Chẳng lẽ lại phải tiếp bước Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối, đặt tên Thiên Đao Thư Hàng à? Hay là Quỷ Đao Tống Tam đây? Không được, tuyệt đối không thể được. Tống Thư Hàng lắc đầu thật mạnh, muốn vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu mình. Hắn lại mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào bức họa kia. Hắn không mong gì ngộ ra cả bộ kiếm thuật vẹn nguyên, chỉ cần lĩnh ngộ được một chiêu hay nửa thức gì cũng được. Một lát sau, Tống Thư Hàng lại nhìn thấy. Hắn lại thấy tràn ngập hình ảnh vũ nhu tử cô nương vung trường kiếm múa vèo 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 vèo. Kiếm quang lóe sáng liên hồi, trước mắt toàn là đôi chân dài kia. Lại hoa mắt mất rồi. Tống Thư Hàng mở to hai mắt lần nữa, đang chuẩn bị cho hai mắt của mình nghỉ ngơi một lúc rồi lại nhìn tiếp. Trong lúc hắn đang chớp chớp mắt thì đột nhiên, hình ảnh trên bức họa đột nhiên biến hóa. Thân ảnh của vũ nhu tử tràn ngập trong mắt hắn đột nhiên dùng một cách khá kỳ lạ, dung hợp lại cùng với 4 bức họa kia. Giống như khảm những đồ án kiếm thuật mà vũ nhu tử thi triển vào bên trong chỗ trống trên bức tranh vậy. Một lát sau, cảnh sắc trước mắt Tống Thư Hàng đột nhiên thay đổi. Trước mặt hắn xuất hiện một vòng tròn màu hoàng kim khổng lồ. Vòng tròn nọ lớn như một ngọn núi cao, được tạo thành từ vô số vòng tròn màu vàng khác, tổng cộng phải có cả vạn cái hình tròn như thế. Bên trên mỗi cái vòng tròn đều khắc một con số ký hiệu hoặc là đồ án, chữ ký hiệu nào đó. Ngay sau đó, cái vòng tròn màu vàng ở trước mặt Tống Thư Hàng lại chuyển động, hơn cả vạn vòng tròn kia bắt đầu chuyển động theo trình tự khác nhau. Có lúc là vòng tròn thứ 8000 bắt đầu khởi động. Tiếp theo lại đổi thành vòng tròn thứ 4000 chuyển động. Có khi lại có hai cái vòng tròn bắt đầu chuyển động cùng nhau. Đó là một quá trình vô cùng phức tạp. Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra, đây chính là bí mật ẩn chứa bên trong kiếm quyết. Toàn bộ quá trình nhìn qua vô cùng phức tạp, Tống Thư Hàng cố gắng ghi nhớ toàn bộ trình tự trong đầu. Cũng may là bây giờ hắn đã tấn cấp lên tới chân sư nhị phẩm rồi. Bằng không chỉ dựa vào khả năng ghi nhớ của cảnh giới nhất phẩm thì hắn rất khó mà nhớ hết toàn bộ hơn vạn trình tự thế này. Rốt cuộc, ở trong mắt của Tống Thư Hàng, vòng tròn trên chiếc vòng lớn màu vàng kia cũng đã lắp ráp xong xuôi. Từng tự phù, mỗi cái đồ án, mỗi ký hiệu trên từng vòng tròn rốt cuộc cũng ghép thành một đồ án hình người cực lớn. Hình người kia đầu mọc hai sừng, toàn thân khắc toàn phù văn huyền ảo, giống như cổ ma tới từ thời man hoang viễn cổ. Chẳng hiểu tại sao. Chỉ mới nhìn thấy bức đồ án người đàn ông trông như cổ ma này thôi mà Tống Thư Hàng đã cảm thấy khó chịu rồi. Bụp! Hình ảnh dừng lại ở đây, trước mắt Tống Thư Hàng khôi phục bình thường. Lúc này, chợt có một cỗ cảm giác mệt mỏi nói không nên lời dâng lên, Tống Thư Hàng thiếu chút nữa đã đứng không vững rồi. Linh Điệp Tôn Giả đứng bên cạnh giơ tay đỡ lấy Tống Thư Hàng, sau đó lấy một viên đan dược ra nhét vào trong miệng của Tống Thư Hàng. Sau khi đan dược vào miệng thì lập tức tan ra. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức mát lạnh len lỏi vào từng bộ phận trên cơ thể, xua tan cảm giác mệt mỏi lúc nãy, đa tạ Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp Tôn Giả cười hỏi, đã nhìn ra được thứ gì à? Ta trông thấy một cái vòng tròn màu vàng cực kỳ phức tạp, được tạo thành từ hơn một vạn cái vòng tròn khác. Cuối cùng những vòng tròn đó gộp lại thành hình dạng một người đàn ông có hình xăm, đầu mọc hai sừng, Tống Thư Hàng kể sơ lại những gì mình đã nhìn thấy. Thứ Tống tiền bối nhìn ra không phải là kiếm quyết à? Vũ nhu tử tò mò hỏi lại.
mắt Tống Thư Hàng rơm rớm, hình như hắn thật sự không có thiên phú học kiếm thuật thì phải. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười rồi nói, xem ra đó chắc là cách mở ra cánh cửa bí cảnh nào đó. Hơn nữa chỉ riêng cách mở thôi mà đã phức tạp như thế, chứng tỏ trình độ của bí cảnh này không hề thấp. Bạch Tôn giả cũng gật đầu nói, ta cảm giác đó hẳn là một nơi rất thú vị. Bí cảnh, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Tiếp theo hắn đột nhiên bật thốt, cấm địa. Mọi người có mặt ở đây đều nghi hoặc. Để ta nhớ lại cho kỹ cái đã, Tống Thư Hàng cố gắng suy nghĩ thật kỹ, hắn cố gắng vắt óc nhớ lại cảnh trong mơ của tán tu Lý Thiên Tố. Giấc mộng của Lý Thiên Tố lúc ấy chia ra làm hai phần trên dưới. Mà trong lúc cảnh trong mơ của phần thứ hai sắp kết thúc, Tống Thư Hàng nhớ rõ, khi ấy Lý Thiên Tố vì muốn chữa căn bệnh lạ của con gái mà đã dùng hết toàn bộ gia sản của mình, còn phải đeo một số nợ khá lớn. Khi đó, căn bệnh lạ của con gái sắp sửa phát tác, mà lần này bệnh tình lại cực kỳ nghiêm trọng, hàn khí vừa phát tác thì trực tiếp hóa thành một cỗ quan tài băng ở bên ngoài cơ thể cô ấy, đóng băng cô ấy lại. Cuối cùng, Lý Thiên Tố đành phải tạm thời phong ấn con gái ở trong động phủ, còn hắn thì đóng cấm chế ngoài cửa động phủ. Sau đó, Lý Thiên Tố dứt khoát đi tới một cấm địa nào đó, muốn tìm cách giải quyết tận gốc căn bệnh kỳ lạ của con gái. Giấc mơ cuộc đời Lý Thiên Tố mà Tống Thư Hàng thấy không đầy đủ lắm. Phần lớn chẳng thấy miêu tả trực tiếp tới cái cấm địa kia nhiều. Nhưng theo như cảnh tượng vòng tròn hoàng kim mà hắn vừa mới nhìn thấy thì Tống Thư Hàng loáng thoáng nhớ tới vài hình ảnh mơ hồ trong mơ của Lý Thiên Tố. Nơi cuối cùng mà Lý Thiên Tố đạo trưởng tiến vào thám hiểm, lúc bước vào cấm địa kia, cũng có bóng một vòng tròn màu vàng cực lớn hiện ra loáng thoáng. Cuối cùng, Lý Thiên Tố mở vòng tròn đó ra, bước vào trong cấm địa đó. Không sai, cái vòng tròn màu vàng đó chính là chìa khóa của cấm địa mà Lý Thiên Tố đạo trưởng tiến vào lúc đó. Nhưng cuối cùng, Lý Thiên Tố đạo trưởng thất bại, hắn ngàn dặm phi sát tặng trang bị, bay thẳng tới bên cạnh Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả. Đó là một cái cấm địa, Lý Thiên Tố đạo trưởng cuối cùng cũng vì cái cấm địa đó mà thân mang trọng thương không kịp chữa trị. Vòng tròn màu vàng đó chính là cách để mở cửa cấm địa đó ra, Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Bạch Tôn giả suy tư một lúc rồi hỏi thử, người có biết vị trí của cái bí cảnh kia không? Không thể xác định được, những hình ảnh về cấm địa kia đều bị thiếu hụt cả, Tống Thư Hàng lắc đầu rồi nói tiếp, nhưng có lẽ vẫn có người biết chỗ của bí cảnh này đấy. Trong lúc hắn đang cố nhớ kỹ lại cảnh trong mơ của Lý Thiên Tố đạo trưởng thì đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng, đó chính là không phải lần đầu tiên Lý Thiên Tố đạo trưởng đi vào bên trong cấm địa đó. Hơn 20 năm trước, Lý Thiên Tố đạo trưởng đã từng thăm dò cái bí cảnh ở trong mơ đó với một người bạn tốt của mình. Nhưng khi cả hai người bọn họ còn chưa kịp tới gần cái vòng tròn màu vàng kia thì người bạn đó của Lý Thiên Tố đã bị trọng thương mất rồi, nên họ đành phải hủy bỏ kế hoạch thám hiểm. Bởi vì bị trọng thương, cho nên người bạn nọ đành phải quay về tộc chữa thương. Mà người bạn tốt của Lý Thiên Tố đạo trưởng chính là một vị trưởng bối của Sở gia. 150 năm trước, hắn đã quen biết với Lý Thiên Tố. Lý Thiên Tố cũng chiếu cố giúp đỡ hắn rất nhiều. Mà bộ bức họa ẩn chứa chìa khóa của cấm địa và một bố kiếm thuật không tệ kia được Lý Thiên Tố tặng cho người bạn này vào 100 năm trước. Vị trưởng lão kia của Sở gia đã từng đi thám hiểm cùng với Lý Thiên Tố đạo trưởng, có lẽ hắn biết rõ vị trí của cấm địa kia đấy, Tống Thư Hàng đáp. Linh Điệp Tôn giả, Vũ Nhu Tử và Lưu Kiếm Nhất âm thầm gật đầu một cái. Tuy rằng bọn họ không biết Tống Thư Hàng lấy được những tin tức này từ chỗ nào, nhưng đúng là rất có thể Sở gia biết được vị trí của cấm địa kia. Lúc này, Tống Thư Hàng lại nhìn mảnh vỡ của Xá Lam và con rối Hắc Long bị nổ tan tành trên đất. Sau đó, hắn lại buột mồm nói thêm, thật ra, thì có lẽ cái tên tiên sinh tên Xá Lam ban nãy cũng biết vị trí của cấm địa đấy, cho nên hắn mới có thể bày ra đủ mọi cách để cướp cho bằng được bộ bức họa này từ Sở gia, muốn tìm kiếm bí mật ẩn chứa ở bên trong đó. Nếu như Bạch Tiền Bối ngươi không tháo con rối Hắc Long kia tạo thành vụ nổ thì... Nói đúng lắm, Linh Điệp Tôn giả gật đầu nói. Ha ha, ha ha, Bạch Tôn giả xấu hổ cười khan hai tiếng. Cho nên ấy, Bạch Tiền Bối này, sau này khi ngài muốn tháo cái gì thì ta kiến nghị ngài nên quay clip lại trước cái đã. Ngài xem kìa, quả tên lửa lúc trước và con rối Hắc Long mới vừa rồi đều bị ngài tháo hỏng hết cả. Nếu như trước lúc ngài tháo chúng ra mà chịu quay clip lại để xem thì khi ngài ráp lại, cũng có thể đối chiếu với clip để mà làm. Thế thì sẽ không sợ khiến nó nổ tung nữa. Ngài ổn, ta ổn, tất cả mọi người đều ổn, thế mới là việc đúng đắn. Tống Thư Hàng vội tranh thủ thời gian khuyên nhủ góp ý cho Bạch Tôn giả. Hắn cảm thấy kỹ năng tháo đồ của Bạch Tiền Bối thật sự quá nguy hiểm,
cứ nghĩ xem, lỡ như ngày nào đó hắn về đến nhà, phát hiện tất cả đồ điện trong nhà đều xảy ra vấn đề, động một phát là xảy ra nổ mạnh thì sao, nghĩ thôi đã thấy sợ muốn chết rồi. Ha ha, ha ha, Bạch Tiền Bối cười khan hai tiếng. Sau đó, lúc Bạch Tôn Giả thấy Tống Thư Hằng còn định lèm bèm thêm mấy câu nữa thì hắn quyết đoán tổ lái sang vấn đề khác, ô kìa. Thư Hằng tiểu hữu, sao trên người ngươi toàn là nước máu không thế này, bị ướt lâu sẽ bệnh đấy, không tốt cho sức khỏe đâu, ta thổi khô giúp ngươi nhé. Bạch Tiền Bối ngài đừng có cố ý nói lảng sang chuyện khác như thế chứ. Đợi đã, Bạch Tiền Bối, ngài định làm cái gì đấy? Tống Thư Hằng kêu to. Không đợi Tống Thư Hằng từ chối, Bạch Tôn Giả đã vô nhẹ một chưởng về phía hắn, lập tức có một đạo linh lực nhẹ nhàng rơi xuống người hắn. Sau đó Tống Thư Hằng lập tức cảm thấy máu huyết toàn thân mình như sôi trào như muốn nổ tung đến nơi, thân thể nóng ran như muốn bốc cháy. A a a, nóng 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 quá đi mất, Bạch Tiền Bối ơi, nóng quá, ngài mau dừng lại, Tống Thư Hằng tiểu hữu kêu oai oái, hơn nữa quần áo trên người hắn nhanh chóng khô hẳn. Không chỉ có quần áo, mà toàn bộ thân thể của hắn cũng khô queo, cảm giác tựa như nước trong cơ thể thoát cái đã bị bốc hơi rất nhiều, môi khô tới mức bong ra. Hơn nữa, quần áo với máu bị thổi khô thì khiến vết máu đóng lại khô queo, lại còn dính sát lên người Tống Thư Hằng, cực kỳ khó chịu. Chương 420, có muốn vẫy vùng vô số chiến trường mà không bại không? Cái gì vậy? Tống Thư Hằng lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Sau đó hắn chỉ trông thấy linh quỷ của mình giống như đang làm động tác, hút mì sợi, sụt, một cái là dường như có thứ gì đó bị linh quỷ hút vào trong miệng như người ta đang hút mì sợi vậy. Linh quỷ hút quá nhanh, đến nỗi Tống Thư Hằng trong một thời gian ngắn cũng không thể nào nhìn ra được thứ nó đang ăn là cái gì. Cùng lúc đó, do năng lực cùng chung cảm thụ, mà Tống Thư Hằng cảm thấy dường như trong cổ họng mình đang truyền đến một loại cảm giác trơn tuồn tuột, giống như là đã nuốt xuống một miếng mì lạnh thanh mát. Mùi vị dường như cũng không đến nỗi nào thì phải. Ê, này, này, người vừa mới ăn thứ gì thế? Tống Thư Hằng vội vàng hét lên hỏi. Hắn biết kể từ sau khi linh quỷ của mình biến đổi thì đã có một vài điểm đặc biệt. Ví dụ như có lúc nó sẽ nuốt trọn một vài câu nguyền rủa, ngoài ra nó còn có thể chủ động nuốt chửng một số oan hồn nữa. Vậy thì cái thứ mà nó mới vừa ăn là cái đây? Sẽ không phải là một loại gì đấy kiểu như oán quỷ chứ? Nếu mà là oán quỷ thì đúng là khó mà chấp nhận được. Linh quỷ truyền một ý nghĩ vào đầu của Titi, một thứ rất ngon, cực kỳ ngon. Tống Thư Hằng. Cái cảm giác thanh mát ở trong miệng thế này, quả nhiên là nó lại ăn một thứ gì đó giống như là linh hồn nữa à. Xem ra phải nhanh chóng làm quen, nắm giữ cái cảm quan cộng hưởng, này giữa linh quỷ với mình mới được. Chỉ ít thì khi nào linh quỷ ăn một cái gì đó thì phải lập tức cắt đứt cái cảm quan cộng hưởng, này ngay đi. Đói rồi sao? Sau khi Tống Thư Hằng thở dài một hơi, thì mở túi thu nhỏ của mình ra, lấy mấy miếng hồn châu từ trong túi ra để đút cho linh quỷ. Cảm giác khi linh quỷ ăn hồn châu cũng không khác cảm giác con người ăn sô-cô-la là bao. Linh Điệp Tôn Giả đứng ở bên cạnh nhìn vào, cái túi thu nhỏ hình con thỏ của Tống Thư Hằng, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng lạ kỳ. Vũ Nhu Tử, có muốn một ít không? Tống Thư Hằng lại thuận tay đưa mấy viên hồn châu cho Vũ Nhu Tử. Đây là cái gì thế? Vũ Nhu Tử đưa tay đón lấy hồn châu, tò mò hỏi lại. Trong lúc nói chuyện, cô còn định ném hồn châu vào trong miệng để nếm thử một cái. Đừng có bỏ vào miệng, cái này không phải để cho ngươi ăn đâu, Tống Thư Hằng vội vàng ngăn cản cô lại, đây là hồn châu, loại này có thể xem như đồ ăn của linh quỷ thì phải. Tống Thư Hằng cũng không chắc chắn lắm, bởi vì linh quỷ của mình là loại biến dị. Hắn cũng không biết liệu linh quỷ của người khác có thích loại đồ ăn như hồn châu này hay không nữa. Vũ Nhu Tử triệu hồi linh quỷ của mình ra, đưa hồn châu cho linh quỷ của mình. Ban đầu linh quỷ của cô vẫn dè dặt chọt chọt hồn châu thử, sau đó nó há to miệng nuốt hết mấy viên hồn châu vào trong bụng. Sau khi nuốt xong hồn châu, linh quỷ của cô lại lui vào trong cơ thể, bắt đầu tiêu hóa năng lượng ở bên trong hồn châu. Nó có vị sô-cô-la, Vũ Nhu Tử chép chép miệng, cô sớm đã cảm quan cộng hưởng với linh quỷ của mình, tiền bối có còn nữa không? Vẫn còn một ít, nhưng mà lần này ta không mang theo nhiều. Đợi một thời gian nữa, ta quay về nhà rồi sẽ gửi chuyển phát nhanh cho cô một ít, Tống Thư Hằng đáp lời. Vậy được, tiền bối, đến lúc đó ta sẽ đưa địa chỉ bưu điện và cách thức liên hệ với nhân viên chuyển phát nhanh riêng của Linh Điệp đảo bọn ta cho ngươi, Vũ Nhu Tử cười hi hi đáp lại. Linh Điệp Tôn Giả đứng ở một bên chỉ biết. Nếu như sau khi Tống Tiểu Hữu biết được cách thức chuyển phát nhanh,
vậy thì chẳng phải hắn và Vũ Nhu Tử sẽ thường xuyên gửi đồ cho nhau hay sao? Đợi sau khi về đến Linh Điệp Đảo, nên suy tính chuyện di rời lại vị trí của Linh Điệp Đảo một chút rồi. Vì để bảo vệ tính thần bí của Linh Điệp Đảo nên cứ cách khoảng mỗi 100 năm hắn lại di rời vị trí của Linh Điệp Đảo đi một chút. Trong hang động dung nham, chuyện của tên, tiên sinh, và chuyện, kiếm quyết, xem ra tạm thời gác lại ở đây. Bạch tiền bối, tiếp theo chúng ta đi bố trí đường đua hả? Tống Thư Hàng thu hồi 4 bức họa, kiếm quyết lại. Bí mật ở bên trong đã được phá giải, đối với bọn họ mà nói, bức họa, kiếm quyết, đã không còn tác dụng gì nữa rồi, phải tìm cơ hội để trả lại cho Sở gia thôi. Hơn nữa, Tống Thư Hàng đã tuyệt vọng đến cùng cực với khả năng lĩnh ngộ kiếm thuật của bản thân. Hắn căn bản không có cách nào ngộ ra được loại kiếm pháp thuộc về mình trên mấy bức họa này. Xem ra, hắn đã được định sẵn là không có duyên với bộ kiếm quyết này rồi. Lúc này, Bạch Tôn Giả lại cười tủm tỉm mà nói. Ừ, trước khi rời khỏi đây thì trước tiên chúng ta nên mang cuốn kiếm quyết này trả lại cho nguyên chủ mới được. Nói xong, Bạch Tôn Giả quay đầu lại, nhìn vào vị trí một góc khuất trên hang động dung nham rồi nói. Sở đạo hữu, ra đây đi. Chúng ta không hề có ác ý với Sở gia, cũng không có ý muốn chiếm đoạt kiếm quyết của Sở gia đâu. Bạch Tôn Giả vừa dứt lời thì lão tổ Sở Khang Bá của Sở gia ngượng ngùng hiện thân từ phía sau cái vị trí kia trên hang động. Sau đó, hắn đến bên cạnh hai vị tôn giả, đứng trước mặt Lưu Kiếm Nhất, Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử, hành lễ một cách cẩn thận rồi mới nói. Sở Khang Bá bái kiến hai vị tiền bối, bái kiến đạo hữu cùng hai vị tiểu hữu. Trong lúc hành lễ, ánh mắt của hắn lại nhìn vào chiếc nhẫn cổ đồng trên ngón tay của Tống Thư Hàng, thầm thở dài lấy một hơi. Sau khi Sở Khang Bá nhận được tin báo từ người do, Sở Sở, phái về đã thúc ngựa chạy thật nhanh đến đây, lần theo mùi của tên, tiên sinh, kia lưu lại, cứ lần theo dấu vết ấy mà tới tận cái hang động dung nham này. Lúc hắn chạy tới không bao lâu, thì đúng lúc nghe được chuyện Tống Thư Hàng phá giải bí mật trong bức bích họa, sau đó lại thảo luận tin tức về vị bạn cũ, Lý Thiên Tố của hắn cùng hai vị tôn giả. Lúc hắn biết được tin, Lý Thiên Tố, đã chết, hắn lập tức ngây người, Lý Thiên Tố đạo hữu mạnh như vậy mà lại thân tử đạo tiêu hay sao? Vị này chính là tiền bối của Sở gia phải không? Lúc trước Tống Thư Hàng không thấy được cảnh tượng Sở Khang Bá tham chiến Đoạn Tiên Đài, cho nên không biết hắn ta là lão tổ của Sở gia. Hơn nữa thanh âm Tống Thư Hàng lúc này đã hồi phục gần như giống với thanh âm trước đây, bằng không nếu Sở Khang Bá mà nghe được giọng của Sở Sở phát ra từ trong miệng hắn thì không biết sẽ liên tưởng đến đâu nữa. Sở Khang Bá gật đầu với Tống Thư Hàng, khẽ nhíu mày lại, nói. Sở mẫu chính là tổ phụ của tộc lão Sở gia ngày nay. Tống Thư Hàng nghe kiểu nói chuyện của người này thì có cảm giác ghê ghê răng. Lão nhân gia ngài đến thật đúng lúc, đây là kiếm quyết của Sở gia, giờ đây xem như vật đã về với chủ cũ rồi. Tống Thư Hàng lấy 4 bức họa ra giao lại cho Sở Khang Bá. Sở mỗ cảm kích vô cùng, trên dưới Sở gia đều sẽ ghi nhớ đại ân của tiểu hữu. Khuôn mặt Sở Khang Bá trở nên nghiêm túc hơn, rồi hắn đưa tay đón lấy 4 bức bích họa. Sau đó hắn ngẫm nghĩ một chút rồi móc một cuốn sách cổ nho nhỏ từ trong ngực ra, đưa cho Tống Thư Hàng. 4 bức họa, kiếm quyết, này đã là mạch sống của Sở gia. Tống Thư Hàng lại đem trả lại 4 bức họa này cho hắn. Ân tình này thật sự quá lớn, Sở Khang Bá nhất định phải làm điều gì đó để thể hiện thành ý mới được. Nếu không, ở trước mặt hai vị tiền bối đây, chẳng phải hắn sẽ có vẻ vô cùng thất lễ hay sao? Vì thế, Sở Khang Bá đã nghĩ ngay đến cuốn sách cổ nho nhỏ để ở trong ngực mình. Cuốn sách cổ này là hắn lấy ra được vào cái năm hắn và Lý Thiên Tố, đạo hữu cùng nhau xông vào cổ tiên di phủ. Đây là một bộ đao pháp vô cùng mạnh, người sáng tạo ra đao pháp này đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực trong lĩnh vực sáng tạo đao pháp. Điều đáng tiếc chính là cuốn sách cổ mà hắn thu được lại có rất nhiều chỗ thiếu sót, chỉ lưu lại được 3 thức đao pháp đầu tiên. Đại ân của tiểu hữu, Sở gia sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu trong tương lai tiểu hữu có việc gì cần sự giúp đỡ thì dù Sở gia có phải lao vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Hiện trong người Sở mỗ cũng không có lễ vật nào đáng giá, chỉ có quyển đao pháp không đầy đủ này, xin được tặng cho tiểu hữu xem như là quà gặp mặt, hy vọng tiểu hữu nhận lấy, Sở Khang Bá nói. Khóe miệng Tống Thư Hàng không khỏi co giật, đao pháp. Có điều hắn trông thấy trên mặt Sở Khang Bá hiện lên nét mong chờ nên hắn đành nhận phải lấy cuốn đao pháp kia. Hắn trả lại bức kiếm quyết cho Sở gia, cuối cùng lại đổi lấy được một cuốn đao pháp. Lẽ nào đây chính là số mệnh của hắn hay sao?
Tống Thư Hàng thuận tay lật dở vài trang cuốn đao pháp. Tên gọi của cuốn đao pháp này là Nghịch Lân Đao Pháp, một cái tên cực kỳ ngầu. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nổi giận. Lẽ nào đây là một bộ sách có tác dụng chữ điểm nộ khí, sau đó có thể phóng ra đại chiêu hay sao? Tống Thư Hàng nghĩ thế, thì hớn hở lật dở cuốn đao pháp này ra, sau đó, hắn phát hiện ra đao pháp này chẳng ăn nhập gì với cái tên của nó cả. Trên đao pháp có ba thức, Long Vũ thức, Long Lân thức và Nghịch Lân thức. Nghe cái tên thì quả là những chiêu thức tuyệt diệu, còn hơn cái gì mà quyền pháp căn bản một đến tận 18 con phố luôn ấy chứ. Cuối cùng thì Tống Thư Hàng cũng không cần lo lắng nữa, về sau khi giao đấu với người khác, người ta thét lên một tiếng, thiên ngoại phi tiên, sau đó mình tung ra một quyền, cũng hét to lên một tiếng, quyền pháp căn bản một. Độ ngầu lòi của tên chiêu thức quá thấp, trước khi đánh thì sĩ khí của mình đã bị trừ 5 điểm trước rồi. Có điều, ba chiêu đao pháp này có chút cổ quái. Lực công kích của ba chiêu thức này đều là không. Đúng thế, cả ba chiêu đao pháp này đều là đao pháp, phòng thủ. Đao như rồng múa, vạn thứ tà môn không thể nào xâm nhập vào cơ thể. Đao thành long lân, bảo vệ toàn thân từ trên xuống dưới, đao như nghịch lân, chiêu thức phòng thủ mạnh nhất. Liệu có phải vị tiền bối sáng tạo ra mấy chiêu thức đao pháp này đã từng bị lừa đá cho một phát vào gáy hay không nhỉ? Đao chính là bá chủ trong các loại binh khí, chuyên tấn công, lực sát thương lớn. Nhưng ba thức đầu tiên của bộ, nghịch lân đao pháp, này lại toàn là đao chiêu dùng để phòng thủ. Người muốn tung hoành ngang dọc vô số chiến trường mà không bại à? Người muốn nói với người đời một cách kiêu ngạo rằng, đời này của ta chưa từng một lần thất bại không? Nghịch lân đao pháp, ngài xứng đáng có được nó. Tuy nhiên, sau khi người bốc phét chém gió với người ta xong thì còn phải thêm một câu trong lòng rằng, cũng chưa một lần thắng nổi ai. Tống Thư Hàng bùi ngùi cảm khái nhận lấy cuốn, nghịch lân đao pháp kia. Trong khi nhận lấy cuốn đao pháp, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc nãy khi hắn xem cuốn đao pháp này, thì luôn có cảm giác trôi chảy, không hề có chút vấp pháp gì. Rõ ràng những từ ngữ được sử dụng để miêu tả ba chiêu thức đao pháp trong cuốn sách này đều là thủ pháp viết theo kiểu cổ văn. Á, lẽ nào cả đời ta thật sự đã được định sẵn là chỉ có thể dùng đao hay sao? Danh xưng bá đao Tống Tam đang ngoắc tay với hắn đúng không? Tống Thư Hàng sụp đổ. Đúng lúc này, lão tổ Sở Gia Sở Khang bá suy tư một lúc rồi cất tiếng nói. Ngoài ra, việc liên quan đến cấm địa mà vị bằng hữu Lý Thiên Tố đạo hữu của Tô Mỗ đã phát hiện ra, Sở Mỗ có thể nói vị trí chính xác của cấm địa này cho hai vị tiền bối và các vị đạo hữu. Ồ, Bạch Tôn giả cười tủm tỉm, vậy ngươi có yêu cầu gì không? Sở Mỗ chỉ muốn nhờ một chuyện. Sở Khang bá đột nhiên quỳ xuống tại chỗ, nói vang, lúc sinh thời, người bạn tốt Lý Thiên Tố đạo hữu của Sở Mỗ có một cô con gái đầu lòng, con bé lại mắc một căn bệnh hết sức kỳ quái. Trong người con bé luôn sinh ra hàn băng chi khí không ngừng nghỉ, nếu như không xử lý hàn khí kia thì nó sẽ khiến toàn thân của con bé đóng thẳng băng xương, trở thành người băng. Nguyện vọng cả đời của Lý Thiên Tố đạo hữu chính là có thể tìm ra được cách chữa trị được tận gốc hàn bệnh trong người của con gái hắn. Theo như phỏng đoán của Lý đạo hữu thì có lẽ trong cấm địa kia có cách để chữa trị bệnh tình cho con gái hắn. Nếu như các vị tiền bối có thể tìm ra được phương pháp chữa trị căn bệnh hàn khí này thì xin các vị tiền bối hãy giải cứu cho con gái của Lý Thiên Tố đạo hữu thoát khỏi căn bệnh này. Sở Mỗ vô cùng cảm kích. Hóa ra là vấn đề này à? Ta đã hiểu rồi, Bạch Tôn giả thản nhiên nói, nếu như có cách để trị bệnh, ta nhất định sẽ mang phương pháp trị bệnh ấy về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 420.